Chương 676: Trang trại. Ninh Hạo Bân lắc đầu, nói các anh không nên xem thường bản thân mình cũng đừng đánh giá thấp người khác. Thế giới rộng lớn như vậy, dưới trời đất này có bao nhiêu người tài giỏi? Các anh đã biết rõ về năng lực của ông chủ, mà người có thể được ông chủ khen ngợi lại vô cùng ít ỏi. Hơn nữa, tôi tin tưởng rằng họ đều là những người thật sự có tài. Chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng sự phát triển của trụ sở nước ngoài trong khoảng thời gian này cho dù có sự hỗ trợ về công nghệ của Hy vọng mới chúng ta nhưng trong thời gian ngắn như thế mà có thể nâng quy mô tài sản vượt qua trụ sở trong nước thì các anh cảm thấy nếu không có bản lĩnh thì làm được như vậy không? Cùng một điều kiện như vậy, có mấy người trong các anh có thể làm được? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có chút chán nản. Ninh Hạo Bân nói không sai, nếu cho họ cùng một điều kiện, cũng không thể làm mọi việc hoàn hảo đến vậy. Quy mô hiện tại của trụ sở nước ngoài nửa tháng trước đã chính thức vượt qua trụ sở trong nước, mà thời gian thành lập của nó còn không lâu bằng thời gian ninh thần bán hàng trên tao bao. Đam Mỹ sắc trong thời gian ngắn mà có thể mở rộng quy mô tài sản đến mức độ như vậy, ngoài sức thu hút do công nghệ của hy vọng mới đem lại, cũng không thể xem nhẹ các phương thức quan hệ công chúng, ngoại giao, lôi kéo thương mại của đội ngũ thiên cơ do cổ ngôn tài dẫn dắt. Nhưng, họ có năng lực thì sao, dựa vào đâu mà vừa xem đã sửa phương án của chúng ta những phương án này đều là do chúng ta thức liền mấy đêm để làm mà có người không phục nói họ đã sửa đổi thì chắc chắn là có lý do xem trước đã rồi nói ninh hạo bân nói anh ta ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp nếu thật sự không phù hợp thì tôi sẽ báo cáo lại với ông chủ không cần phải lo lắng thật ra tuy rằng anh ta tỏ ra rất bình tĩnh nhưng sâu trong lòng vẫn có sự kiêu ngạo của mình cổ ngôn tài vừa tới đã nói phải sửa đổi điểm chiến lược Thực sự khiến Ninh Hạo Bân cảm thấy khó chịu. Nhưng sự tôi luyện của mấy năm nay khiến anh ta không giống như thùng thuốc nổ lúc trước, động vào là nổ. Ninh Hạo Bân cúi đầu, lật mở từng trang tài liệu và xem xét thật kỹ. Toàn bộ tài liệu được viết bằng tiếng Anh, có rất nhiều từ vựng chuyên môn, cho dù là những thành viên ở trong đội của anh ta cũng sẽ gặp phải một số từ đặc biệt mà họ chưa từng gặp. Bên tai không ngừng vang lên những câu hỏi của những người khác đang hỏi nhau mà sau khi hiểu sâu hơn về tài liệu này thì Ninh Hạo Bân cũng dần cao chặt đôi mày lại. Anh ta hiểu rõ, cổ ngôn tài và những người khác đều là người trong nước, nếu viết báo cáo thì cũng nên viết bằng tiếng mẹ đẻ. Nhưng mà bây giờ, toàn bộ tài liệu tiếng Anh rõ ràng là để thể hiện trình độ của họ. Nếu đến cả tài liệu này cũng không hiểu vậy thì đừng nói đến hợp tác cùng nhau, mà còn không đủ tư cách để làm cấp dưới. May mà hai năm nay, ngoài việc bận rộn trong công việc, thời gian rảnh rỗi, Ninh Hạo Bân thường xem sách báo nước ngoài. Anh ta không dự liệu được hy vọng mới lại có thể phát triển đến quy mô như hiện tại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bất cứ doanh nghiệp nào, sau khi lớn mạnh thì sớm muộn cũng sẽ vươn ra nước ngoài, đi khắp thế giới. Nếu đã như vậy thì tương lai anh ta có thể sẽ phải tiếp xúc với nước ngoài, vậy thì phải chuẩn bị trước cũng coi như phòng trước cũng không có hại gì. Vì thế, Ninh Hạo Bân có thể xem hiểu được tài liệu này, thỉnh thoảng có một Hai từ vựng quá chuyên môn xem không hiểu còn những phần khác đều hiểu hết. Mà sau khi xem xong phần tài liệu này, chút kiêu ngạo trong lòng Ninh Hạo Bân cũng biến mất không còn dấu vết. Nếu nói lúc trước, anh ta vẫn có chút khó chịu với người khác, vậy thì bây giờ, anh ta đã bị thuyết phục rồi. Trong phần sửa tài liệu, Cổ Ngôn Tài đã giải thích chi tiết tại sao phải dùng những điểm chiến lược này, thậm chí mở rộng thêm về cách sử dụng chúng. Anh ta còn xếp hạng tất cả điểm chiến lược dựa trên quan điểm riêng của mình trong khoảng thời gian trước đi công tác ở nước ngoài nhóm giản tư tư đã có phân tích sơ bộ với tư bản nước ngoài phân tách ra một số lĩnh vực lớn mà những lĩnh vực gần như khớp với xếp hạng của cổ ngôn tài điều này chứng tỏ cổ ngôn tài hiểu rất rõ về điểm chiến lược ít nhất là hiểu nhiều hơn là mấy người ninh hạo bân không chỉ ninh hạo bân nhìn ra những điểm này mà những người khác đều nhìn ra điểm này trước đó cả xe còn xôn xao bàn tán thì bây giờ đã yên lặng đi nhiều những người được Ninh Hạo Bân lựa chọn đến trụ sở nước ngoài đều không phải là những nhân viên bình thường. Tất cả mọi người đều có năng lực cá nhân mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Họ có thể nhìn ra khả năng của Cổ Môn Tài và đội Ngũ Thiên Cơ thông qua tài liệu này. Và chính điều đó khiến trong lòng họ có cảm giác thất bại. Một lát sau, Ninh Hạo Bân vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người, nói, "Đừng nghĩ nhiều nữa, anh Cổ đến trụ sở nước ngoài sớm hơn chúng ta rất nhiều." nên chắc chắn họ sẽ quen thuộc tình hình ở nước ngoài hơn cho nên phân tích đối với những việc này cũng chính xác hơn nên họ có quyền hơn so với chúng ta nhưng tôi vẫn nói câu đó chúng ta là người đến sau không bằng họ là điều bình thường nhưng chúng ta cần duy trì tính tích cực tự học sớm thích nghi với môi trường này nhớ kỹ chúng ta là đại diện cho trụ sở ở trong nước tuyệt đối không được mất mặt một khi mất mặt thì không chỉ chính chúng ta xấu hổ mà còn khiến ông chủ mất hết thể diện bởi vì được sự cho phép của anh ấy mà chúng ta mới đến được đây đó là sự tín nhiệm của ông chủ và cũng là trọng trách mà hy vọng mới đã giao phó cho chúng ta những lời này khiến cho rất nhiều người cảm thấy sôi sục đúng vậy đội ngũ thiên cơ đến sớm hơn rất nhiều biết nhiều hơn cũng là điều thường tình nhưng họ cũng không phải là những kẻ yếu chỉ cần nghiêm túc học hỏi thì không lâu nữa nhất định sẽ vượt qua họ đến lúc này bộ đàm trong túi ninh hạo bân rung chuông đây là là thiết bị liên lạc mà Cổ Ngôn Tài đưa cho anh ta trước khi lên xe. Anh Ninh, theo chỉ thị của ông chủ thì chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Cho nên, chúng ta sẽ trực tiếp đến điểm chiến lược thứ nhất theo dự định, tiến hành mở rộng cải tạo từ trong ra ngoài." Giọng nói của Cổ Ngôn Tài vang lên trong bộ đàm. Ninh Hạo Bân ấn nút để đàm thoại, nói: "Không vấn đề, anh cứ sắp xếp là được." Có thể là thái độ của Ninh Hạo Bân quá ổn, khiến Cổ Ngôn Tài không có cách nào khiêu khích. Một lát sau, anh ta mới nói, sẽ mất một thời gian nhất định mới tới được điểm chiến lược đã định, trước đó các anh có thể nghỉ ngơi một lát. Đợi đến nơi rồi thì chắc không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Được, cảm ơn anh đã quan tâm. Sau khi cuộc đàm thoại kết thúc, Ninh Hạo Bân để bộ đàm vào túi áo, sau đó vỗ vỗ tay, nói lớn, các anh đã nghe thấy rồi chứ? Đợi sau khi xuống xe, chúng ta phải lập tức lao vào công việc, không có thời gian dư thừa nào. Cho nên, tranh thủ thời gian này nếu ngủ được thì hãy ngủ một lát. Nói thì nói vậy, nhưng giờ phút này ai cũng hưng phấn thì có mấy người ngủ được chứ? Ninh Hạo Bân cũng không khuyên nhủ họ, dù sao tuổi trẻ đang sung sức, nhiều người chơi game 2, ba ngày không ngủ cũng không sao, nghỉ hay không cũng không vấn đề gì. Khoảng 5 giờ sau, xe bus chạy vào một trang trại. Nơi này rất hẻo lánh, xung quanh cũng đều là trang trại, gần như không thể nhìn thấy gì khác nhưng tầm quan trọng ở đây thì không gì sánh bằng một trong những công ty của tư bản nước ngoài đang xuất khẩu ngũ cốc mà đây chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tổng giá trị xuất khẩu của hai công ty có thể đạt tới hơn chục tỷ đô mỗi năm nghe có vẻ không nhiều nhưng ngoài việc xuất khẩu ngũ cốc còn cung cấp cho các công ty khác vì thế mà những trang trại này có quan hệ rất mật thiết đây cũng là lý do tại sao cổ ngôn tài lại chọn nơi này tưởng chừng đơn giản và không quan trọng Thực ra trong bố cục tổng thể, nó có vai trò phát động toàn cục. Có thể ngay cả tư bản nước ngoài cũng không rõ, trang trại của họ quan trọng như thế. Nó giống như con ốc vít trên động cơ máy bay, so với các thiết bị có độ chính xác cao thì nó không có gì đáng nói, nhưng một khi con ốc này bị rơi ra thì cả động cơ sẽ không thể hoạt động bình thường, thậm chí còn có thể báo hỏng. Sau khi xuống xe bus, Cổ Ngôn Tài đưa họ đi vào trang trại ngay lập tức, người phụ trách trang trại đã ra đón tiếp đến lúc này ninh hạo bân mới biết trang trại này đã bị cổ ngôn tài dùng một số cách thức để thu mua bây giờ họ chính là chủ ở đây điều này khiến ninh hạo bân càng chắc chắn về tính cách của cổ ngôn tài thật sự là người sẽ không thương lượng với ai quá nhiều ít nhất là trước khi được anh ta coi trọng thì anh ta sẽ không thương lượng với người nào đó bất cứ điều gì nếu không cổ ngôn tài sẽ không mua trang trại này trước mà không thông báo trước với anh ta vụ này tốn bao nhiêu tiền vậy Ninh Hạo Bân đi trên đường mới hỏi. Chương 677, không cần tiền, không cần tiền, Cổ Ngôn Tài trả lời. Bước chân của Ninh Hạo Bân dừng lại, anh ta quay đầu nhìn Cổ Ngôn Tài, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không cần tiền. Làm sao có khả năng đó được? Tuy không hiểu nhiều về tình hình ở nước ngoài nhưng Ninh Hạo Bân cũng biết, một nông trường với mức lợi nhuận vài tỷ mỗi năm như thế này đã được xem là hàng đầu rồi. Muốn mua lại nó thì ít nhất phải bỏ ra hơn 10 tỷ hơn nữa còn phải là 10 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, anh ta đương nhiên không tin lời cổ ngôn tài vừa nói. Trên mặt cổ ngôn tài không hề lộ ra chút bối rối nào, chỉ điềm nhiên nói, tôi đã nói với ông ta rằng tôi có thể giúp ông ta đánh bại đối thủ và tăng gấp đôi lợi nhuận hàng năm. Hơn nữa, lưu lượng của hy vọng mới cũng có thể chuyển cho ông ta một phần. Ninh Hạo bân xứ người, nếu thực sự có thể đánh bại được các đối thủ cạnh tranh của nông trường, lợi nhuận đương nhiên sẽ tăng gấp đôi. Nhưng lưu lượng truy cập của Hy vọng mới thì có lợi ích gì cho một nông trường? Cho dù nắm nhiều lưu lượng thì sao, chẳng lẽ nó có thể giúp họ thu hoạch nông sản? Có vẻ như ông chủ đã không nói rõ với anh về cách sử dụng lưu lượng sao cho đúng, Cổ Ngôn Tài nhìn Ninh Hạo Bân và nói, anh cho rằng lưu lượng truy cập của Hy vọng mới bây giờ đã đạt đến 10 chữ số, mỗi tháng có tối thiểu mấy trăm triệu lưu lượng truy cập mới tiến vào, vậy có thể dùng làm gì? Tất nhiên nó được dùng để quảng bá sản phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của thương hiệu, Ninh Hạo Bân trả lời, tất nhiên, nếu chúng ta muốn bán được hàng nhanh giống như những người nổi tiếng trên internet thì điều đó cũng hoàn toàn có thể. Anh sai rồi, Cổ Ngôn Tài lắc đầu nói, tại sao lại nói lưu lượng rất quan trọng? Không chỉ vì nó có thể giúp anh sàng lọc ra khách hàng của mình thông qua lượng truy cập khổng lồ, đó chỉ là ứng dụng cơ bản nhất của nó mà thôi. Trước tiên, anh cần phải hiểu rõ lưu lượng truy cập đến từ đâu. Hoặc cũng có thể nói, anh cần phải hiểu lưu lượng truy cập là cái gì. Lưu lượng, không phải là sự nổi tiếng trong cộng đồng hay sao?" Ninh Hạo Bân bối rối hỏi, còn có thể giải thích bằng cách nào khác nữa. Lưu lượng truy cập đại diện cho sự nổi tiếng trong cộng đồng ở một số khía cạnh, nhưng đó không phải là bản chất mà chỉ là vẻ bề ngoài. Một ngôi sao có hàng chục triệu người hâm mộ, đây là mức lưu lượng của ngôi sao đó, và bất kể người nổi tiếng nào trên internet cũng đều như nhau nhưng hy vọng mới khác với họ, hy vọng mới là một công ty phát triển dựa trên việc thay đổi thế giới. Lưu lượng truy cập của chúng ta không chỉ giới hạn ở những người dân thường, mà còn có cả những quan chức cấp cao, những người có tầm ảnh hưởng lớn ở đủ mọi ngành nghề đều có mặt trong đó không ít. Ở tầng đáy của lưu lượng truy cập là bộ phận chỉ thu về tiền bạc, giống như anh vừa mới nói về những người nổi tiếng tùy tiện cầm ra một món sản phẩm có thể liền bán đi mấy chục triệu món y như vậy. Nhưng nếu như một phần trong số lưu lượng truy cập đó tới từ tầng cao hơn và có sức ảnh hưởng đến cả thế giới thì sao?" Ninh Hạo Bân ngẩn người ra, anh ta như mơ hồ hiểu được Cổ Ngôn Tài đang nói gì, nhưng vẫn chưa rõ ràng. Cổ Ngôn Tài không đợi anh ta suy nghĩ, nhanh chóng giải thích thẳng thắn, "Lưu lượng của chúng ta chính là như thế, có những người dân thường ở tầng lớp thấp và cả những người thuộc tầng lớp thượng lưu cao cấp hơn. Dù chúng ta mua lại bất kỳ công ty nào, thì công ty đó chắc chắn sẽ phát triển với một tốc độ cực kỳ nhanh, bởi vì hy vọng mới có lượng truy cập lớn, thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Mọi người đều biết sản phẩm của hy vọng mới tốt như thế nào và họ sẽ đổ xô đi mua. Vậy nếu chúng ta mua lại nông trường này thì điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Mọi người sẽ nghĩ rằng các sản phẩm của nông trường này tốt và họ sẽ muốn mua chúng, Ninh Hạo Bân trả lời. Không sai, Cổ Ngôn Tài khẽ gật đầu và nói người bình thường có thể không tiếp cận được với nông sản ở đây nhưng chúng có thể được bán cho họ thông qua các nhà nhập khẩu khác nhau người đứng đầu các vùng đất trên thế giới cũng sẽ cảm thấy vui vẻ khi sản phẩm của hy vọng mới tiến vào thị trường của họ do đó ứng dụng lớn nhất của lưu lượng truy cập chính là sự lan truyền vô hình thay vì chỉ đơn giản là thu về những lợi ích ngắn hạn nếu vậy đến khi sản phẩm có vấn đề thì lại mất đi rất nhiều người dùng nhưng nếu thực phẩm ở nông trường này không chất lượng chẳng phải kết quả cũng sẽ giống nhau sao, Ninh Hạo Bân khó hiểu hỏi. Làm sao có thể giống nhau được? Không phải tôi đã nói rồi sao, trong số lưu lượng truy cập của chúng ta có không ít người đều là quan chức cấp cao. Những người này sẽ không nghĩ tới việc thực phẩm ở đây có ngon hay không, vì nó chẳng liên quan gì tới họ. Có thể họ còn không bao giờ ăn thực phẩm ở đây cơ. Họ vui vì thấy một nông trường có liên kết với hy vọng mới tiến vào thị trường của họ, hiểu không, cổ ngôn tài giải thích lại. Ninh Hạo Bân không phải kẻ ngốc, anh ta rất thông minh nên đã hiểu ra ngay lập tức. Hai mắt của anh ta sáng lên, rồi anh ta nói, ý của anh là vì lưu lượng truy cập của chúng ta rất lớn, nên những người đó sẽ chủ động đến nhập thực phẩm từ đây. Đúng, đây là vai trò hàng đầu đằng sau lưu lượng, tuyên truyền và kiểm soát, cổ ngôn tài nói. Bây giờ Ninh Hạo Bân mới hiểu ra lý do tại sao chủ nông trường sẵn sàng bán miễn phí nơi này cho hy vọng mới nếu mọi thứ thực sự có thể tiến triển như cổ ngôn tài nói thì nông trường này sẽ trở thành nông trường hàng đầu thế giới chứ không còn là một trong số đó nữa dù ở bất kỳ quốc gia nào bất kể là ai thì cũng đều sẽ thích những sản phẩm ở đây thậm chí nếu nó thực sự không tốt thì nó vẫn sẽ trở thành sản phẩm phải mua được của người khác cũng giống như quần áo và túi sách của các thương hiệu xa xỉ đó liệu chúng có thực sự tốt không tất nhiên là không trên thế giới vẫn có nhiều sản phẩm khác tốt hơn gấp nhiều lần nhưng vẫn khó có thể cạnh tranh với những thương hiệu lớn siêu sang. Không phải vì chất lượng các sản phẩm của họ không có khả năng cạnh tranh, mà vì bản thân các thương hiệu xa xỉ đã chiếm lưu lượng truy cập rất lớn trên thế giới. Lưu lượng là gì? Không phải chỉ cần có nhiều người đến xem buổi phát sóng của bạn và mua sản phẩm là đủ, mà bạn còn phải là người giỏi nhất trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Không quan trọng là khách hàng có mua hay không quan trọng là thứ hạng của thương hiệu trong tâm trí của khách hàng có thể xếp ở vị trí thứ mấy. Bất kỳ người nào cũng biết rằng Rolls-Royce là chiếc xe tốt nhất trên thế giới, có thể không đắt nhất nhưng chắc chắn là tốt nhất. Nhưng có bao nhiêu người trên thế giới may mắn được sở hữu một chiếc Rolls-Royce? Chỉ một số ít người có thể sở hữu nó, nhưng độ nổi tiếng của nó thì lớn như thế nào chứ? Đây mới là lưu lượng thực sự. Ninh Hạo Bân đã hiểu những điều mà cổ ngôn tài nói. Hy vọng mới hiện đang trở thành một công ty thu hút sự chú ý của toàn thế giới và không ngừng vươn lên tầm cao trong tâm trí của mọi người. Một khi thứ hạng đạt đến một vị trí nhất định, mỗi một hành động của họ cũng sẽ khiến cho nhiều thứ thay đổi. Sau khi hiểu ra điều này, Ninh Hạo Bân không khỏi đỏ mặt, bởi vì anh ta biết tầm nhìn của mình quá hạn hẹp, còn kém xa so với Cổ Ngôn Tài. Điều này cũng khiến anh ta hiểu rõ hơn về khả năng của Cổ Ngôn Tài và cũng hiểu tại sao Hoác Khải yêu cầu anh ta phải học hỏi nhiều từ cổ ngôn tài sau khi anh ta ra nước ngoài, và tại sao mọi thứ đều do đội thiên cơ chi phối. Chỉ qua một vấn đề về nông trường mà anh ta đã có thể nhìn thấy năng lực của cổ ngôn tài lớn đến như thế nào. Khả năng làm việc của một người có thể liên tục được cải thiện theo thời gian, nhưng khuôn mẫu và tầm nhìn của một người thì rất khó cải thiện. Điều này đòi hỏi đầu óc của bạn phải rộng hơn người thường, và bạn cần phải nhìn nhận mọi thứ một cách đa dạng hơn người thường chỉ có như vậy thì bạn mới có thể khám phá ra những điều mà người khác không thể. Một lúc sau, mọi người tiến vào nông trường. Chủ nông trường đến chào hỏi một tiếng rồi rời đi. Nhìn thấy người chủ nông trường với tài sản dòng hơn 10 tỷ đô la Mỹ này đang tự mình lái máy gặt đập, Ninh Hạo Bân thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Dầu có như vậy tại sao lại không thuê nhân công làm việc chứ? Bởi vì họ biết rằng tất cả số tiền kiếm được là do chính tay mình làm việc mới có, nên mới có thể kiếm tiền một cách ổn định. Có nhiều tiền thì sao? Nếu chỉ muốn giàu có nhàn tản, chỉ cần bán nông trường ngay lập tức, số tiền nhận được đủ để tiêu cả đời cũng chưa hết. Đã không muốn bán thì việc gì nên làm đều phải tự tay làm. Có thể nói những người này rất thực tế, cũng có thể nói những người này rất cứng đầu, đối với việc theo đuổi lợi ích thì vô cùng cố chấp. Cùng với bọn họ làm ăn thì không được dở thủ đoạn, cổ ngôn tài nói. Ninh Hạo Bân gật đầu, Trước khi đến đây anh ta đã hỏi ý kiến nhiều người về những vấn đề tương tự, hầu hết mọi người đều nói rằng người nước ngoài rất có thành kiến với người Hoa Hạ. Người nước ngoài nghĩ rằng các công ty của Hoa Hạ rất hay dở trò lươn lẹo trong kinh doanh, vì vậy các đối tác nước ngoài thường sẽ thiết lập thêm một số chướng ngại khi bàn chuyện làm ăn. Nếu như không muốn gây thêm rắc rối thì tốt nhất là bất kể có làm chuyện gì cũng phải làm đâu ra đấy, đừng nghĩ đến chuyện đi đường tắt. Bên trong nông trường vốn là một biệt thự lớn, Nơi chủ nông trường sinh sống. Mặc dù làm việc một mình, nhưng ngôi nhà đã phản ánh gu thẩm mỹ của một người giàu có với tài sản ròng hơn chục tỷ đô la. Trang trí bên trong rất xa hoa, khắp nơi bày biện các loại tranh ảnh, cổ vật nổi tiếng. Chương 678, thủ đoạn. Nhưng Ninh Hạo Bân và mọi người thì không có thời gian đi ngắm nghĩa, tất cả đều lấy laptop ra. Nhưng còn chưa kịp cầm tờ tài liệu nào thì đã bị cổ môn tài ngăn lại đem hết những gì các anh mang từ trong nước đến ra một góc đi trừ laptop ra tôi có thể khẳng định rằng những thứ đó không có tác dụng gì đâu cổ ngôn tài nói sao anh biết là không dùng đến có người không phục nói nhưng vừa được một nửa thì đã bị ninh hạo bân ngăn lại anh ta đã hiểu rõ năng lực của cổ ngôn tài nên sẽ không để cấp dưới cãi nhau với anh ta dù sao trong cuộc chiến này nếu hai đội vui vẻ hòa hợp thì mới có thể gia tăng phần thắng được Cổ Ngôn Tài không định giải thích với họ mà đến mở máy chiếu lên. Bên trên có ghi chú tất cả điểm chiến lược mà anh ta đã giả định. Cổ Ngôn Tài nói, những tư liệu về các điểm chiến lược này sẽ được gửi qua email nội bộ cho các anh, nhưng hiện giờ các anh vẫn chưa cần xem đến. Giờ tôi cần các anh làm đó là phân tích từng điểm chiến lược gần tất cả các công ty với phạm vi 100 cây số đổ lại. Nhớ là chỉ cần công ty có quy mô hàng chục triệu đô thôi cũng đã nằm trong phạm vi phân tích của chúng ta rồi. Hả? Nhiều công ty như thế thì biết phân tích đến bao giờ, mà chúng tôi đâu có hiểu gì về họ, có người lập tức phản pháo. Chính vì không biết nên mới phải phân tích đấy, đừng kéo dài thời gian nữa, mọi người nhanh chóng làm việc đi, Ninh Hạo Bân vỗ tay, nói. Nói gì thì anh ta cũng là người phụ trách đoàn đội do đích thân Hoắc Khải chỉ định, nên anh ta đã lên tiếng thì những người khác không làm gì được nữa mà chỉ có thể khó chịu đồng ý. Cổ Ngôn Tài lại nói, các anh vẫn còn một đội nữa. Khoảng 25 tiếng nữa thì họ sẽ đem tài liệu chi tiết về việc phân tách từ bản nước ngoài đến đây. Cho nên, tôi yêu cầu các anh phải hoàn thành được công việc này trong vòng 24 giờ, thời gian còn lại là để nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ tiến hành bước tiếp theo. Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, phạm vi 100 cây số, phân tích toàn bộ các công ty từ chục triệu đô trở lên, đây đâu phải việc nhỏ. Vì không chỉ có một điểm chiến lược mà có tận 2, 30 cái. Tính sơ sơ thì gần 2. 30 điểm chiến lược này có ít nhất mấy trăm công ty phù hợp điều kiện. Bình quân một tiếng là phải phân tích mười mấy công ty mới kịp. Sao mà làm được chứ? Mong các anh có thể nhanh chóng thay đổi phương thức làm việc của mình. Chúng ta có máy tính AI tiên tiến nhất thế giới thì việc gì phải nghĩ bằng não bộ nữa, cổ ngôn tài lên tiếng. Cùng lúc đó, trong màn chiếu xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, bóng dáng này phát ra âm thanh máy móc đơn thuần, chào các vị Tôi là sức mạnh tinh thần AI chân chính đầu tiên trong lịch sử, tên tôi là Sáng Thế Kỷ. Nếu có câu hỏi gì thì hãy cứ hỏi tôi. Ninh Hạo Bân và mọi người đều tò mò nhìn vào bóng dáng mờ ảo kia, bọn họ biết thế giới ảo là một nơi rất thần kỳ, hầu như ai cũng muốn vào thử nghiệm. AI có chỗ mạnh của nó, bọn họ có biết nhưng lại hiểu không quá rõ. Kể cả trong công việc thì mọi người vẫn tự dựa vào năng lực bản thân nhiều hơn nhưng người của đội ngũ thiên cơ thì đã bắt đầu giao lưu với sáng thế kỷ rồi. Bọn họ giống như bạn bè vậy, anh hỏi tôi trả lời. Dường như chỉ cần hỏi một cái là sáng thế kỷ có thể trả lời ngay được. Bất kể hỏi tài liệu của công ty nào hay là tài liệu cụ thể của bọn họ thì đều có đáp án trong nháy mắt. Ninh Hạo Bân và mọi người kinh ngạc nhìn tất cả, bọn họ không ngờ lại có ngày có thể dùng được kỹ thuật tiên tiến như vậy mà đội ngũ thiên cơ thì lại thuần thục giao lưu khiến bọn họ nhận ra trụ sở trong nước và trụ sở nước ngoài cách nhau một khoảng không nhỏ ít nhất là trong nước kể cả ninh thần hay là giản tư tư thì đều không thể tiến hành giao lưu với sức mạnh tinh thần như vậy được dĩ nhiên chủ yếu vẫn là vì có cao thủ vô danh ở nước ngoài nên sáng thế kỷ cũng được tạo ra ở đây nếu cứ truyền một số lượng thông tin khổng lồ bằng phương pháp truyền thống thì không biết phải tốn bao nhiêu nữa hiện giờ Đội kỹ thuật đang tiến hành khắc phục khó khăn trong việc truyền tin, cũng đã có kết quả, chỉ qua một thời gian nữa là có thể cơ bản giải quyết được tình trạng tiêu hao này. Khi ấy thì sáng thế kỷ có thể được tiến vào trong nước. Nhóm người Ninh Hạo Bân vì lần đối đầu này mà đã được thử sức từ trước. Nhưng vào lúc này thì Ninh Hạo Bân bọn họ vẫn chưa kịp thích ứng, thậm chí có người không biết nên hỏi sáng thế kỷ như thế nào. Cũng may bọn họ có năng lực học hỏi tốt, lại có người siêu phàm như Cổ Ngôn Tài hướng dẫn một tiếng sau các thành viên của đội ngũ trong nước đã có thể thuần thục tìm hiểu những thông tin liên quan và giao lưu đơn giản với sáng thế kỷ nhưng vì năng lực tưởng tượng của bọn họ đang bị giới hạn nên vẫn chưa rõ bản thân có thể hỏi được bao nhiêu câu nữa đến cả cổ ngôn tài cũng không có cách giải quyết cho vấn đề này chỉ đành để bọn họ tự mình thích ứng và tìm hiểu chỉ khi bọn họ phát hiện có thể hỏi bất kỳ câu nào thì mới là hòa hợp thật sự 24 tiếng này chính là thời gian mà Cổ Ngôn Tài cho nhóm Ninh Hạo Bân làm quen. Có lẽ bọn họ lúc trước đã định tốn mấy ngày đến mấy tuần, nhưng Cổ Ngôn Tài không cho họ nhiều thời gian vậy đâu. Từ bản nước ngoài có thể tấn công bất kỳ lúc nào, mà chúng cũng sẽ không báo trước và dùng những thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Nếu thật sự định bóp chết hy vọng mới trong một lần thì không còn thời gian nữa đâu, cho nên tốc độ hòa nhập phải càng nhanh càng tốt. Đây đều là những thanh niên có năng lực thích ứng mạnh. Mặc dù họ vẫn hơi lúng túng, kể cả Ninh Hạo Bân giỏi nhất thì cũng như một đứa trẻ trong mắt cổ ngôn tài. Nhưng được xếp điều đến đây thì chắc chắn phải có năng lực. Cổ ngôn tài tin rằng thủ đoạn cưỡng ép thích ứng này sẽ khiến bọn họ làm được. Trong thời gian hai nhóm thích ứng với nhau, Ninh Thần cũng không rảnh rỗi mà tự mình dẫn đội ngũ mới đến đàm phán với các công ty khác. Tuy Hoác Khải đã nói là không cần long trọng như vậy vì sẽ lộ là bọn họ trột giả. Nhưng Ninh Thần không nghĩ vậy, cô kiên quyết cho rằng chỉ khi tự mình nắm chắc được động thái của họ thì mới biết bản thân có bao nhiêu mầm mống tai họa. Nhưng thật ra cô làm vậy cũng rất có hiệu quả, đúng là đã tìm ra những người ngoe nguẩy không yên, thậm chí lén cấu kết với tư bản nước ngoài. Ninh thần không hề án binh bất động như người khác nghĩ mà nhanh chóng tấn công, thông báo trên trang web chính thức rằng các công ty kể trên đã bị loại trừ. Tôi đến tìm bọn họ nói chuyện không phải vì tôi trột dạ mà là vì tôi hy vọng hệ thống của mình luôn được hoàn chỉnh. Nếu ai bị phát hiện làm ra chuyện bất lợi với Hy vọng mới thì xin lỗi, chỗ tôi không chứa anh. Mà hành động này đã xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực trong việc Ninh Thần đi tìm các công ty khác nói chuyện. Khiến nhiều người cho rằng Hy vọng mới vẫn rất có nền tảng, nếu không thì sao họ có thể mạo hiểm sự an toàn của hệ thống để xóa những công ty kia đi chứ? Phải biết rằng những công ty đó có thứ hạng khá là cao, trong đó có một công ty còn có tài sản đạt gần 200 tỷ. Đều là hàng top trong hệ thống. Dĩ nhiên, sau khi Ninh Thần đăng thông báo thì những hội đồng quản trị của các công ty đó đều xử lý chủ tịch luôn. Sau đó thành viên hội đồng quản trị muối mặt đến cầu xin hy vọng mới tha thứ. Bọn họ nói rất rõ ràng rằng chủ tịch hội đồng quản trị làm vậy là ý tưởng cá nhân, không liên quan đến công ty. Hội đồng quản trị chúng tôi và các cổ đông đều ủng hộ hy vọng mới, không hề có ý muốn phản bội. Có thể trừng phạt chủ tịch, chúng tôi sẽ giúp hy vọng mới phạt hắn, nhưng nếu chỉ vì con sâu mà làm giàu nồi canh thì không được thỏa đáng cho lắm. Không nên đánh đồng tập thể qua một người, hãy cho chúng tôi cơ hội lập công. Ninh thần cũng không cố chấp, sau khi gặp mặt họ thì cũng chỉ nói một câu. Tôi không quan tâm là ai phản bội hy vọng mới, các anh phải biết rằng, bất kỳ ai, cho dù là một nhân viên nhỏ trong công ty các anh, cũng đại diện cho các anh. Cho dù là nhân viên vệ sinh phản bội hy vọng mới thì chúng tôi cũng cho là các anh làm. Cho nên đây là lần đầu, cũng là lần cuối các anh phạm sai lầm. Nếu có lần sau thì không chỉ đơn giản là xóa tên đâu. Chương 679, công tác. Đám thành viên hội đồng quản trị sẽ không phản pháo lại những gì Ninh Thần nói. Dù sao cô nói cũng không sai, dù là chủ tịch hay nhân viên vệ sinh thì đều là một phần tử của công ty. Lúc bọn họ phạm sai lầm thì có thể nói với khách hàng đây chỉ là hành vi cá nhân không đại diện cho công ty nhưng với hy vọng mới thì lại không thể giải thích vậy được vì hy vọng mới không phải khách hàng mà là cấp trên của bọn họ cho dù hai bên chưa từng ký kết hợp đồng nào chính thức nhưng trong lòng mọi người đều coi hy vọng mới là ông chủ cho nên dù ai phạm sai lầm thì đều là lỗi của công ty sau khi cho các công ty xin lỗi thì họ lập tức điều tra toàn bộ thông tin về công ty hệt như những gì ninh thần nói dù là thân phận hay chức vụ hay chỉ là bảo vệ của công ty thì sẽ đều bị họ tra xét một lượt xem là có ý đồ phản bội hy vọng mới hay không nếu có thì xin lỗi dù chức vụ có cao đến mấy có giỏi cỡ nào thì cũng sẽ bị xóa tên thậm chí là cấm cửa toàn ngành một khi bị hệ thống hy vọng mới cấm cửa thì sao có thể sống nổi trong nước chứ kể cả các công ty ngoài hệ thống cũng không dám tuyển dụng nữa là còn việc ra nước ngoài thì cũng không phải ai cũng thích ứng được với sự thay đổi của môi trường hơn nữa không phải ai nước ngoài cũng nhận không có năng lực đặc biệt hay tài sản cao cấp thì người ta cần làm gì cho nên tóm lại là chuyện này đã trở thành một kinh điển của giới thương nghiệp bất kể là trong hệ thống hy vọng mới hay là công ty bên ngoài thì tất cả đều bắt đầu điều tra lại nhân sự bọn họ không muốn xảy ra việc tương tự chút nào ninh thần nói tuyệt tình đến mức đó thì ai còn dám mạo hiểm muốn thử cảm giác bị hy vọng mới cấm vận nữa có thể nói hành động của ninh thần lần này xét về một mức độ nào đó thì có hiệu quả hơn việc hoác khải làm với các công ty khác trước đó dĩ nhiên hoác khải cũng đánh giá cực kỳ cao việc ninh thần làm lần này hiện giờ hy vọng mới đã không còn là công ty nhỏ bình thường nữa cũng chẳng phải nơi mà ai muốn bắt nạt phản bội là có thể làm được muốn phản bội chúng tôi thế thì chịu hậu quả bị báo thù đi hy vọng mới chưa từng nhân từ với kẻ địch ninh thần ở lì trong công ty mấy ngày liền nói chính xác là chưa hề về nhà một giây nào. Tất cả các phòng ban đều đang làm việc của mình, còn đội ngũ của giản tư tư thì bao chọn mấy phòng họp. Để xác định sự chuẩn xác của việc phân tích tư bản nước ngoài, Hoác Khải đã cho bọn họ mượn một chút năng lực của sáng thế kỷ AI. Tại nước ngoài, nhóm Ninh Hạo Bân đã thích ứng rất nhanh nhờ có cổ ngôn tài hướng dẫn. Trong nước không có nhân tài như cổ ngôn tài, nhưng độ thích ứng của họ thì cũng không chậm hơn nhóm Ninh Hạo Bân bao nhiêu có lẽ vì người phụ trách là giản tư tư so với ninh hạo bân thì năng lực của cô ấy kém hơn chút nhưng ưu điểm của cô ấy là năng lực thích ứng cực cao hơn nữa còn đọc một hiểu người cô ấy thích thử nghiệm liên tục thử bị sai cô ấy là người đầu tiên yêu cầu sáng thế kỷ tiến hành phân tích tự động hóa trước đó không một ai từng nghĩ rằng sẽ nhờ đến sức mạnh của sáng thế kỷ để giải quyết khó khăn trước mắt nhưng giản tư tư đã làm được chỉ dùng đến mấy giây là sáng thế kỷ đã đưa ra một đáp án cực kỳ đáng kinh ngạc rồi. Cả tư bản nước ngoài đều được phân tách ra thành vô số mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh đều được phân tích tỉ mỉ, dĩ nhiên, dù có tỉ mỉ thế nào thì cũng đều chỉ dựa trên cơ sở của công ty và tiềm lực của ngành nghề thôi. Sau khi nhận được đáp án, giản tư tư vui vẻ không thôi, đồng thời cũng làm ra yêu cầu thứ hai, phân tách kỹ lưỡng hơn nữa những điểm đã phân tích, bao gồm cả tiềm lực công ty Tỷ lệ cống hiến lợi nhuận trong tổng thể, đối thủ cạnh tranh mạnh và cả đối thủ cạnh tranh có tiềm lực. Lần này, Sáng Thế Kỷ đã tốn nhiều thời gian hơn, khoảng 20 giây gì đó. Khi Sáng Thế Kỷ đưa ra đáp án, Giản Tư Tư đã nhận ra thời đại đúng là đã thay đổi. Bất kể là đáp án này có phù hợp với suy nghĩ của bọn họ hay không thì ít nhất chứng minh được rất nhiều chuyện không hề giống với những gì họ biết. Trước kia, cho dù chỉ là phân tích cơ sở thôi mà cũng đã phải tăng ca thêm mất mấy ngày mấy đêm mà còn chưa hoàn thành được. Nhưng bây giờ lại chỉ tốn có mấy giây. Mặc dù đã có đáp án nhưng giản tư tư chưa dùng ngay. Cô chỉ dựa theo các ngành nghề khác nhau mà phát đáp án cho các thành viên, yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để kiểm tra độ chính xác của đáp án kia. Mặc dù quá trình kiểm tra vẫn phức tạp như cũ và cần nhiều thời gian, nhưng trước đó, hiệu suất cao của sáng thế kỷ đã giúp đội ngũ giảm không ít thời gian chỉ điểm này thôi đã khiến giản tư tư yêu thích cái ai này không thôi rồi nếu không biết sáng thế kỷ là cơ mật tối cao của công ty thì cô ấy thật sự chỉ muốn đem cái thứ này về sức mạnh tinh thần ai siêu cao cấp đã có thể tiến hành được tư duy logic có độ chính xác cao nói đơn giản thì ai bình thường chỉ tính toán theo số liệu và chọn một đáp án từ vô số các đáp án khác nếu như logic tính toán sai thì đáp án cũng sẽ không đúng nổi nhưng sáng thế kỷ thì khác tư duy của nó là cách hỗn độn. Nói thẳng ra là từ không đến một, rồi lại từ một đến vạn vật. Giống như trẻ sơ sinh vậy, nó không ngừng tích lũy kiến thức rồi phán đoán đáp án từ kiến thức đó. Quan trọng nhất là trẻ sơ sinh không khống chế được mạng Internet, nhưng nó thì có. Chỉ cần có Internet thì trong một giây có thể hoàn thành tìm kiếm trên phần lớn các trang mạng Internet trên thế giới. Đây cũng là lý do vì sao sáng thế kỷ có thể đưa ra được đáp án chi tiết cho giản tư tư trong vòng 20 giây. Có năng lực như thế nên sáng thế kỷ trong việc thu nạp kiến thức đã được nâng lên đáng kể. Hiện giờ độ thông minh của nó phải tương đương với đứa trẻ 13 tuổi mà còn thuộc dạng thành thục. Theo tính toán của cao thủ vô danh, khi vấn đề trong thế giới ảo được xử lý ngày càng nhiều thì tư duy của sáng thế kỷ sẽ dần hoàn thiện hơn. Nhiều nhất là mấy tháng nữa nó sẽ bằng với một người trưởng thành ưu tú. Mà, người trưởng thành, này có siêu năng lực và sẽ trở thành trợ thủ lớn nhất của hy vọng mới. Hy vọng mới cũng đang tiến hành lắp đặt đường dây xuyên biển, đồng thời thử nghiệm máy chủ của sáng thế kỷ dưới sự dẫn dắt của cao thủ vô danh. Nếu đường dây xuyên biển không đủ năng lực truyền tin thì có lẽ sẽ đem khung máy chủ về trong nước. Như vậy tuy sẽ không được bằng bản thể nhưng cũng không kém nhiều, cùng lắm cũng chỉ hơi kém hơn một chút trong năng lực tính toán, nhưng sẽ hiếm ai nhận ra được hai đáp án khác nhau đều do cao thủ vô danh dẫn dắt, mà lúc này anh ta đã trở thành nhân tài cấp cao không thể thay thế của hy vọng mới. Không có người này thì hy vọng mới sẽ khó mà đạt đến độ cao hiện tại. Khoảng 20 tiếng sau, đội ngũ trong nước đã kiểm chứng xong toàn bộ đáp án mà sáng thế kỷ đưa ra. Kết quả kiểm chứng cho thấy đáp án của sáng thế kỷ là chính xác. Mà trong nhiều phương diện, nó cũng đưa ra phán đoán từ tư duy lý tính, còn chuẩn xác và thâm sâu hơn cả phán đoán của thành viên. Vì nó dựa vào các số liệu liên quan để phán đoán tỷ lệ trưởng thành của một công ty. Mà con người thì không có năng lực này, cho dù có thì cũng phải mượn vô số hệ thống số liệu khác để phân tích. Như vậy thì tốc độ không chỉ chậm mà cũng rất khó đảm bảo tính chính xác. Mà hoàn thành công việc này trong vòng 20 tiếng cũng là vì thành viên đội ngũ đã bắt đầu học cách mượn năng lực của sáng thế kỷ rồi. Dù là làm gì thì chỉ cần hỏi một câu Tài liệu lập tức sẽ truyền vào máy tính. Bình thường, chỉ nguyên tra tài liệu thôi cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Giờ đây đã có sáng thế kỷ, nếu không hoàn thành trong vòng một ngày thì cũng không xứng với việc được giản tư tư chọn vào đội. Tài liệu phân tách này đã được chuyển đến nước ngoài thông qua kênh chuyên dụng của sáng thế kỷ do cao thủ vô danh thiết kế. Anh ta đã tăng độ bảo mật cho tài liệu khiến không một ai trên đời này có thể phá giải được số tài liệu đó. Chương 680, tấn công vì việc này liên quan đến cách tính lượng tử, nên dù có sử dụng siêu máy tính để giải mã thì cũng phải tốn mấy chục ngàn năm. Khoa học kỹ thuật bình thường đã cách hy vọng mới một khoảng quá xa rồi, hơn nữa, cùng với sự phát triển của sáng thế kỷ thì khoảng cách lại ngày càng xa hơn. Nhưng thế giới lại không quá hiểu rõ điểm này, cảm nhận lớn nhất của họ về hy vọng mới chính là công nghệ tái sinh và thế giới ảo. Công nghệ tái sinh là y học, là một thứ kết hợp giữa lý luận và thực tiễn. Mà thế giới ảo thì có thể nhìn thấy tiếp nhận sóng não, vừa cao cấp vừa thần kỳ, nhưng lại không có gì quá kinh ngạc. Đây chính là lý do vì sao có nhiều công ty rất quen thuộc, nghe thì chỉ như đang sản xuất đồ dùng hàng ngày, nhưng thực tế, khi thăm dò vào sâu mới phát hiện rằng sự phát triển của toàn nhân loại đều có liên quan đến bọn họ. Khoa học kỹ thuật cao cấp nhất luôn được bọn họ nắm trong tay và sẽ không dễ dàng khoe ra ngoài. Đây là con át chủ bài để giữ cho bọn họ luôn ở trong tư thế dẫn đầu. Mặc dù đã giao tài liệu phân tích đi nhưng đội nhóm của giản tư tư vẫn không hề rảnh rỗi. Bọn họ buộc phải tiếp tục phân tích sự tấn công của tư bản nước ngoài, rằng họ sẽ tấn công thị trường trong nước như thế nào và đưa ra đối sách tương ứng. Đây là nhiệm vụ mà Ninh Thần giao cho họ, yêu cầu phải hoàn thành trong vòng 3 ngày, hơn nữa còn phải có ít nhất 3 phương án. Nếu là trước đó, mọi người sẽ đều cảm thấy 3 ngày ít nhất 3 phương án là là một việc không thể hoàn thành, Ai mà cản nổi số vốn 10 ngàn tỷ chứ, nghĩ thôi cũng thấy đây là một con đường chết rồi, đâu ra mà ba con đường sống nữa. Nhưng hiện giờ có sự giúp đỡ của sáng thế kỷ, bọn họ liền cảm thấy vẫn còn cơ hội. Đến cả AI thần kỳ như thế mà còn tạo ra được thì hy vọng mới có gì mà không làm được. So với tư bản nước ngoài, thứ bọn họ thiếu duy nhất có lẽ chỉ là tiền vốn thôi. Mà tiền vốn thì lại có nhiều cách để bổ sung lắm, dù sao thì tiền nhiều cũng chưa chắc đã thắng được có vô số kinh điển về việc thủ thành thời cổ đại, có những lúc tập hợp 100.000 quân đi công thành nhưng chỉ cần đến 10.000 là có thể bảo vệ được thành trì rồi. Bốn chữ, dễ thủ khó công, còn được lưu truyền rộng rãi hơn cả, dễ công khó thủ. Điều này đã nói rõ được một chuyện rằng phòng ngự bị động luôn là bên dễ dàng làm chủ trận chiến hơn. Chỉ cần tiếp đủ chiêu, phạm ít sai lầm là được. Bên tấn công một khi phạm phải sai lầm thì có lẽ sẽ mất hết những gì đã thu hoạch được, đây mới thật sự là áp lực. Dựa vào hai điểm trên, cùng với sự giúp đỡ của sáng thế kỷ thì đội của Giản Tư Tư đã đưa cho Ninh Thần bốn phương án ứng phó trong thời gian hạn định. Mỗi một phương án đều có ít nhất 5 cách thực thi khác nhau, độ phủ vô cùng rộng rãi. Sau đó thì sẽ tiến hành kiểm tra phương án, xếp hạng, đồng thời chọn ra phương án ưu tiên. Một khi tư bản nước ngoài tấn công thì sẽ không có thời gian để lựa chọn nữa, bạn buộc phải đoán xem họ tấn công như thế nào để gia tăng phòng thủ, như thế mới giữ vững được sau đợt tấn công đầu tiên. Vào buổi tối đưa phương án lên thì cũng là buổi sáng của phần lớn tư bản nước ngoài, đợt tấn công đầu tiên đã đến theo dự định. Khi nhóm ninh thần đang ở trong phòng họp phân tích phương án thì một nhân viên phòng quan hệ công chúng đã chạy vào, kích động nói, bọn chúng tới rồi. Khoảng 10.000 tỷ tiền vốn kỳ trước đã được chuyển vào trong tài khoản trong nước có khoảng hơn 30 công ty ở các ngành khác nhau đồng thời cảnh báo chúng ta rằng tư bản nước ngoài định tiến hành cưỡng chế thu mua bọn họ. Đây tuyệt đối không phải là một tin tốt, nhưng người trong phòng họp lại không hề lo lắng mà ai cũng lộ ra sự hưng phấn. Cuối cùng cũng khai chiến rồi sao? Bọn họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chuyện cung đấu. Tư bản nước ngoài không có chút động tĩnh nào khiến bọn họ lo lắng không thôi. Nhưng đến lúc họ tấn công thì lại cảm thấy bình tĩnh vì bọn họ biết đây là lúc để thể hiện thực lực, cũng là lúc để tư bản nước ngoài biết hy vọng mới sao lại có thể tồn tại được đến bây giờ. Không chỉ dựa vào mỗi ông chủ giỏi giang mà là vì mỗi một người ở đây đều có một trái tim không chịu khuất phục. Ninh thần vẫy tay nói, theo dõi chặt chẽ, giữ liên lạc với các công ty đó. Rõ, nhân viên quan hệ công chúng gật đầu đáp. Ninh thần lại nhìn sang những người khác và nói, hiện giờ kẻ địch đã tấn công, làn sóng đầu tiên của chúng là 10.000 tỷ, rất phù hợp với dự tính trong phương án số 3. Bọn chúng có lẽ đang thăm dò cho nên chúng ta tiến hành phản công theo phương án số 3 nhé. Phòng quan hệ công chúng lập tức liên lạc với các công ty khác, đồng thời đưa ra thông báo rằng hy vọng mới sẽ dùng cách đổi cổ phiếu để mua lại các công ty đó. Ngoài ra, phòng kế toán phải chuẩn bị đủ tiền mặt. Tuy chúng ta không bằng nổi một phần ba nguồn quỹ của đối phương nhưng cũng phải dùng hết để gia tăng lực thúc đẩy thị trường và ổn định thị trường. Rõ, chúng tôi sẽ đi làm ngay, tổng thanh tra của phòng quan hệ công chúng lập tức đứng dậy, cùng tổng thanh tra của phòng tài chính chạy nhanh ra ngoài. Ninh thần lại nhìn sang giản tư tư và nói, vì em thành lập đội nhóm nên hãy liên hợp với các tiểu đội ứng phó lâm thời của công ty khác, nắm rõ được các loại trạng thái của những người này. Cụ thể thế nào thì chắc em hiểu đúng không? Giản tư tư gật đầu, phương án số 3 là cái mà cô ấy ưng ý nhất, cũng là cái cô ấy tham gia vào nhiều nhất, nên đương nhiên hiểu được ý của ninh thần chủ tịch Ninh yên tâm, em sẽ làm tốt, giản tư tư đáp. Chị đương nhiên là yên tâm về năng lực của em rồi, Ninh thần trả lời, sau đó nhìn những người khác và nói, tiếp theo là phòng thị trường, chuyện thúc đẩy tiêu thụ thì phải chú ý giới hạn, đừng để người khác nghĩ hy vọng mới đang hạ giá, đồng thời cũng phải tăng tốc chiếm thị phần. Làm thế nào thì phòng thị trường hãy tự quyết định, vì là thời gian đặc biệt nên sẽ không hạn chế mọi người quá nhiều, tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Đó chính là, dù đánh như thế nào thì cũng không được để mất thị trường. Ai làm mất rồi sẽ hỏi tội người đó. Làm đâu chắc đấy chính là trung tâm của phương án số 3. Giữ cho thị trường ổn định, dựa vào thị trường trong nước khổng lồ để vật lộn với đối phương. Vì đối phương có khả năng sẽ lấy ra một phần vốn nhỏ để tấn công kiểu thăm dò, mà lại phù hợp với suy nghĩ của hy vọng mới. Năng lực tấn công của họ càng yếu thì lại càng có lợi với phe mình. Thị trường trong nước to lớn, Quy mô sao có thể chỉ dừng lại ở trăm ngàn tỷ được? Chỉ cần ổn định được thị trường thì sẽ không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Dĩ nhiên, tiền đề là phải có khả năng ổn định đã. Về việc này thì mọi người đều đã phân tích rất kỹ lưỡng. Trước khi họp, phòng thị trường đã liên hệ với phòng quan hệ công chúng để bàn bạc. Theo tình thế hiện giờ, thị phần của hy vọng mới vẫn rất cao. Nếu tư bản nước ngoài không để ý đến chuyện này thì bọn chúng chắc chắn sẽ thua thiệt lớn. Cùng với mệnh lệnh của Ninh Thần, trụ sở Hy vọng mới và các công ty trong hệ thống đã nhanh chóng huy động nhân lực. Gần như tất cả những người phụ trách của công ty đều tập hợp lại và lập một tổ ứng phó với Giản Tư Tư. Có những người không đến, có người nói là ở nước ngoài, có người thì nói có việc khác. Giản Tư Tư không ép buộc gì mà chỉ ghi lại vào trong cuốn sổ nhỏ. Tóm lại là mặc kệ nguyên nhân thế nào, thật hay giả, khi Hy vọng mới cần mà các người không xuất hiện thì xin lỗi. Sau này lúc các người cần thì sẽ không có được chúng tôi đâu. Nghe thì có vẻ như hy vọng mới hơi ích kỷ, thù dai. Nhưng chuyện làm ăn là thế đó, bạn không thể từ chối đối phương nhưng lại cứ mong đối phương cho mình tiền được, chỉ có kẻ ngốc mới làm vậy thôi. Các công ty trong hệ thống do giản tư tư phụ trách. Tiếng tâm tích lũy mấy năm nay của cô ấy cũng đủ để đè ép được các công ty này. Mà ninh thần cũng không nhàn dỗi, việc cô cần làm rất đơn giản chính là lấy thân phận tổng giám đốc của công ty đến ngân hàng lấy tiền. Đây là lần đầu tiên Hy vọng mới vay tiền của ngân hàng, cơ hội không nhiều nên gần như sẽ không có một ngân hàng nào từ chối. Nhưng có những ngân hàng nghĩ đến lợi ích về sau, hy vọng hy vọng mới có thể đưa ra một vài thứ để gán nợ. Dù là tài liệu kỹ thuật hay là tài sản công ty đều được. Ninh Thần thì trực tiếp bỏ qua mấy chỗ đó. Dù thế nào đi nữa, Hy vọng mới sẽ không đem tài sản công ty ra để gán nợ đó chính là giới hạn. Cho thì vay không cho thì thôi, tôi không ép. Hơn nữa, hy vọng mới không hề vay tiền ngay lập tức. Theo như Ninh Thần nói, chúng tôi muốn vay ít nhất là 10.000 tỷ, nhưng chỉ cần các người chuẩn bị để đưa cho chúng tôi lúc cần. Vì mượn tiền ngân hàng là bước cuối cùng của hy vọng mới, chỉ khi gặp tình huống bất đắc dĩ thì họ mới làm vậy. chương 681, Phòng hộ rủi ro. Chỉ cần vẫn còn một giải pháp thì Ninh Thần sẽ không đi vay tiền ngân hàng. Không phải cô không muốn, nhưng triết lý của Hoắc Khải chính là công ty có tỷ lệ nợ càng thấp thì càng dễ tồn tại. Nói thẳng ra là nếu như đã có một dòng tiền dồi dào trong tài khoản của mình thì tại sao lại còn muốn vay tiền ngân hàng? Ngay cả khi vay tiền không có lãi, thì số tiền nợ này cũng vẫn sẽ trở thành vật cản trên con đường phát triển của bạn. Chỉ cần bạn gặp khó khăn trong hoạt động hoặc chuỗi vốn bị đứt, một khi ngân hàng thúc giục bạn trả lại tiền, đó sẽ là đả kích cuối cùng nghiền nát mong muốn vực dậy của bạn. Vì vậy, Ninh Thần đến ngân hàng cũng chỉ để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vì nếu thực sự không có cách nào để chống lại sự tấn công của tư bản nước ngoài thì cũng chỉ có thể tìm cách từ ngân hàng. Ngân hàng cũng rất sẵn lòng cho hy vọng mới vay tiền, không quan trọng lãi suất, thế chấp hay không cũng không quan trọng, chỉ cần hy vọng mới chịu ký hợp đồng tài khoản doanh thu thì sẽ rất dễ để thương lượng. Trong khi Ninh Thần đang đàm phán với ngân hàng, các công ty trong hệ thống hy vọng mới đã bắt đầu dục dịch hành động. Một số lượng lớn các hoạt động khuyến mại đã tràn ngập toàn bộ thị trường, tất nhiên, họ sẽ không thực hiện kiểu khuyến mại một cách quá tùy tiện mà vẫn tìm ra được những lý do phù hợp. Ví dụ, hôm nay là ngày 15 tháng 3 và người tiêu dùng trong nước được nghỉ lễ. Các hoạt động quảng cáo của hệ thống hy vọng mới được chọn vào ngày này để đảm bảo rằng không xuất hiện hàng giả và khách hàng không phải tham gia vào các hoạt động quá rườm rà phức tạp. Chương trình chiết khấu rất đơn giản, lợi ích cuối cùng chính là giá cả phải chăng dành cho khách hàng. Hơn nữa chương trình không phải chỉ trong một ngày, mà là kéo dài một tuần liền. Sau một tuần sẽ tổ chức bình chọn, nếu có trên 30 triệu lượt bình chọn, hài lòng thì thời gian giảm giá sẽ được kéo dài thêm một ngày nữa. Nếu có hơn 50 triệu lượt bình chọn, hài lòng thời gian giảm giá sẽ được kéo dài thêm 7 ngày. Nếu số lượt bình chọn vượt quá 100 triệu thì chương trình khuyến mãi sẽ gia hạn thêm một tháng nữa. Không sai, đây chính là chiến lược đầu tiên đến từ đội ngũ ứng phó của Giản Tư Tư. Bằng mọi giá, họ sẽ sử dụng các hoạt động khuyến mại trong một tháng để bù đắp vào sự ảnh hưởng của tư bản nước ngoài. Theo số liệu bán hàng hiện tại của hệ thống hy vọng mới, toàn bộ hệ thống đã bán được hàng trăm tỷ chỉ trong ngày đầu tiên khuyến mãi. Nếu chương trình thực sự được kéo dài thêm một tháng, con số đó sẽ lên đến mức vài ngàn tỷ. Một số tiền khổng lồ như vậy hoàn toàn có thể sử dụng để đối phó với sự tấn công của tư bản nước ngoài từ bản nước ngoài giường như không ngờ rằng hệ thống hy vọng mới sẽ sử dụng phương pháp này để phản công vì phương pháp này cũng khiến cho hy vọng mới chịu thiệt hại không ít ban đầu bọn họ nghĩ rất đơn giản biết rằng dòng tiền của hy vọng mới không nhiều bằng của mình nên bọn họ định mạnh tay sử dụng tiền để đàn áp nhưng hiện tại hệ thống hy vọng mới đã sử dụng khoảng thời gian một tháng làm bước đệm để thu về được hàng ngàn tỷ tiền vốn điều này không dễ đối phó do đó vào ngày thứ bảy của cuộc tấn công khi hệ thống hy vọng mới vừa thu về được gần 1.300 tỷ, thì tư bản nước ngoài đã chuyển 5.000 tỷ vào nguồn quỹ trong nước. 5.000 tỷ này giống như một cơn lũ, quét qua đến đâu là cỏ mọc không nổi đến đó. Trong tuần trước, tư bản nước ngoài đã tích cực thực hiện các thương vụ mua lại, nhưng không đạt được gì đáng kể ngoại trừ một vài công ty. Nói chính xác hơn, những người này đã cho bọn họ một câu trả lời, rằng họ sẽ không phản bội lại hy vọng mới cho đến khi mọi chuyện thực sự ngã ngũ không thể tiếp tục thu mua, tư bản nước ngoài chỉ có thể tìm giải pháp ở nơi khác. Đầu tiên, bọn họ mua lại một số công ty đầu tư trong nước, sau đó tham gia vào thị trường thứ cấp dưới danh nghĩa của các công ty đầu tư này. Rồi bọn họ lại dùng một lượng lớn tiền mặt mua hàng loạt cổ phiếu của hệ thống hy vọng mới. Những người này đã nghiên cứu rất kỹ về hệ thống hy vọng mới. Các công ty mà bọn họ mua cổ phiếu đều là những công ty quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống và họ đã nhắm đến khoảng 20 30 công ty, tổng giá trị thị trường của các công ty này chỉ vào khoảng 2.000 tỷ. Cho dù có mua thêm cổ phiếu của 10 công ty nữa thì nguồn tiền của tư bản nước ngoài cũng chưa dùng hết. Điều khiến cho tư bản nước ngoài ngạc nhiên là chiến lược thâu tóm của bọn họ trên thị trường thứ cấp không mấy suôn sẻ. Đội ngũ của giản tư tư đã có sự chuẩn bị cho vấn đề này từ lâu, trước khi tư bản nước ngoài tràn vào, họ đã chi rất nhiều tiền mặt để mua lại cổ phiếu trên thị trường thứ cấp cho nên bây giờ không còn quá nhiều cổ phiếu đang được lưu hành trên thị trường. Hầu hết các chip đều nằm trong tay của người phe mình. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các công ty trong hệ thống sử dụng gần hết tiền mặt, nếu như tư bản nước ngoài dịch chuyển mục tiêu vào lúc này thì họ cũng sẽ không còn khả năng chống đỡ. Do đó, sau khi thảo luận chặt chẽ, một số cổ phiếu đã được phát hành trở lại. Bọn tư bản nước ngoài rất kiêu ngạo, không những mua hết số cổ phiếu đó mà còn cho người thông báo đến ninh thần đừng tưởng rằng các người có thể dùng tiền để đánh cược, cho dù các người có nhiều tiền đi nữa thì cũng không nhiều bằng chúng tôi đâu. Các người có thể chịu được, chúng tôi càng có thể chịu được, nếu như có bản lĩnh thì cứ ở đó xem bên nào sẽ sụp đổ trước. So với sự ngạo mạn của tư bản nước ngoài, các công ty trong hệ thống hy vọng mới có vẻ yếu thế hơn một chút. Sự kiến hoạt động xúc tiến bán hàng trong một tháng sẽ không thu được lợi nhuận gì, giờ còn phải sử dụng tiền mặt trên thị trường thứ cấp, cho nên hoạt động hàng ngày của họ diễn ra rất khó khăn. Hơn nữa lần này Hy vọng mới không trợ cấp gì cho họ, nếu như có thiện chí chiến đấu cùng Hy vọng mới thì hãy tự nguyện chia ngọt sẻ bùi. Không tự nguyện thì cũng không ai ép buộc. Muốn chiến đấu thì phải dựa vào chính mình. Cách làm của Hy vọng mới đã gây ra tranh cãi đáng kể trong ngành. Nhiều người cảm thấy rằng tại thời điểm này, Hy vọng mới nên chi đủ tiền để trợ cấp cho các công ty khác. Suy cho cùng thì những công ty này bị tấn công là vì Hy vọng mới. Mấy năm nay Hy vọng mới kiếm được rất nhiều tiền, chưa nói đến quá nhiều, ít nhất thì mấy trăm tỷ tiền mặt bọn họ hoàn toàn có thể chi ra. Vậy mà bây giờ bọn họ một đồng cũng không chi ra, thật không chút đáng mặt công ty lớn. Nhưng dù bên ngoài có nói gì đi chăng nữa, thì Hy vọng mới vẫn rất cứng cựa, tuyệt đối không chi ra một xu nào. Vì vậy 20 30 công ty trong hệ thống không có lựa chọn nào khác ngoài việc lần lượt đưa cổ phiếu của họ trở lại thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, họ dường như đã tăng giá lên một chút để bù lỗ. Nhưng theo dự báo của thị trường, ngay cả khi họ dồn hết chip về thì giá cũng chỉ có thể tăng tới 20 hoặc 30%. Đối với tư bản nước ngoài thì đây không phải là vấn đề gì lớn lao cả. Ngay cả khi giá tăng gấp đôi thì bọn họ vẫn có thể mua. Nhưng việc ngoài ý muốn của bọn họ chính là thị trường thứ cấp không hoàn toàn do các nhà đầu tư lớn quyết định, vì một nửa thị trường thuộc về các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn thích đầu tư theo kiểu sẽ liều mạng mua vào khi đoán rằng giá cổ phiếu sẽ tăng, và khi bán ra thì cũng rất tham lam, treo thẳng giá bằng với giá trần. Mua đi bán lại mấy lượt, giá cổ phiếu của công ty đã tăng lên rất nhiều. Chỉ trong một tuần, trung bình giá đã tăng hơn 30% sự tăng giá nhanh chóng như vậy đã thu hút sự chú ý của các bộ phận có liên quan các bộ phận này gửi cho họ một văn bản hỏi xem họ có cần phải tạm đình chỉ giao dịch hay không hàng chục công ty này không đồng ý với việc đình chỉ họ giải thích rằng đây là hoạt động kinh doanh bình thường sau khi sở giao dịch chứng khoán nhận được phản hồi thì họ cũng không kiểm soát nữa nếu các người đã không cần thì cứ làm như vậy đi Mặc dù hàng chục công ty này rất quan trọng trong hệ thống hy vọng mới, nhưng cũng không phải là không thể thiếu được. Điều quan trọng nhất là thị trường trong nước luôn chú ý đến sự tự do, cho dù có là tư bản nước ngoài, chỉ cần người ta sử dụng các phương thức đầu tư chính thống thì sẽ không có lý do gì để ngăn cản. Nếu không như vậy thì ai dám làm ăn ở đây nữa? Khi chương trình khuyến mãi bước vào giai đoạn cuối của tuần thứ ba, giá cổ phiếu đã tăng hơn 60% và số chip của mấy chục công ty này đã được mua hơn một nửa. Về cơ bản, hầu hết các chip đều đã nằm trong tay tư bản nước ngoài. Cùng lúc đó, những lời đồn đại bắt đầu lan truyền rằng hàng chục công ty này không thể chịu được áp lực, cộng với việc hy vọng mới không muốn họ bị thâu tóm, vì vậy họ sẽ tìm cơ hội tuyên bố phá sản. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn là kiểu gặp chút sóng gió thì đã vội vàng bán đi cổ phiếu của mình. Dù sao bây giờ bán đi cũng có thể kiếm được ít nhất mười mấy hai mươi điểm có thể tránh được rủi ro lớn, tại sao lại không làm chứ? Sau khi mua vào cổ phiếu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tư bản nước ngoài đã có thể kiểm soát thị trường. Hơn nữa, các thương vụ mua lại rầm rộ của bọn họ trên thị trường thứ cấp cũng đã dần dần trở thành cưỡng chế thu mua, đó chính là giới hạn cuối cùng. Khi tuần thứ tư đến, sàn giao dịch chứng khoán cuối cùng đã đình chỉ giao dịch của mấy chục công ty này, lúc bấy giờ họ chỉ còn lại chưa đầy một phần năm số chip trong tay. Lý do đình chỉ rất đơn giản, bởi vì việc mua lại cổ phần đã chạm vào giới hạn của quy tắc cưỡng chế thu mua, nên kế hoạch tổ chức lại sẽ được thiết lập. Nhưng bất ngờ là, việc tạm ngưng không kéo dài lâu, và nó tiếp tục trở lại chỉ sau 2 ngày. Bởi vì các công ty bên kia vẫn đang phủ nhận việc bị thu mua, điều này không phù hợp với các quy tắc. chương 682, Thế rằng co. Nhưng bản thân sự tồn tại của hy vọng mới cũng đã không phù hợp với quy luật thị trường, cho nên không có gì để nói. Vào ngày hoạt động trở lại, giá cổ phiếu đã giảm mạnh. Tất cả các công ty đều bán tất cả các chip trong tay của họ, có thể mua chúng với bất kỳ giá nào. Từ bản nước ngoài rất đắc ý, bọn họ vốn tưởng rằng chi phí đã tăng gần gấp đôi, đây không phải là tin tức tốt. Nhưng bây giờ có vẻ như những công ty đó cuối cùng đã không thể trụ vững. Những con bài thương lượng còn lại để có thể thu mua được cổ phiếu với giá thấp hơn và việc thu mua lại các công ty này đã nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Tuy nhiên, sự sụt giảm của cổ phiếu không phải chỉ diễn ra trong một ngày mà là ba ngày liên tiếp. Giá của các cổ phiếu nằm trong tay tư bản nước ngoài cũng đã bị giảm một nửa so với mức giá cao nhất. Điều này đã khiến cho bọn họ thua lỗ rất nhiều tiền, và khi chip của các công ty này đã hết sạch, hàng ngàn tỷ đồng đặt mua lại bất ngờ xuất hiện trên thị trường thứ cấp. Do sự lên xuống của giá cổ phiếu, 6.000 tỷ của tư bản nước ngoài chuyển vào trong nước đã tiêu hết 3.000 tỷ. Hơn nữa, ba nghìn tỷ còn lại cũng không thể nào nhúc nhích được nữa. Nếu muốn sử dụng số tiền đó thì phải bán cổ phiếu ra. Nhưng sau khi bán cổ phiếu, bọn họ sẽ không có cách nào thu mua được các công ty này, cho nên bọn họ chỉ có thể cầm cự. Hàng ngàn tỷ quỹ mua mới xuất hiện đã hình thành nên một đơn siêu lớn, đè nặng lên người đứng đầu tất cả các thị trường thứ cấp. Chỉ cần bán ra, thì cổ phiếu sẽ được lấy đi trong tích tắc. Từ bản nước ngoài không thể sánh được với họ, nên chỉ có thể nuốt hận. Suốt cuộc, quy luật của thị trường chứng khoán chính là như vậy, ai có đơn lớn nhất thì được ưu tiên. Nhưng điều khiến cho tư bản nước ngoài không thể hiểu được chính là hàng ngàn tỷ quỹ mua này từ đâu mà ra. Sau một cuộc điều tra nghiêm ngặt, họ đã bị sốc khi biết rằng vào ngày đầu tiên của cuộc tấn công giữa hai bên, tức là khi một ngàn tỷ vừa được rót vào thị trường trong nước, trước khi bắt đầu thì ở trên thị trường đã xuất hiện dấu hiệu của các khoản đầu tư phòng hộ rủi ro. Các lệnh phòng hộ rủi ro này đã tạo cho cổ phiếu của các công ty trong hệ thống hy vọng mới một hợp đồng tương lai, cộng với đòn bẩy mạnh. Khi tư bản nước ngoài đang mua vào, họ cũng mua vào nhiều và khi lợi nhuận giảm xuống, họ bán hết ra. Mua đi bán lại mấy lượt, một lượng vốn khổng lồ lên tới hàng ngàn tỷ đồng đã được tung ra. Bẫy phòng hộ rủi ro này đã được Vương Vũ Hành hoàn thành một cách rất tự nhiên. Đội ngũ địa phủ mà cậu ta triển khai ở nước ngoài bấy lâu nay đã hình thành nên hệ thống riêng, với sự giúp sức từ hàng trăm tỷ đồng trong nước chuyển ra trước đó, giờ đây số tiền trong tay cậu ta đã tăng lên hơn gấp đôi. Các quỹ này tăng lên gấp mấy lần và lại được chuyển ngược vào trong nước, do đó đã có thể gây áp lực với tư bản nước ngoài. Điều này khiến cho tư bản nước ngoài vô cùng tức giận, bọn họ nào có thể ngờ được hy vọng mới lại có thể phản ứng nhanh như vậy thậm chí còn có thể ở nước ngoài sử dụng bẫy phòng hộ rủi ro đối với thị trường trong nước. Tư bản nước ngoài nghĩ rằng mình đang rất đắc ý ở đây, lại không ngờ đối thủ cũng đang đắc ý y như vậy. Bây giờ hàng ngàn tỷ quỹ đầu tư đang đè trên đầu khiến cho tư bản nước ngoài không thể nhúc nhích gì được nữa. Bọn họ chỉ có thể đẩy nhanh tiến độ, sử dụng cổ phần hiện tại của mình để tiến hành cưỡng chế thu mua. Mặc dù cổ phiếu trên thị trường thứ cấp gần như đã bị bán hết, nhưng mỗi công ty nằm trong mục tiêu đều bị bọn họ nắm giữ ít nhất 30% đến 40% cổ phần. Nhưng vẫn còn phải mua vào mười mấy điểm nữa mới có thể nắm giữ hoàn toàn. Mười mấy điểm này cần phải tìm ra từ các cổ đông nhỏ khác. Tuy nhiên, các công ty trong hệ thống hy vọng mới đều đã làm việc với tất cả các cổ đông và nhân viên từ trên xuống dưới vì lời cảnh báo cuối cùng của Ninh Thần. Từ chủ tịch công ty đến ngay cả nhân viên vệ sinh của công ty đều bị cảnh cáo nghiêm khắc. Bất kể ai muốn các người làm bất cứ điều gì có hại cho công ty, cho hy vọng mới hoặc cho toàn bộ hệ thống thì các người phải thẳng thừng từ chối. Dù người khác có đưa ra giá cao đến đâu thì cũng tuyệt đối không được đồng ý. Nếu không, công ty sẽ trừng phạt bằng những biện pháp nghiêm khắc nhất và trong những trường hợp nghiêm trọng, công ty thậm chí có thể khởi kiện hình sự. Đối với những việc như thế này, một khi bị cáo bị buộc tội, 100% là sẽ phải đi tù. Vì vậy, không có nhiều người dám cả gan phản bội. Tuy nhiên, từ bản nước ngoài thực sự sẵn sàng chi ra giá cao, bọn họ cũng có mạng lưới rộng khắp, nguồn lực tập trung vào các cổ đông nhỏ dù họ chỉ sở hữu một phần rất nhỏ cổ phần, chỉ vào khoảng một phần nhỏ của một phần trăm. Bắt đầu với các cổ đông nhỏ nhất để cố gắng chiếm được cổ phần của đối thủ. Do các cổ đông nhỏ này không có nhiều cổ phần trong tay nên việc chia cổ tức hàng năm cũng không quá quan trọng, nếu ra giá cao thì họ sẽ sẵn sàng bán ra về việc phải chịu trách nhiệm sau đó thì cũng chẳng có ai quan tâm. Miễn là cổ phần của chúng tôi có thể đổi thành tiền thật, thì sau đó chúng tôi sẽ đi nhập cư ở nước ngoài chứ chẳng quay lại đây làm gì. Có không ít người phát sinh loại suy nghĩ này, công ty nào cũng sẽ xuất hiện những người như vậy, suy cho cùng không phải ai cũng sợ bị uy hiếp. Có thể một số người vẫn còn có tâm lý muốn nổi loạn, càng không cho làm chuyện gì thì càng muốn làm chuyện đó. Nhưng bất kể bọn họ muốn làm gì, thì số cổ phần này thực ra rất nhỏ, cho dù mua lại hết cũng không thể tạo ra vấn đề gì lớn. Chìa khóa thực sự chính là những cổ đông đang giữ khoảng 1% đến 2% cổ phần. Trong một số công ty có quá nhiều cổ phiếu đang lưu hành, ngay cả khi bạn chỉ có một vài phần trăm cổ phần, bạn cũng có thể được coi là một cổ đông lớn. Và nếu cổ phần của bạn vượt quá 10% thì bạn có quyền đưa ra quyết định bắt buộc, tức là bạn đã có đủ tư cách để được bầu vào hội đồng quản trị. Khi các nguồn cổ phần nhỏ lẻ có thể gom lại được đã bị lấy đi, mục tiêu của tư bản nước ngoài sẽ được chuyển đến các cổ đông có nguồn cổ phần tương đối lớn hơn này. Nhưng so với các cổ đông nhỏ lẻ, thì các cổ đông càng lớn càng khó nói chuyện hơn, họ biết rõ giá trị của nguồn cổ phần đang sở hữu trong tay, đồng thời họ cũng biết kết quả của những lựa chọn của mình. Khi những người khác đều im lặng, thì rất ít người sẵn sàng trở thành kẻ đầu tiêu. Hơn nữa, Công ty cũng đã đưa ra các văn bản nhắc nhở bổ sung đối với các cổ đông này. Chỉ cần bạn vững vàng trong khoảng thời gian này, công ty sẽ thưởng thêm cho bạn. Vì vậy, mọi người hãy giữ vững lập trường, đừng vì những lợi ích ngắn hạn mà hủy hoại một tương lai tươi sáng. Một bên là tư bản nước ngoài mang tới tiền thật, còn một bên là công ty đang vẽ ra một viễn cảnh tốt đẹp. Cho dù đó là tiền thật hay một viễn cảnh trông thật thuận mắt, thì sự cân nhắc trong suy nghĩ của mỗi người đều rất khác nhau trận chiến cam go này giờ đã rơi vào thế rằng co, cả hai bên đều cố gắng hết sức để chiến thắng và giành giật đồng minh nhiều nhất có thể, không để cho bọn họ rơi vào tay của kẻ thù. Chương trình khuyến mãi kéo dài một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Trong một tháng này, tư bản nước ngoài hầu như không chiếm được ưu thế, ngoại trừ mua vào nhiều cổ phiếu thì không thu được gì. Vấn đề ở chỗ, bọn họ bây giờ cũng không có cách nào lui về phía sau. Nếu rút lui bây giờ, ai sẽ khớp lệnh? Khối lượng giao dịch hàng ngày của các công ty này từ hàng chục tỷ một ngày vào thời kỳ đỉnh cao, với tỷ lệ doanh thu cao tới hàng chục phần trăm, bây giờ đã giảm xuống chỉ còn dưới 1%. Một công ty có giá trị thị trường 100 tỷ nhưng khối lượng giao dịch cổ phiếu hàng ngày chỉ vài chục triệu, điều này cho thấy hoạt động mua bán đang rất ảm đạm. Hơn nữa, một phần trong số hàng chục triệu này đã bị cướp đi bằng nguồn quỹ lớn của Vương Vũ Hành, sau đó tiếp tục được sử dụng để gây rối loạn thị trường. Vương Vũ Hành cũng không quan tâm đến việc thua lỗ, mua cổ phiếu với giá 10 tệ cũng hoàn toàn có thể bán chúng ra với giá 9 tệ, chưa đè được đối thủ xuống mức kịch sàn thì chưa thu tay về. Vốn di tư bản nước ngoài không muốn chứng kiến cổ phiếu giảm giá liên tục, càng rớt giá thì cổ phiếu trong tay bọn họ càng kém giá trị, đồng nghĩa với mức thua lỗ càng lớn. Do đó, bọn họ chỉ có thể chi giá cao và đặt những đơn hàng lớn trong giới hạn hàng ngày chỉ riêng việc tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực này đã khiến cho đội tài chính của tư bản nước ngoài phải vô cùng vất vả mấy ngày liền. Chính vì nắm trong tay quá nhiều chip nên bây giờ bọn họ càng phải chịu áp lực lớn hơn, ngược lại, vương vũ hành ngày nào cũng rất thành thơi. Có lệnh mua thì cứ ra lệnh lớn hơn, đập tan đơn hàng của đối thủ như chơi. Tư bản nước ngoài không còn cách nào khác, hàng ngàn tỷ đồng còn lại chuẩn bị trước đó cũng đã phải chuyển vào trong nước nguồn quỹ của bọn họ đã hoàn toàn vượt qua vương vũ hành, đã có thể chống định hướng khách hàng và giành lại quyền lực thống trị. Tuy nhiên, vương vũ hành cũng không rút lui, đơn của các người lớn hơn đơn của tôi, nhưng các người đừng nghĩ đến chuyện có thể rút tiền của mình ra. Đơn của tôi hàng ngày vẫn treo ở đó như thế, chỉ cần các người dám rút tiền ra thì đơn của tôi vẫn có thể dẫn đầu. Đội địa phủ ở bên ngoài biên giới đang ở vào thế ngang bằng với nguồn lực của tư bản nước ngoài, một điều mà không ai có thể nghĩ tới. Ngay cả giản tư tư, người đưa ra phương án ứng phó số 3 cũng không ngờ rằng đội tài chính bí ẩn dưới quyền ông chủ của mình lại có khả năng đến thế. Khi kế hoạch số 3 được đề xuất, thực ra là do cô ấy biết đến sự tồn tại của đội địa phủ nên mới có được kế hoạch như vậy. Nhưng điều mà cô ấy nghĩ lúc đó chỉ là, nếu đội địa phủ có thể so với một phần ba nguồn quỹ của đối thủ thì áp lực về phía của cô ấy cũng sẽ ít hơn nhiều lắm rồi ai có thể ngờ rằng số tiền tham gia hiện tại của Vương Vũ Hành đã lên tới 10.000 tỷ. Có thể nói, tất cả các nguồn quỹ của tư bản nước ngoài đều đã bị kéo vào. Tất nhiên, nếu tư bản nước ngoài xem xét cẩn thận, một phần của quỹ vẫn có thể rút ra được, số tiền này rơi vào khoảng từ 2 đến 3 ngàn tỷ. Dù vậy, kết quả vẫn tốt hơn rất nhiều so với sự mong đợi của giản tư tư. chương 683, ai sẽ khớp lệnh? sau khi hoàn thành việc kéo toàn bộ nguồn quỹ của tư bản nước ngoài vào cuộc vương vũ hành không hoàn toàn dừng lại ở đó trong lúc tư bản nước ngoài chịu sức ép cậu ta sẽ rút một phần quỹ để tấn công ngược lại chính công ty của tư bản nước ngoài đây cũng có thể coi như là một cách luyện binh những đòn tấn công nhỏ không đủ để đe dọa quá nhiều đến tư bản nước ngoài nhưng nó có thể khiến vương vũ hành và những người khác thích nghi với thị trường nước ngoài nhanh chóng hơn đội của giản tư tư ở công ty cũng đã quyết định thực hiện một kế hoạch Giờ đây, tư bản nước ngoài đã không còn có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho hệ thống hy vọng mới, nên đã đến lúc phải chống lại bọn họ. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Thần, giản tư tư đã ban hành một chỉ đạo mới cho đội ứng phó. 2. 30 công ty kia sẽ chính thức được tiếp quản bởi hệ thống hy vọng mới. Nói một cách chính xác, đây là một thương vụ mua bán sáp nhập, nhưng số cổ phần của những công ty này không thuộc sở hữu độc quyền của hy vọng mới mà được kiểm soát bởi tất cả các công ty muốn tham gia và đội ngũ quản lý ban đầu của các công ty này vẫn được giữ quyền quản lý. Mặc dù cổ phần đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng họ không mất đi phẩm giá của mình với tư cách là ông chủ, mà còn có thể hoàn toàn hòa nhập với hệ thống hy vọng mới, nên nhiều người vẫn rất sẵn lòng. Điều quan trọng nhất là Ninh Thần đã hứa với họ rằng sau khi sự việc được giải quyết xong, họ sẽ đền bù bằng cách cung cấp cho các công ty này nhiều nguồn lực hơn. Đồng thời, nếu họ muốn mua lại cổ phần thì cũng có thể. Trong thỏa thuận có ghi rõ điều này và nó cũng giúp họ khỏi lo lắng về việc lợi nhuận của công ty trong tương lai sẽ tăng trưởng nhưng doanh thu của chính họ thì sẽ giảm. Với sự đảm bảo như vậy, các công ty đó đã vui vẻ chấp nhận thỏa thuận sáp nhập, vì dù sao thì họ cũng không bị thiệt hại gì. Giá trị của số cổ phần công ty mà họ sở hữu vẫn rất cao, bây giờ rút tiền ra thì ngay cả khi hy vọng mới thực sự thất bại, rủi ro của họ cũng sẽ được giảm thiểu. Còn nếu hy vọng mới chiến thắng thì họ cũng dễ dàng mua lại cổ phiếu một lần nữa. Rủi ro nhỏ, lại không phải lo lắng nhiều, tại sao lại không đồng ý làm điều đó chứ? Mặc dù tư bản nước ngoài đã kịp thời lên tiếng phản đối với các cơ quan quản lý, cho rằng quá trình cưỡng chế thu mua đã được bọn họ bắt đầu tiến hành nên không thể lại có thêm một thương vụ sáp nhập thứ hai. Tuy nhiên, Ninh Thần và những người khác đã đưa ra thỏa thuận sáp nhập mà họ đã ký từ lâu trước khi tư bản nước ngoài tham gia vào quá trình thu mua. Vào thời điểm chính xác. Trên thực tế, ngay từ vài tháng trước, khi tư bản nước ngoài chưa có dấu hiệu tấn công, Hoắc Khải đã soạn thảo sẵn các thỏa thuận sáp nhập này. Anh luôn chuẩn bị hai phương án, vì anh biết rằng trong tương lai hy vọng mới càng phát triển thì sẽ càng đụng chạm đến nhiều người. Dù cho bây giờ vẫn bình yên, nhưng sớm muộn hy vọng mới cũng sẽ phải đối đầu với những kẻ mạnh hơn trên thương trường, đây là sự tất yếu trong quá trình phát triển. Vì vậy, Hoắc Khải đã chuẩn bị trước nhưng lúc đó kế hoạch chỉ mới là những gạch đầu dòng mơ hồ anh chỉ chuẩn bị một số biện pháp đối phó khác nhau các thỏa thuận sáp nhập này là một trong số đó bao gồm cả đội ngũ địa phủ của vương vũ hành việc thành lập quỹ phòng hộ rủi ro đã được chính thức thông qua cách đây một năm nhưng nó vẫn chưa được đi vào hoạt động mãi cho đến khi tư bản nước ngoài bắt đầu mở cuộc tấn công họ mới sử dụng nó như một con dao giết người sau sự kết hợp của rất nhiều đòn tấn công hiểm hóc tư bản nước ngoài đã chịu thương tổn không ít. Ngay từ đầu chẳng phải nói rằng số tiền đầu tư sẽ bóp chết hy vọng mới và giành chiến thắng một cách dễ dàng hay sao, tại sao bây giờ càng tấn công lại càng xa lầy như thế này. Thỏa thuận sáp nhập của Ninh Thần đã được công nhận, và các cơ quan quản lý cho rằng việc sáp nhập này diễn ra sớm hơn quy trình cưỡng chế thu mua của tư bản nước ngoài cho nên nó vẫn tuân thủ pháp luật. Kết quả là, cổ phần của hai, 30 công ty kia đã được chuyển trực tiếp sang hệ thống hy vọng mới nếu tư bản nước ngoài muốn thực hiện các thương vụ mua lại một lần nữa, bọn họ sẽ phải đối mặt với toàn bộ hệ thống hy vọng mới cùng một lúc, thay vì các cuộc tấn công nhỏ lẻ rộng khắp như trước. Nếu nguồn quỹ của bọn họ không bị vương vũ hành kéo hết vào thị trường thứ cấp, thì cũng sẽ không khó để làm được điều này, nhưng vấn đề là bây giờ nguồn tiền mà bọn họ có thể sử dụng được chỉ vào khoảng 2 đến 3 ngàn tỷ. Đối với các thương vụ mua lại thông thường, số tiền như vậy đã là một số tiền khổng lồ, nhưng đối với tình hình hiện tại, số tiền đó chắc chắn không đủ. Ngay cả khi các công ty còn lại được xếp hạng thấp, thì bọn họ vẫn cần ít nhất 5.000 tỷ để có được toàn bộ cổ phần. Bởi vì hy vọng mới đã thông báo cho các công ty này tăng giá trị vốn và chia nhỏ tài sản của một số công ty con do họ đứng tên. Việc tăng giá trị vốn của một công ty thực ra rất đơn giản. Bạn chỉ cần nói rằng bạn muốn đầu tư 1.000 tỷ vào đó, không cần thực sự phải cho mọi người nhìn thấy số tiền đó. Sau đó chỉ cần vượt qua các thủ tục xác minh vốn và nộp một phần số tiền dưới dạng tiền gửi. Hàng trăm tỷ trong tay hy vọng mới cũng được sử dụng vào thời điểm này. Việc sử dụng nguồn ký quỹ hàng trăm tỷ đồng, cộng với việc phân chia tài sản của các công ty chi nhánh để định giá đã khiến tài sản của các công ty khác cao gấp mấy lần. Nhiều nhất còn có thể cao lên khoảng từ 10 đến 20 lần. Như vậy, nếu tư bản nước ngoài muốn mua lại các công ty này thì ít nhất bọn họ phải chi ra từ 5 đến 6 ngàn tỷ. Tuy nhiên, một ngàn tỷ mà tư bản nước ngoài chuyển vào thị trường trong nước trước đó, hầu hết đều bị mắc kẹt ở thị trường thứ cấp. Ít nhất thì số tiền đó cũng sẽ không thể lấy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Một số xếp lớn của tư bản nước ngoài nước ngoài đã phải họp lại với nhau. Trong phòng làm việc được trang hoàng lộng lẫy, nghi ngút khói và nồng nặc mùi xì gà. Thậm chí có người hút thuốc cả năm mà khi bước vào cũng cảm thấy khó thích nghi nhưng những người trong căn phòng này dường như không cảm thấy điều đó, họ nhìn chằm chằm vào những con số và hình ảnh trên màn hình, tất cả đều trông rất ảm đạm. Một lúc lâu sau, một trong số những người đàn ông tóc vàng đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Của cải của chúng ta đã bị chúng khóa chặt. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao nguồn lực ở nơi không phải là sân nhà của chúng ta thì sớm muộn cũng sẽ phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Tôi đồng ý với anh, Billy, nhưng làm thế nào để chúng ta thoát ra khỏi vũng lầy này đây một người khác hỏi chi sân đừng giả vờ nữa mọi người đều biết anh có bao nhiêu tiền bây giờ chúng ta nên lấy số tiền này ra và đánh bại hy vọng mới chỉ trong một cú hãy cho những người đó biết chúng ta mạnh như thế nào anh nói đúng nhưng tôi nghĩ chúng ta đã làm sai kỳ thực chúng ta nên rút lui cũng không nên chống lại hy vọng mới tôi luôn cảm thấy bọn họ còn có những phương cách khác và đang chờ chúng ta tiếp tục tiêu hao tiền bạc. Anh sợ sao? Nếu sợ thì có thể rút lui. Đừng quên, chúng ta đã là bá chủ trong lĩnh vực tài chính trong nhiều năm, thậm chí trong vòng một thế kỷ, không ai đủ tư cách trở thành kẻ thù của chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta thực sự đang bị một đám các công ty nhỏ hơn gây khó dễ. Nếu như không chống trả thì thật chẳng ra làm sao? Điều đó sẽ khiến danh tiếng của chúng ta bị suy giảm, tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra một đám người phát biểu ý kiến của họ một cách thật ồn ào. Sự tình đã đi đến bước đường này, một số ít người đã bắt đầu có ý muốn rút lui. Nhìn nát hy vọng mới và phân chia tài sản của họ, nghe thì có vẻ thực sự hấp dẫn. Chuyện tin hay, nhưng vấn đề là bây giờ tình hình đã mất kiểm soát. Không ai ngờ rằng việc tham gia vào thị trường với số tiền 10.000 tỷ đồng lại phát triển thành một tình huống như vậy. Rõ ràng phe của mình có nhiều lợi thế hơn, nhưng cuối cùng lại bị phe kia kéo vào một vũng lầy. Chúng ta thực sự đã bị họ đánh lừa, nhưng điều này không đại diện cho kết quả cuối cùng. Theo như tôi biết, hy vọng mới đã rút hết dòng tiền của họ, hơn nữa bây giờ thế giới bên ngoài đã biết rằng họ đang chống lại chúng ta nên không ai muốn mua cổ phiếu của họ vào lúc này. Đối với hoạt động kinh doanh chính, họ đã thu được rất nhiều tiền mặt khi tung ra các chương trình giảm giá khuyến mại trong tháng này. Tuy nhiên, họ đang kinh doanh thua lỗ chỉ cần chúng ta kiên trì trong một khoảng thời gian, rồi gây ra một số áp lực nhất định, bọn họ nhất định sẽ không trụ nổi được nữa. Vì vậy, chúng ta phải đoàn kết, nhất định nhìn nát bọn họ. Nếu không làm được như vậy thì 10.000 tỷ kia cũng sẽ rất khó để thu về. Điều này không sai, hiện bọn họ có khoảng 3.000 tỷ bị vương vũ hành khóa chặt trên thị trường thứ cấp, và hàng trăm tỷ trong số đó đã được sử dụng để mua cổ phần của những công ty kia nếu rút lui vào thời điểm này, ai sẽ là người khớp lệnh hàng ngàn tỷ đó? Hy vọng mới đã hoàn tất việc mua bán sáp nhập, nắm chắc các công ty trong tay. Mọi người không sợ mất quyền kiểm soát và cũng không cần phải giành giật cổ phần. Vì vậy, hy vọng mới chắc chắn sẽ không khớp lệnh, thậm chí có thể trả đũa bọn họ bằng cách cấm người khác khớp lệnh. Những nhà đầu tư nước ngoài này không bao giờ giữ tiền của họ trong một công ty nào đó trong một thời gian dài mà họ muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, càng sớm càng tốt và sau đó rời đi sau khi kiếm được tiền, để lại một mớ hỗn độn cho người khớp lệnh. Tình huống như thế này chính là điều mà họ không mong muốn xảy ra nhất. chương 684 càng có nhiều hơn. Mất thêm một tháng nữa, tư bản nước ngoài bị thất thoát càng lớn. Vì vậy, sau khi đập bàn đập ghế, bàn luận ồn ào, cuối cùng họ cũng đã đạt được thỏa thuận. Một số công ty đã cùng nhau bỏ ra tổng cộng 4.000 tỷ để phát động một cuộc tổng tấn công nhắm vào hy vọng mới. Lần này, họ sẽ mua lại toàn bộ mọi thứ của hy vọng mới, thậm chí sẽ không để lại một nhành cây ngọn cỏ nào. Tuy nhiên, 4.000 tỷ này cũng là số tiền cuối cùng của họ, có hai gia tộc hùn vốn, thậm chí họ còn phải cầm cố một lượng lớn tài sản cho ngân hàng vì việc này. Có thể nói, bọn họ đã giao ra hết tất cả những gì có thể, chỉ vì muốn khiến cho hy vọng mới không thể vực dậy. Chỉ cần có thể nuốt trôi hy vọng mới, thì những gì đã mất đều có thể lấy lại được. Sau khi 4.000 tỷ này được chuyển vào thị trường nội địa, nó đã gây ra rất nhiều rắc rối cho hy vọng mới. Chỉ dựa vào phương án số 3 thì rất khó đối phó với nó. Kinh phí của bên kia quá nhiều, cho dù hệ thống hy vọng mới có thực hiện cả tháng hoạt động quảng bá, mất công kiếm tiền, đổi ra hàng ngàn tỷ tiền mặt thì vẫn không giúp được gì. Vì việc này, chủ tịch của các công ty trong hệ thống đã cảm thấy rất lo lắng. Họ hy vọng Ninh Thần có thể đưa ra yêu cầu vay vốn đối với ngân hàng, chỉ cần ngân hàng chịu ra tiền, đừng nói là vài ngàn tỷ, cho dù 10 ngàn tỷ, 20 ngàn tỷ thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để trả lại số tiền đó cho ngân hàng. Lúc vay thì rất dễ, nhưng chuyện sau đó mới là vấn đề. Một khi đã có một số tiền trong túi rồi thì không dễ dàng gì lại lấy ra được. Mà hy vọng mới lại là người nợ món ân tình này, các công ty khác có thể không quan tâm, nhưng hy vọng mới lại không thể không nghĩ đến giản tư tư truyền đạt lại ý kiến của các vị chủ tịch này cho ninh thần biết rồi nói xếp ninh em cũng nghĩ rằng đã đến lúc phải vay một số tiền từ ngân hàng mặc dù chúng ta đã rút vốn ở nước ngoài nhưng rất khó để duy trì tình hình toàn bộ thị trường trong nước đã hỗn loạn vì sự cố này tiền của các công ty đó cũng đã bị phát kiệt nhiều công ty đang hoạt động trong cảnh nợ nần và họ sẽ không thể giải quyết dù chỉ một xu nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng họ sẽ nảy sinh suy nghĩ khác Ninh Thần không lập tức phản bác hay phủ nhận ý kiến của cô ấy, bởi vì cô biết rằng tất cả đều là sự thật. Nếu đặt mình vào vị trí của các vị chủ tịch kia mà suy nghĩ, thì cũng có thể hiểu được. Đột nhiên ngay cả lương của nhân viên chúng tôi cũng không trả nổi, vậy chúng tôi còn có thể quan tâm đến điều gì nữa? Trước đây, cô có thể dùng giọng điệu và thái độ gay gắt nhất để đối xử với những công ty muốn phản bội hy vọng mới. Nhưng bây giờ, Ninh Thần chỉ có thể chọn một cách mềm dẻo hơn bởi vì hoàn cảnh đã khác một đám người bây giờ đều đang ở giai đoạn rất tức giận nếu như cô vẫn dùng giọng điệu tồi tệ đó thì chỉ trong chốc lát cô sẽ khiến cho trái tim đang lo lắng của họ bạo phát phẫn nộ mà thôi suy cho cùng đó không phải là những người bình thường mà là những ông chủ lớn có khối tài sản từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ họ cũng có tính khí nóng này khi có lợi họ sẽ nghe lời hơn bất cứ ai khác nhưng khi không có lợi cơn nóng này nổi lên sẽ chẳng ai còn quan tâm đến thân phận của người đối diện nữa. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Ninh Thần nói với Giản Tư Tư, hãy đi nói với họ rằng ngân hàng đã liên lạc và chúng ta có thể nhận được một lượng lớn tiền mặt mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cầm cự thêm vài ngày nữa, nên hy vọng họ có thể kiên trì đợi thêm một chút nữa. Sợ là rất khó, chị cũng biết bọn họ đều là những người không thấy được lợi ích thì sẽ không làm. Nếu như không thấy tiền từ ngân hàng, có lẽ sẽ không kiên trì đợi được thêm chút nào nữa, giản tư tư nói. không đợi được thì cũng phải đợi, chị sẽ không đến ngân hàng để vay tiền cho đến phút cuối cùng. em hãy nói với họ rằng trụ sở nước ngoài đã sẵn sàng hành động, nên đừng lo lắng. nếu nói không hiệu quả, cứ lấy ông chủ ra mà trấn áp bọn họ, ninh thần nói. giản tư tư gật đầu, lấy danh ông chủ ra để trấn áp, điều này quả thực có thể khiến rất nhiều người bình tĩnh. suy cho cùng thì ở hoa hạ này. Lý Phong chính là một vị thần kinh doanh. Chủ tịch của những công ty đó dám mắng Giản Tư Tư, cũng dám thờ ơ với lời nói của Ninh Thần, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám tự phụ trước mặt ông chủ. Mọi người nhìn thấy người đàn ông đó đều vô cùng kính nể, ngay cả khi không nói chuyện cũng tràn đầy uy thế. Đó chính là bản năng lãnh đạo, cùng khí chất có thể trấn áp người khác một cách tự nhiên. Nghĩ đến hình ảnh của Hắc Khải, trên mặt Giản Tư Tư không khỏi lộ ra một chút ý cười bất cứ lúc nào chỉ cần nghĩ đến người đàn ông đó, trong lòng cô ấy đều sẽ cảm thấy vui vẻ. Dù khó khăn có lớn đến đâu thì dường như bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết được, không có áp lực gì cả. Lần đầu tiên hy vọng mới gặp khủng hoảng vì sự phản bội của Ninh Hạo Bân, nước mắt của giản tư tư đã rơi, nhưng giờ đây, đối mặt với cuộc tấn công của tư bản nước ngoài với nguồn vốn hơn chục ngàn tỷ, vậy mà trong lòng cô ấy vẫn luôn bình thản. Có thể trong công việc, Thỉnh thoảng cô ấy sẽ cảm thấy phấn khích hay lo lắng, nhưng đó chỉ là trạng thái làm việc của cô ấy, chứ không đại diện cho thứ gì khác. Ninh Thần nhìn thấy biểu hiện của Giản Tư Tư, liền hỏi: "Em nghĩ gì mà vui như vậy, mặt lại còn đỏ lên?" Giản Tư Tư giật mình thốt lên một tiếng, sau đó cúi đầu với lương tâm cắn rứt, "Không, em không nghĩ gì hết." "Thật sao? Em không muốn biết ông chủ của em bây giờ ở đâu và đang làm gì sao?" Ninh Thần hỏi. Anh ấy ở đâu ạ?" À? Giản Tư Tư hỏi theo bản năng, nhưng sau đó cô ấy nhìn thấy nét mặt kỳ quái của Ninh Thần thì gương mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu không nói gì. Mặc dù Giản Tư Tư chưa bao giờ nói rõ ràng, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể nhìn ra là cô ấy thích Hoắc Khải. Chỉ là do thân phận của Ninh Thần nên cô ấy chỉ có thể giấu kín loại cảm xúc này ở trong lòng. Người khác đã có thể thấy, Ninh Thần cả ngày tiếp xúc với Giản Tư Tư nhiều như vậy tất nhiên cũng có thể nhìn ra được Cô đã không còn là bà nội trợ chỉ quanh quẩn bên chồng con như mấy năm trước, bây giờ cô là một người phụ nữ giỏi giang và từng trải. Hơn nữa, bản thân phụ nữ cũng có những giác quan riêng để biết về những chuyện này. Ngoài ra, sự xuất sắc của Hoắc Khải đương nhiên là thu hút được rất nhiều đối tượng. Ngay cả người phụ nữ xinh đẹp như Cố Phi Dương cũng bị anh mê hoặc. Và Đường Trọng Vi, cô chủ lớn của quốc tế Đường thị, bình thường đến với anh trên danh nghĩa công việc nhưng mục đích tiếp cận của cô ấy cũng rất hiển nhiên. Có thể khiến cho một cô chủ lớn sẵn sàng làm một nhân viên nhỏ chỉ để được gặp anh, sức mê hoặc của anh đúng là rất khó để có thể ngăn cản. Nói chính xác thì sự quyến rũ của Hoác Khải chính là kiểu tất cả ưu điểm trên thế gian đều dồn vào một mình anh. Hơn nữa, phụ nữ càng tốt thì càng khó cưỡng lại anh. Phan Tư Mễ trước đây là một ví dụ, ban đầu cô ta chỉ muốn chơi đùa với Hoác Khải, nhưng kết quả là tự mình bị xa lầy. Cuối cùng, với tâm ma của mình, cô ta đã có thể làm chuyện cực đoan đến mức nhảy từ trên tòa nhà cao xuống đất. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi cô gái trẻ giản tư tư yêu thích hoắc khải. Điều khiến cho Ninh Thần đau đầu đó chính là, cô thậm chí còn không nghĩ đến chuyện ghen tuông. Không biết có phải vì chuyện của Cố Phi Dương mà khả năng cô chấp nhận những chuyện như vậy cao hơn không, hay vì thời gian ở bên giản tư tư quá lâu và mối quan hệ quá tốt nên từ tận đáy lòng cô không thể coi cô ấy là tình địch. Nhìn chung, Ninh Thần vẫn rất thích giản tư tư. Cô gái này thông minh và rất nhạy bén, dù trong công việc hay cuộc sống, cô ấy đều là tuyếp người dễ chiếm được cảm tình của người khác. Nếu cô ấy thực sự cùng với Hoắc Khải, có lẽ cũng không phải là một điều xấu. Quy mô phát triển của hy vọng mới ngày nay đã quá lớn, nếu chỉ dựa vào một mình Ninh Thần thì sẽ dễ cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu không có sự giúp đỡ của giản tư tư, có lẽ cô đã mệt đến mức ngã quỵ nhưng sớm muộn gì thì con người ta cũng sẽ thay đổi bây giờ giản tư tư ở lại vì cô ấy có tình cảm với công ty nhưng nếu tình cảm cá nhân lâu ngày không được thỏa mãn thì liệu có sinh ra oán hận đến lúc đó phải chăng cô ấy sẽ rời đi nghĩ đến khả năng đó ninh thần cảm thấy trong lòng có chút nặng nề vì vậy cô thà sử dụng một danh phận nhất định để giữ chân giản tư tư không phải vì bản thân mà vì sự nghiệp của chồng cô tất nhiên Trước khi giản tư tư có dấu hiệu rõ ràng, ninh thần sẽ không giải mà chủ động nói ra bất cứ điều gì. Cô luôn tuân thủ một nguyên tắc, không ngưỡng ngộ, không chống đối, để mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Có lẽ đây là điểm yếu đuối nhất của một người phụ nữ, khi người đàn ông của họ quá tốt, họ sẽ luôn cảm thấy không thể độc chiếm anh ta một mình, cảm thấy anh ta nên có nhiều hơn thế. Được rồi, đừng có cười như cô ngốc thế nữa, chỉ biết em đang nghĩ đến anh ấy. Bây giờ thì chưa được nhưng hai ngày sau thì em có thể đi qua đó chỉ có thể duyệt nghỉ phép cho em ninh thần nói giản tư tư càng đỏ mặt hơn cô ấy biết ninh thần đã nhìn ra những gì nhưng cô là kiểu người bị động không muốn chủ động tranh giành đặc biệt là trong loại chuyện này vì vậy cô ấy chỉ có thể đỏ mặt nói sếp ninh sếp đang nói cái gì vậy sao em nghe không hiểu nghe không hiểu thì thôi bỏ đi em hãy quay lại xoa dịu mấy vị chủ tịch kia rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đừng để họ dẫy náy lên như kiến bò trên nồi lầu. Nói với họ rằng Ninh Hạo Bân đã có hành động ở bên kia rồi, cứ bình tĩnh, đừng nóng vội, Ninh Thần nói. Nói về công việc, Giản Tư Tư lập tức trở lại trạng thái bình thường, gật đầu lia lịa nói, được rồi, khi về em sẽ nói chuyện với bọn họ. chương 685, Tấn Công Sau khi trở lại văn phòng của đội ứng phó, Giản Tư Tư chỉ nói một câu với những vị chủ tịch đang ở đây, Tổng giám đốc Ninh bảo tôi nói với các vị, ông chủ đang đưa quân ra nước ngoài chuẩn bị cho lần hành động lớn đầu tiên. Nếu ai trong các vị muốn lùi bước thì chúng tôi cũng không phản đối. Nhưng vẫn câu nói đó, hệ thống của hy vọng mới ra thì dễ nhưng vào thì khó, hy vọng các vị sẽ suy nghĩ thật kỹ. Một nhóm chủ tịch đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không hé môi nói một lời. Họ không rõ những lời giản tư tư nói là thật hay giả, nhưng cho dù khả năng chỉ có một phần chục ngàn thì ai mà dám mạo hiểm chứ. Họ hiểu rõ hơn ai hết năng lực của Hoắc Khải, người đàn ông này là người có thể tạo kỳ tích. Nói không chừng, ba thành quả mà anh nhắc tới trong buổi tiệc hôm đó đúng là đã có tiến triển, có thể chuyển thành lợi nhuận thực tế. Nếu không, hy vọng mới dựa vào đâu mà đến bây giờ vẫn lớn lối như vậy. Không đền bù thì thôi, còn nói gì mà các vị muốn đi chúng tôi cũng không ngăn cản. Theo lý mà nói, thì gặp chuyện lớn như vậy, tình hình vô cùng nguy cấp họ nên gắng sức lôi kéo đồng minh mới phải chứ. Kết quả là, những suy đoán của mọi người đã bị Giản Tư Tư dập tắt. Tuy nhiên, Giản Tư Tư cũng không lừa họ, sau khi nguồn vốn mới hàng ngàn tỷ từ nước ngoài rót vào trong nước, vẫn chưa có cơ hội phát huy tác dụng. Ninh Hạo Bân bên kia đã kết hợp với cổ ngôn tài mở ra tấn công giai đoạn đầu. Tuy rằng điểm chiến lược đã được xác định dựa trên phán đoán của cổ ngôn tài kết hợp với phân tích của nhóm Giản Tư Tư nhưng trong một tháng này, họ vẫn án binh bất động không phải vì công tác chuyển hóa các điểm chiến lược quá dườm ra, cũng không phải là vì sợ hãi điều gì, mà cổ ngôn tài cho rằng, hoặc là không đánh, còn nếu đánh thì nhất định phải khiến đối thủ thật đau đớn. Nhất là với tư bản nước ngoài quy mô lớn như vậy, nếu lần đầu anh không đánh cho chúng thật đau, khiến chúng sợ hãi thì có lẽ sẽ không còn cơ hội lần hai. Chỉ cần đối phương có cơ hội lấy lại hơi sức để đối phó với anh thì phe mình có thông minh đến đâu cũng không phải đối thủ của chúng. Tuy rằng xã hội này phải dựa vào cái đầu để kiếm tiền, nhưng nói cho cùng thì sức mạnh của đồng tiền vẫn rất lớn. Khoản vốn mới mấy ngàn tỷ chính là thời cơ tốt nhất mà nhóm cổ ngôn tài chờ đợi. Tư bản nước ngoài đã đưa hết thế mạnh ra rồi, bây giờ đến lượt họ xuất chiêu. Hàng chục điểm chiến lược đã chuẩn bị cả một tháng, đến giờ thì tổng lực phát động tấn công vào các công ty tư bản nước ngoài. Cách thức tấn công rất đơn giản, đó chính là bao vây và đàn áp. Trong một tháng này, cổ ngôn tài và ninh hạo bân chạy đôn chạy đáo muốn đứt hơi. Bằng nhiều phương pháp và cách thức khác nhau, họ đã thuyết phục được rất nhiều người tham gia bao vây và đàn áp. Một, hai công ty thì chưa là gì, nhưng nhiều thành viên hợp lại thì lại rất đáng sợ. Tư bản nước ngoài muốn chia cắt hy vọng mới, nhưng các công ty khác cũng muốn chia cắt chúng. Bởi vì những công ty này biết rằng, mình không chen chân nổi vào cuộc cạnh tranh cấp độ này, cũng không thể kiếm chắc được lợi ích gì từ nó. Nếu như vậy thì tội gì không xẻ thịt những đối thủ cạnh tranh này mà kiếm miếng chứ? Một trong những điểm thành công nhất của cổ ngôn tài và nhóm Ninh Hạo Bân chính là phân tách tư bản nước ngoài một cách rõ ràng, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mình chỉ đối phó với một công ty độc lập mà không phải một quỹ vốn siêu lớn. Điều này khiến các thành viên trong đội hình bao vây và đàn áp giảm bớt được gánh nặng tâm lý rất nhiều, hành động khi tấn công cũng đủ dứt khoát. Khi phát động tấn công, tất cả những công ty quan trọng của tư bản nước ngoài đều nằm trong phạm vi bao vây và đàn áp. Nhóm của Cổ Ngôn Tài đã dựa theo đặc điểm của những công ty này để lập một kế hoạch bao vây, đàn áp chi tiết. Đầu tiên là cắt đứt chuỗi vốn của đối thủ, sau đó đến chuỗi cung ứng, cuối cùng là hệ thống phân phối đầu cuối. Sự kết hợp đánh chặn trên ba phương diện chỉ trong 3 giờ đồng hồ đã khiến những công ty kia rối tung lên. Ngân hàng thúc dục hoàn tiền, nhà cung cấp tuyên bố ngừng cung cấp, Hệ thống phân phối báo cáo lại bị quản lý thị trường kiểm tra, tạm thời không thể hoạt động kinh doanh bình thường. Nếu chỉ có một, hai công ty gặp chuyện, có lẽ từ bản nước ngoài cũng chỉ coi là chuyện nhỏ. Dù sao hệ thống vốn siêu lớn của chúng cũng đủ để đối phó với những rắc rối nhỏ như vậy. Nhưng khi mấy chục công ty quan trọng đều gặp chuyện cùng lúc thì chúng cũng khá hoảng loạn, khẩn cấp gọi cho cấp dưới, lệnh cho họ dùng tốc độ nhanh nhất để điều tra rõ xem có chuyện gì. Nhưng những công ty mà tư bản nước ngoài kiểm soát trải rộng trên toàn thế giới, mà với việc áp dụng chiến thuật đợi quân địch mỏi mệt rồi tấn công đã giúp cổ ngôn tài và Ninh Hạo Bân có tốc độ nhanh hơn đối thủ rất nhiều. Đến khi người của tư bản nước ngoài điều tra rõ ràng toàn bộ chuyện này thì đã tốn gần 12 giờ. Trong thời gian 12 giờ này, đội quân bao vây và đàn áp với công tác chuẩn bị từ đầu đã nhanh chóng chiếm được một phần thị trường. Thời gian trì hoãn càng lâu thì thị phần mà họ chiếm được càng lớn đương nhiên tài sản của các công ty đã được tích lũy theo thời gian không phải f một hai ngày là chúng sẽ phá sản nhưng cổ ngôn tài và ninh hạo bân cũng không muốn những công ty này phá sản khi chúng đang sứt đầu mẻ chán muốn phát huy vai trò của quan hệ công chúng thì vương vũ hành đã đưa đội quân âm phủ bắt đầu tấn công quy mô nhỏ vào thị trường thứ cấp của những công ty này đội quân âm phủ đã làm chuyện này từ trước rồi nhưng blue chip chưa được thu thập đủ nên tạm thời chưa để làm mạnh tay may mà tư bản nước ngoài cũng không ngờ tới đội quân âm phủ ở trong nước lại kìm chân chúng trong nước lại có sức lực để với tay ra nước ngoài cho nên chúng vẫn chưa phát hiện ra những mánh khóe của thị trường thứ cấp đến khi chúng phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi mà bây giờ tư bản nước ngoài đang dốc sức để giải cứu hàng chục công ty nhưng đội hình bao vây và đàn áp rất lớn từ các công ty cho đến truyền thông hàng loạt vũ khí được ném ra khiến chúng trao đảo dù quan hệ công chúng có tốt đến đâu thì cũng chỉ có thể trừng mắt ra đứng nhìn mọi chuyện cứ thế diễn ra mà chúng quen giải quyết những rắc rối này bằng đàm phán thương mại nhưng đội hình bao vây và đàn áp lại không có ý muốn đàm phán vẫn chiến đấu hết mình những người lãnh đạo của các công ty không còn cách nào đành phải đưa tư bản nước ngoài ra làm lá chắn thể hiện chỗ dựa vững chắc của mình điều này thật sự khiến nhiều người phải kiêng rè có ý định rút lui nhưng tiếp sau đó, trụ sở Hy vọng mới ở nước ngoài lại đưa ra một thông báo. Lý tưởng của Hy vọng mới là hội nhập toàn cầu, cùng nhau tiến bộ, chinh phục biển rộng trời cao. Theo tiền đề này, Hy vọng mới bằng mọi giá hoàn thành mục tiêu hội nhập toàn cầu, cho nên họ sẽ thu mua một số công ty nước ngoài. Đây là phương án thu mua đầu tiên của Hy vọng mới ở nước ngoài. Điều khiến mọi người kinh ngạc là liên quan đến vụ thu mua này không phải là một công ty hay hai công ty mà lên tới mười mấy công ty. Mười mấy công ty này đều là xương sống của tư bản nước ngoài và mỗi công ty đều nhận được thư thu mua. Tuy rằng tất cả mọi người đều hiểu rõ những thư thu mua này cũng không có nhiều ý nghĩa. Hy vọng mới có đủ tiền mua chúng hay không còn phải xem lại, hơn nữa ngay cả khi họ đủ tiền thì sao? Có rất nhiều ngành công nghiệp quan trọng, nếu bị nước ngoài thu mua thì cần phải tiến hành thẩm duyệt, về điểm này thì khá giống với thủ tục ở trong nước. Mà thời gian thẩm duyệt, có khi lâu có khi nhanh còn có thể không được thông qua. Đợi đến khi xét duyệt xong, nhanh thì cũng mấy tháng mà lâu thì phải mất mấy năm. Nhưng, thông báo nhìn có vẻ khó hiểu này của Hy vọng mới lại có tác dụng thực sự là để nói cho những công ty tham gia trận bao vây, đàn áp biết Hy vọng mới chúng tôi sẽ đồng hành cùng với các bạn trong cuộc chiến này. Nhờ ích lợi của một số dự án lớn, hiện tại, Hy vọng mới đã trở thành một gã khổng lồ trong thương nghiệp với quyền lực rất mạnh mẽ, bao gồm rất nhiều lĩnh vực kinh doanh phủ sóng rộng khắp tất cả các công ty trên thế giới đều hy vọng có thể hợp tác được với họ. Nhưng trụ sở nước ngoài của hy vọng mới lúc trước có yêu cầu rất cao đối với đối tác, trong 100 công ty tới đàm phán thì chưa được một công ty. Bây giờ, họ đã chủ động thu mua, điều này khiến giá cổ phiếu của những công ty này tăng đột biến. Mấy ông chủ lớn của tư bản nước ngoài nhìn thấy giá cổ phiếu tăng mạnh thì không thấy vui mừng mà con mắt như muốn rơi ra. Chúng có cảm giác, đây không phải là chuyện tốt. Vì hy vọng mới đã đề ra thư thu mua, rất có thể là khi thu mua không thành công thì sẽ ra tay trên thị trường thứ cấp giống như họ đã làm lúc trước. Mà nếu chúng muốn ngăn cản điều này, bắt buộc bảo đảm kiểm soát được một phần blue chip trên thị trường cấp 2. Nhưng trước đó không có mấy công ty của tư bản nước ngoài đã từng kiểm soát blue chip. Chúng vẫn luôn cầm tiền của mình đi mua cổ phiếu của người khác, ai ngờ đến cổ phiếu của mình lại bị người khác nhòm ngó chứ. Bây giờ chúng đã nghĩ tới điều này, nhưng kiểm soát blue chip thì bắt buộc phải có tiền. chương 686, dùng đạo của người. Vừa vết hòm rút ra mấy ngàn tỷ để chuyển vào thị trường trong nước, bây giờ sân sau trái lớn, lẽ nào phải chuyển tiền quay lại? Nhưng nếu lấy lại tiền thì chúng không nắm chắc được phần thắng ở trong nước. Cứ như thế, càng kéo dài thì đối với chúng lại càng bất lợi. Phải dốc sức tấn công hay chọn lựa lùi một bước để bảo vệ tài sản cá nhân của mình. Đây là một câu hỏi khó đối với tư bản nước ngoài. Cổ ngôn tài và Ninh Hạo Bân cũng không quan tâm chúng nghĩ thế nào, nên đánh thì cứ tiếp tục đánh, thể hiện muốn đánh cho những công ty này hoàn toàn sụp đổ. Vì hy vọng mới đích thân tham gia vào trận chiến thương mại này, khiến cho các công ty trong đội hình bao vây, đàn áp được chắp thêm niềm tin. Họ có đủ lý do để tin tưởng, gã khổng lồ mới nổi trong thương nghiệp sẽ không bắn tên không có đích đến. Nếu đã dám thu mua vậy nhất định đã nắm chắc phần thằng nếu mình không nắm lấy cơ hội này thì làm gì còn miếng canh nào mà húp về công về tư họ đều muốn đứng cùng một chiến tuyến với hy vọng mới trong bầu không khí như vậy làm sao nói chuyện được bằng lý trí một nhóm lớn các công ty liều mạng tấn công bây giờ họ đã không có cách nào để trùn bước nữa dù gì cũng đã đắc tội rồi rút lui thì có thể xóa đi thù hận hay sao không đời nào những nguồn vốn siêu lớn này đã tồn tại lâu đời đến trăm năm chúng vẫn luôn không phải là những kẻ rộng lượng anh dám chống lại chúng thì chắc chắn chúng sẽ không để anh sống yên ổn nhưng công ty nhỏ biết rõ điều đó nên chỉ có thể dốc sức để tiêu diệt tư bản nước ngoài chỉ có như thế mới không phải lo lắng về sau còn có thể tranh thủ cơ hội kiếm được món hời lớn chết tiệt họ đã dám làm như thế thì hãy đánh đổ họ một ông chủ lớn của tư bản nước ngoài giống lên nhưng lại có người phản đối nói, nếu chúng ta làm như thế thì sẽ chỉ khiến tình hình trở nên càng tồi tệ. Họ đã bị hy vọng mới lừa gạt, chọn lựa đứng về phía đối lập với chúng ta. Vào lúc này chúng ta nên nói tình hình thực tế của hy vọng mới cho họ biết. Rất nhiều người đồng ý với đề nghị này, thế là, mấy công ty tư bản lớn đã liên kết lại để đưa ra một thông báo. Trong thông báo ghi rõ, vì ở trong nước hy vọng mới đang phải hoàn mình chống lại sự thu mua của tư bản, ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao còn thời gian để tiến hành thu mua công ty khác. Họ làm thế chỉ để lừa người thôi, các ông không nên mắc bẫy. Còn về những chuyện trước đây thì đều cho là chuyện cũ bỏ qua. Các công ty tư bản lớn vừa ra thông báo thì trụ sở nước ngoài của Hy vọng mới cũng phát đi thông báo thứ hai. Tài sản của Hy vọng mới trong nước và tài sản ở nước ngoài là độc lập với nhau, không liên quan đến nhau. Sự cạnh tranh trong nước thuộc thẩm quyền của trụ sở trong nước, không liên quan nhiều đến trụ sở nước ngoài. Mà lượng vốn của trụ sở nước ngoài dồi dào, đủ tự tin hoàn thành đợt thu mua này. Mong các đối tác giữ vững sự tín nhiệm, chứng kiến sự ra đời của một kỷ nguyên mới. Một đám lừa đảo, căn bản là bọn họ không có tiền, tiền của trụ sở nước ngoài đã gửi về trụ sở trong nước từ trước, nếu không... Họ lấy đâu ra tiền để mua cổ phiếu, một người đàn ông tóc vàng của nhóm tư bản nước ngoài gầm lên. Những gì ông ta nói là sự thật, tiền bán cổ phiếu của trụ sở nước ngoài đã chuyển về trong nước, dùng để mua cổ phần của mấy chục công ty chất lượng cao. Về điểm này, là đối thủ trực tiếp, chúng vô cùng hiểu điều này. Nếu không hiểu tình trạng vốn thực sự của Hy vọng mới thì chúng cũng không dám hành động hấp tấp. Nhưng, chúng hiểu điều đó còn người khác lại không hiểu. Cuộc đối đầu thương mại trên thế giới này vốn dĩ vẫn luôn đan xen những tin tức thật thật giả giả mọi lúc mọi nơi. Chỉ có chính bản thân họ mới biết đâu là thật, đâu là giả. Còn với người ngoài thì hầu hết là đều đứng xem. Họ không quá quan tâm là thật hay giả, chỉ quan tâm xem mình có thể đạt được lợi ích gì. Cho nên, những thành viên trong đội hình bao vây, đàn áp vẫn không chịu rút lui, trái lại còn tận lực đối kháng với tư bản nước ngoài. Trong vòng 48 giờ, mấy chục công ty mất dần chỗ đứng, mất thị phần, đến cả những công ty lâu đời, hoạt động bền vững thì bây giờ đều bị người khác đến cửa cưỡng ép thu mua. Hơn nữa, tình trạng ngày càng gay gắt rất có thể thu hút nguồn vốn lớn khác. Một khi những công ty tư bản lớn trong tay nắm giữ số vốn lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ tham gia thì mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên khó kiểm soát. Những công ty tư bản có vốn lớn này có lẽ không mạnh bằng những dòng họ tư bản hàng đầu như bọn chúng, nhưng lại không thể xem thường vì số lượng quá đông. Tại sao người có tiền luôn nói, tiền thực ra chỉ là một con số? chính là vì ở trong tay tư bản đã nắm giữ khối tài sản khổng lồ trong tay mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Đối với họ mà nói, xác thực tiền chỉ là một con số mà thôi, chứ không còn quá nhiều ý nghĩa nữa. Cho nên, để tránh người khác sâu xé, tư bản nước ngoài đành nghiến răng, lấy lại số tiền 4.000 tỷ vừa mới chuyển vào trong nước. Còn nhiều tiền hơn nữa nhưng tạm thời chúng chưa dùng đến, muốn xem tiến triển như thế nào mới quyết định nếu kiểm soát được tình hình bên này thì chúng có thể tiếp tục tập trung sức lực để nuốt chọn hệ thống hy vọng mới. Đến nay, tỷ lệ thắng đã không còn ở tỷ số 7, 3 nữa mà là một tỷ số vô cùng sát sao 5, năm. Việc còn lại là phải xem ai có thể trụ được lâu hơn. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, trong tay Vương Vũ Hành đã có số tiền nhiều hơn lúc trước mấy lần. Các quỹ dự phòng đã được chuẩn bị từ trước, khi giá cổ phiếu của các công ty tư bản nước ngoài điên cuồng tăng lên, rất nhiều đầu cổ phiếu đã mang lại cho đội quân âm phủ lợi ích cực lớn. Số tiền thu được này được họ gom lại hết để mua blue chip. Mà tư bản nước ngoài cũng làm như vậy, sau khi rút về 4.000 tỷ, chúng cũng đầu tư vào thị trường thứ cấp để tranh giành blue chip. Nhưng giá cổ phiếu hiện giờ đang rất cao, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tuần đã tăng gấp đôi. Những tài sản của công ty chất lượng cao, vốn dĩ đã có giá cổ phiếu rất cao, cộng thêm sự việc lần này dẫn đến dự kiến ban đầu chỉ tốn 2.000 tỷ để hoàn thành thì cuối cùng phải mất đến hơn 3.000 tỷ. Trong tay chỉ còn lại mấy trăm tỷ, tạm thời cũng khiến tư bản nước ngoài thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng, tốn nhiều tiền, nhưng đã có thể ổn định lại thị trường thứ cấp. Nhưng điều khiến chúng không thể ngờ tới là đội quân âm phủ của Vương Vũ Hành như biết được suy nghĩ của chúng. Khi tư bản nước ngoài đã tạm thời yên ắng thì họ mới bắt đầu điên cuồng khớp lệnh trụ sở nước ngoài của hy vọng mới cũng vô cùng phối hợp đưa ra thông báo thứ ba. Trên thực tế các công ty trong danh sách phản đối lại việc thu mua, cộng thêm những yếu tố về con người bất khả kháng, chúng tôi tuyên bố thương vụ mua bán này thất bại. Các nhà đầu tư hãy cẩn trọng. Ngay khi thông báo này được đưa ra, thì giá cổ phiếu của những công ty kia tụt sốc không phanh. Thậm chí, không cần vương vũ hành dùng quá nhiều blue chip đã có thể đẩy giá cổ phiếu xuống đáy. Liên tục 3 ngày, Giá cổ phiếu đã giảm xuống đáy, khiến sắc mặt của các nhà tư bản nước ngoài xanh như tàu lá. Cùng lúc đó, đội quân âm phủ đã ra tay trước tất cả những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc nhà đầu tư vãng lai, đầu tư tất cả số tiền có trong tay để mua blue chip trong thị trường thứ cấp. Hết lệnh này đến lệnh khác, số blue chip trong tay họ đột nhiên tăng lên mà giá đã giảm đi rất nhiều. Ngược lại, tư bản nước ngoài đứng trên đỉnh núi, gió lạnh thấu xương chúng chỉ còn lại mấy trăm tỷ để đầu tư vào để tranh giành Blue Chip với Vương Vũ Hành nắm quyền kiểm soát. Lượng tiền của cả hai bên cộng lại đã hơn 1.000 tỷ, mà lần chạy đua này lại khiến giá cổ phiếu bị nâng lên. Tuy rằng, trụ sở của hy vọng mới không phát thông báo nhưng rất nhiều lời đồn nói thông báo lúc trước là giả. Thông tin thu mua không thuận lợi chỉ là đang đóng kịch, việc thu mua vẫn âm thầm tiếp diễn, chỉ đợi chính thức đàm phản xong mới đưa ra thông báo. Do đó, giá cổ phiếu lại điên cuồng tăng lên. Bên này tăng lên mấy ngày, Vương Vũ Hành lại bắt đầu điên cuồng khớp lệch, sau đó lại tiếp tục đẩy giá xuống để mua blue chip. Anh ta cứ hả hê bán cao, mua thấp trong thị trường thứ cấp, cho tư bản nước ngoài ăn quả đắng. Vì tư bản nước ngoài không có kế hoạch kiểm soát giá cổ phiếu, nên phần lớn tiền của chúng đều bị ghim ở giá cao, tiền có thể dùng được rất ít. Hơn nữa, trước mắt chúng đã bị đội quân âm phủ rắt mũi, nếu không tự bắt nhịp được thì chỉ có thể ở thế bị động. Người ta muốn bán lúc nào thì bán lúc đó, đợi ông tìm được cách giải quyết thì đã muộn rồi. Xử lý nhanh thì có thể cứu vớt lại một chút tổn thất, xử lý chậm thì chỉ có thể ngồi nhìn người khác diễn. Từ bản nước ngoài đến giờ, cuối cùng đã cảm thấy sự đau khổ của hệ thống hy vọng mới ở trong nước. Dùng đạo của người để trị người chính là câu nói kinh điển nhất của nước này, nói khó nghe hơn thì ăn miếng trả miếng, nợ máu phải trả bằng máu. Không thể tiếp tục như thế này, phải tìm ra bọn họ rồi giết bỏ không sót một kẻ nào, một ông chủ lớn của tư bản nước ngoài hung hăng giao việc cho cấp dưới. Chương 687, nguy hiểm. Tư bản nước ngoài đã bị dày vò đủ rồi, hơn nữa chúng không giống như người trong nước, cho dù bị đối phó ra sao cũng muốn dùng các thủ đoạn thương mại để xử lý. Những người này đã đứng ở vị trí cao quá lâu mà quên mất trên thế giới này vẫn còn có luật pháp. Nói chính xác hơn chúng không quan tâm đến việc tuân thủ pháp luật mà có rất nhiều quy tắc chính là do chúng đặt ra vì tôi là trọng tài nên tuân thủ pháp luật hay không thì tôi tự quyết định là được cho nên khi chúng gặp khó khăn lại không có thủ đoạn thương mại nào có thể dùng được thì sẽ giải quyết bằng bạo lực chúng đã quen với quy trình như vậy có thể đánh thì đánh không đánh được thì giết bỏ một số sát thủ hàng đầu đã được chúng thuê để tìm kiếm tung tích của vương vũ hành May mà Vương Vũ Hành và đội quân âm phủ đã dự liệu được trước tình huống này nên thận trọng đối với hành tung của mình. Ngay cả Hoác Khải cũng không biết địa điểm cụ thể của họ. Vì họ chỉ làm trong ngành tài chính, không cần gặp mặt cũng có thể làm việc, có việc cần giao thì thông qua mạng nội bộ của hy vọng mới là được rồi. Mạng nội bộ chuyên dụng là mạng bảo mật do cao thủ vô danh và trí tuệ nhân tạo cùng nhau tạo ra. Trừ khi ai đó có đủ trình độ đồng thời phá vỡ hai vòng bảo mật, nếu không, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể truy cập vào mạng này chứ đừng nói đến việc bẻ khóa nội dung nhưng mục tiêu của tư bản nước ngoài không chỉ có vương vũ hành mà còn có cổ ngôn tài và ninh hạo bân tổ chức sát thủ cứ thế ập đến lúc chúng tới cổ ngôn tài và ninh hạo bân đang cùng với vài nhân vật nòng cốt của đội hình bao vây và đàn áp bàn bạc bước tiếp theo kết quả là một phát đạn phản lực suýt nữa lấy mạng của tất cả mọi người đội bảo vệ nhanh chóng che chắn cho cổ ngôn tài và ninh hạo bân rời đi nhưng hỏa lực của đối thủ quá nhiều đánh tới khiến họ chỉ đành ngồi trong phòng che đầu không dám đi ra một khi lộ diện chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ khốn kiếp kiểu người gì vậy điên rồi hà ninh hạo bân tức đến mức văng tục một câu anh ta vẫn luôn sống trong nước mà về cơ bản trong nước không thể nhìn thấy súng ống thỉnh thoảng có xuất hiện vài thằng ngu cầm giao báo thủ xã hội đã coi là một tin nóng rồi những thứ giống như đạn tên lửa súng tiểu liên trong trận đấu này thì ninh hạo bân chỉ nhìn thấy trong phim ảnh anh ta không ngờ mình chỉ làm kinh doanh thôi mà cũng có ngày gặp phải nguy hiểm như thế này trái lại cổ ngôn tài bình tĩnh hơn nhiều năng lực thích nghi cũng mạnh hơn trước đây lúc đi theo hắc khải anh ta đã gặp tình trạng tương tự như thế tuy không nguy hiểm như tình huống trước mắt nhưng ít nhất anh ta thích ứng tốt hơn ninh hạo bân rất nhiều chưa đầy một phút nữa tiểu đội tinh anh sẽ tới việc chúng ta cần làm là phải sống sót. Chỉ cần chống đỡ qua một phút là được, cổ ngôn tài hét lớn, tất cả không được để lộ đầu, cố gắng để người hạ thấp nhất có thể, tìm tất cả những thứ có thể ngăn được đạn và thuốc nổ vây xung quanh mình. Đội bảo vệ liên tục đánh trả, nhưng hỏa lực của họ rõ ràng không mạnh bằng đối thủ, bị chân áp đến mức đành phải phản công lẻ tẻ. Cổ ngôn tài và những người khác lợi dụng những pha phản công ít ỏi của họ khiến nhịp tấn công gián đoạn vài giây, giống như con kiến chuyển nhà, lấy tất cả mọi thứ để che chắn xung quanh tất cả bàn ghế tài liệu đều được chất thành một vách ngăn thật dày vốn dĩ họ đang muốn dựa vào bức tường và những vật cản phía sau nhưng không ngờ một phát đạn tên lửa khiến bức tường phía sau bị nổ tung hai thành viên nòng cốt của đội hình bao vây và đàn áp bị vụ nổ thổi bay lên khi rơi xuống đất thì đã không còn nhiều cơ hội sống nhìn cảnh tượng khủng khiếp như vậy khiến ninh hạo bân chưa từng nhìn thấy những cảnh này choáng váng sững sờ dù năng lực cá nhân của anh ta mạnh đến đâu cũng chỉ thể hiện trong kinh doanh khi đối diện với chuyện có người phút trước còn sống phút sau đã tắt thở thế này thì không kịp thích ứng nỗi sợ hãi trong lòng khiến anh ta quên mất phải làm gì may mà cổ ngôn tài ở bên cạnh kéo anh ta lại một làn đạn dày đặc bắn từ phần tường bị nổ một thành viên nòng cốt của đội hình bao vây và đàn áp bị bắn vào cánh tay không kịp trốn la hét đau đớn còn ba nhân viên đội bảo vệ cũng bị thương nặng May mắn thay có rất nhiều nhân viên bảo vệ đang từ trên lầu chạy xuống, cùng lúc đó trong tai nghe của Cổ môn Tài vang lên tiếng gọi của đội viên tinh anh, "Anh Cổ, hãy tự bảo vệ mình, tối đa 20 giây nữa chúng tôi sẽ đuổi đến nơi." Một số thành viên của tiểu đội tinh anh thì phụ trách bảo vệ cho Hóc Khải và những người khác ở trong nước. Vẫn còn một số thành viên thì phụ trách bảo vệ các nhóm ở nước ngoài. Những thành viên quan trọng như nhóm người Cổ môn Tài gần như mỗi lần ra ngoài đều có ít nhất 6 nhân viên bảo vệ đi cùng bên người, 8 nhân viên phụ trách canh gác, 8 đội viên tinh anh phụ trách hỗ trợ vòng ngoài. Thời gian 20 giây, nghe thì có vẻ ngắn nhưng trong mưa đạn rừng súng thì lại là một khoảng thời gian dài lê thê. Tất cả mọi người ôm đầu, những viên đạn gào thét từ đỉnh đầu bắn vào cánh cửa, khắp căn phòng có những đồ bị trúng đạn bay lên tứ tung, thỉnh thoảng lại có thấy có tiếng người kêu lên đau đớn. Hỏa lực hạng nặng mạnh mẽ khiến tổ chức sát thủ không hề tỏ ra kiêng dè mà tấn công. Còn những nhân viên bảo vệ không được trang bị hỏa lực mạnh thì chỉ có tác dụng duy nhất là khiến những người kia không tiến vào được một cách dễ dàng. Nếu không, một khi chúng xông vào thì tất cả những người trong ngôi nhà này sẽ không ai sống sót. Thời gian cứ thế trôi qua, 20 giây sau, tiểu đội tinh anh xông vào bên trong tòa nhà. Tuy rằng tổ chức sát thủ có hỏa lực mạnh nhưng chiến đấu trong không gian hẹp như thế này thì không phải là đối thủ của tiểu đội tinh anh. Cho dù chỉ có vài thành viên, là những người mới tuyển vào gần đây nhưng còn mạnh hơn vài lần những kẻ giết người thông thường này. Chưa đầy 30 giây, kẻ thù đã bị tiêu diệt. Sáu đội viên tinh anh tập hợp lại với những nhân viên bảo vệ tiến lên hỗ trợ, kiểm tra hiện trường để phòng kẻ thù giả chết. Mà hai đội viên tinh anh khác thì tìm thấy Cổ Ngôn Tài và Ninh Hạo Bân, che chắn cho họ đi xuống lầu rồi lên xe khi ngồi lên chiếc xe chống đạn mà tiểu đội tinh anh cải tạo đặc biệt thì cổ ngôn tài mới thở phào một đội viên tinh anh lấy hòm y tế từ phía sau băng bó cho anh ta thì lúc này ninh hạo bân mới chú ý đến trên vai của cổ ngôn tài bị thương anh cổ ninh hạo bân hoảng sợ hét lên chỉ là vết thương nhỏ thôi không sao hết cổ ngôn tài nhìn ninh hạo bân nghiêm túc nói nhưng lần sau nếu gặp trường hợp như thế này nữa thì nhất định anh phải bình tĩnh không phải lần nào tôi cũng may mắn cứu được anh đâu Gặp nguy hiểm phải tự mình cứu lấy thân mới có thể giành lấy cơ hội sống cao nhất. Tôi không quan tâm anh sống ở trong nước an toàn như thế nào, nhưng ở đây, tình hình phức tạp hơn trong nước rất nhiều. Nếu anh không thể giữ bình tĩnh mọi lúc thì có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Đương nhiên, nếu anh sợ thì tôi cũng hiểu được, anh có thể xin ông chủ về nước, đổi một người khác. Lời nói của Cổ Môn Tài có thể coi là một kiểu phê bình khiến Ninh Hạo Bân ngượng đỏ mặt. Anh ta biết, biểu hiện hôm nay của mình quả thực không đúng lắm. Nếu điểm tối đa được 100 điểm thì nhiều nhất cũng chỉ được 40 điểm. Tôi thật sự sợ hãi, Ninh Hạo Bân không phủ nhận điểm này. Nhưng anh ta cũng không vì thế mà cúi đầu, chỉ bình tĩnh nhìn cổ ngôn tài, nói, nhưng đó là phản ứng theo phản xạ tự nhiên, vì trước đây tôi chưa từng gặp tình huống như vậy, cũng chưa từng chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Nếu có lần sau thì sẽ không như vậy nữa, cũng không cần báo ông chủ đổi người. Ngay cả khi vì vậy mà về nước thì cũng không ai trách được Ninh Hạo Bân, dù sao trước sự nguy hiểm của súng đạn, muốn bảo vệ tính mạng của bản thân cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Ninh Hạo Bân sẽ không làm như thế, nếu vì sợ hãi mà quay về vậy thì nửa đời sau, anh ta nghĩ đến việc này sẽ chỉ vô cùng căm hận sự yếu đuối và vô tích sự của bản thân. Địa vị của Cổ Ngôn tài cao hơn anh ta, năng lực cũng mạnh hơn anh ta. Ngay cả người như thế còn không nói quay về thì mình làm gì có tư cách để đi? Lẽ nào tác dụng của mình ở hy vọng mới còn lớn hơn người ta sao? Đương nhiên là không phải. Trong thời gian làm việc chung, Ninh Hạo Bân đã hoàn toàn bị Cổ Môn Tài chinh phục. Anh ta hiểu rõ rốt cuộc người này lợi hại đến đâu, vô số thủ đoạn còn lão luyện hơn mình gấp 10 lần. Trong lòng Ninh Hạo Bân đã ngầm cho mình là một cậu học sinh, muốn học tập tất cả những kinh nghiệm của Cổ Môn Tài. Đây là người đàn ông thứ hai trong đời anh ta cảm thấy thật lòng khâm phục, ngoài hóc khải thấy dáng vẻ quyết tâm của Ninh Hạo Bân, cổ ngôn tài mỉm cười nói, đây là quyền lựa chọn cá nhân của anh, tôi cũng không phản đối. Nhưng vẫn phải nói lại, nếu lần sau anh còn biểu hiện như vậy thì xuất phát từ việc đảm bảo an toàn, tôi sẽ chủ động đề nghị ông chủ cho anh về nước. chương 688, nghịch chuyển. Suy nghĩ của cổ ngôn tài cũng không hề sai. Nếu Ninh Hạo Bân không thể nào duy trì được bình tĩnh trong tình huống này, khả năng tồn tại sẽ giảm đi rất nhiều, còn chẳng bằng tiến anh ta về để giữ tính mạng chí ít thì một ninh hạo bân còn sống sẽ hữu dụng hơn một ninh hạo bân đã chết. Đương nhiên, sở dĩ nói như vậy, cũng vì cổ ngôn tài nhìn nhận tài năng của ninh hạo bân. Nếu không, anh ta cũng không muốn giữ tính mạng cho người này. Khắp thiên hạ này, người được cổ ngôn tài nhìn nhận rất ít, thấp nhất cũng có thể đạt tới trình độ của thành viên đội ngũ thiên cơ. Mà người như vậy, tính đến thời điểm hiện tại cũng chỉ có 7 người. Sau đó, thành viên của tiểu đội tinh anh quay về, Hai người trong số họ trèo lên xe của cổ môn tài, bốn người còn lại tách nhau ra, biến mất trong khu vực lân cận. Đây là thói quen của tiểu đội tinh anh, không bao giờ bỏ hết trứng vào cùng một giỏ, tránh bị địch tấn công cả đám người. Bên phía Hoác Khải cũng nhận được thông báo của cổ môn tài, khi biết rằng họ bị đánh lén, Hoác Khải đương nhiên sẽ thấy giận. Nhưng anh không đồng ý với đề nghị báo thù của cổ môn tài. Theo ý kiến của cổ ngôn tài, gặp phải sự việc như thế này nên ăn miếng trả miếng mới khiến tư bản nước ngoài thấy kiêng rè nếu không người ta sẽ nghĩ anh là quả hồng mềm muốn nắn sao thì nắn nhưng trong suy nghĩ của hoác khải người khác dùng đến thủ đoạn bạo lực không có nghĩa là mình cũng cần làm cũng không thể nói là hoác khải rất thánh phụ hay sùng bái tư tưởng dùng nước độ cảm hóa người khác chỉ là anh cảm thấy sở dĩ tư bản nước ngoài dùng đến biện pháp bạo lực vì chúng thấy mình đang ở thế yếu nói cách khác tư bản nước ngoài cuống quyết lên rồi, chúng đã cảm nhận được áp lực khủng khiếp mới muốn dùng phương pháp cực đoan này để ngăn cản hy vọng mới. Đối với hy vọng mới mà nói, đây là một tai họa, đồng thời cũng là một cơ hội. Họ có thể dùng lần đánh lén này để tạo ra thanh thế vang dội hơn cho chính mình, nói trắng ra là thu hút lòng thương cảm từ người khác, để tư bản nước ngoài muốn ném chuột nhưng sợ vỡ bình. Cho dù sức mạnh của chúng mạnh đến mức nào đi chăng nữa cũng không dám mạo muội phạm sai lầm mà tiếp tục đánh lén nữa. Nếu không, người dân của khu vực này sẽ không đồng ý, hoạt động của chúng ở các nơi cũng gặp trở ngại. Vì thế, Hoắc Khải lập tức ra chỉ thị cho bộ phận quan hệ công chúng của tổng bộ cả trong nước và ngoài nước đồng loạt lên tiếng, đăng bài trên các phương tiện truyền thông về việc nhóm người cổ ngôn tài bị đánh lén. Mà trên các phương tiện truyền thông này cũng viết rõ, Cổ Ngôn Tài và Ninh Hạo Bân là nhân vật chủ chốt phụ trách trận đấu với doanh nghiệp nước ngoài. Nếu họ chết thì trận chiến này cũng thất bại thảm hại. Cho dù phương tiện truyền thông không nói rõ lai lịch của tổ chức sát thủ kia cùng người chủ thuê của chúng, nhưng những lời này đã đủ nói lên tất cả. Hy vọng mới lên án kẻ gây ra trận đánh lén này khiến mọi người cũng lập tức hiểu ra, kẻ đánh lén chắc chắn liên quan đến trận chiến thương mại. Bây giờ người ủng hộ hy vọng mới nhiều không đếm xuể, có mặt khắp nơi trên thế giới, họ liên kết với nhau, đồng loạt đăng bài viết phản đối, thậm chí còn có hoạt động biểu tình lên án hành vi đấu tranh thương mại không biết quy củ này. Đà kích từ làn sóng dư luận này cũng khiến tư bản nước ngoài gặp phải rắc rối rất lớn, đúng như những gì Hoắc Khải đã dự đoán. Người phụ trách từ các khu vực cảnh cáo họ không được để sự việc đánh lén tiếp tục xảy ra trong hoàn cảnh này, nếu không, chúng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nếu chỉ có một vài người phụ trách lên tiếng, có lẽ tư bản nước ngoài sẽ không buông tha, nhưng khi gần như tất cả mọi người đều nói như vậy, chúng bỗng chốc thấy đau đầu hẳn. Thực ra chúng cũng hiểu rằng đâu phải những người này thực sự lo nghĩ cho hy vọng mới, họ chỉ cảm thấy nếu trận đối đầu này thực sự thất bại, hy vọng mới bị chúng nuốt chửng sẽ gây ra tổn thất cho lợi ích của mình. Bởi vì người nuốt chửng hy vọng mới không phải là họ, nếu họ không đạt được lợi ích như thế, sao có thể để người khác đạt được. Nếu không đạt được thì hãy phá hủy, câu nói này không chỉ đúng với tình hình trong nước. Ngoài ra, khả năng chiến đấu của tiểu đội tinh anh cũng khiến tư bản nước ngoài rất bất ngờ không ngờ tổ chức sát thủ lớn mạnh như thế mà bị 8 người này đánh bại. Điều này cũng khiến cho độ khó và tiền thù lao tăng lên rất nhiều nếu chúng tiếp tục tung thêm nhiệm vụ mới. Bởi vì bản thân tiểu đội tinh anh toàn những thành viên như vậy, đã thế còn là người giỏi nhất trong số đó. Những người có thể sánh ngang cùng dạng người này đếm trên đầu ngón tay, cộng thêm việc tiểu đội tinh anh đang bổ sung thành viên trên quy mô lớn, về cơ bản không một tổ chức nào muốn đối địch với nhóm người có thực lực phi phàm này. Cùng lúc đó, Hoác Khải cũng tăng thêm vòng bảo vệ đối với bản thân và bạn bè người thân xung quanh anh. Tuy rằng khả năng gặp phải đánh lén tương tự ở trong nước không cao, nhưng thận trọng vẫn tốt hơn, chỉ ít sẽ không còn xuất hiện sự việc tương tự như Cố Phi Dương gặp phải. Phía sau thời khắc trời yên biển lặng ngắn ngủi vẫn là phong ba bão tố. Trận địa vây quét vẫn duy trì thế tấn công với tư bản nước ngoài, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng. Thời gian không ngừng trôi đi như vậy, khi hai bên đối đầu nhau tới tháng thứ ba, cuối cùng cũng có một công ty nòng cốt của tư bản nước ngoài bị triệt hạ. Tuy rằng mới chỉ là một công ty, nhưng ảnh hưởng rất to lớn, bởi vì đây là công ty then chốt nhất trong cả dây chuyền sản xuất này. Nó mà ngã xuống thì cả dây chuyền sản xuất này cũng vì thế mà đứt đoạn, từ đó dẫn tới hiệu ứng domino, khiến nguồn cung tiền bạc của một tư bản nước ngoài trong liên minh này cũng sụp đổ. Mà trong hai tháng này, tiền bạc trong tay tư bản nước ngoài cứ bị phát kiệt hoàn toàn, từng đồng từng các một. Đội quân M phủ của Vương Vũ Hành thể hiện ra khả năng co dỗi cực kỳ, đàn hồi của mình, hoàn thành trận đối đầu với tư bản này bằng số vốn ít hơn đối phương nhiều lần. Họ khống chế nhịp điệu một cách hoàn hảo, không trở lại bất kỳ cơ hội nào cho đội ngũ tài chính của tư bản nước ngoài, cứ lên rồi xuống, đến bây giờ, lực lượng của đôi bên gần như ngang hàng nhau rồi. Cho dù tư bản nước ngoài bắt đầu rút vốn từ trong nước về, thậm chí tung tin đồn rằng họ đang tiếp xúc với vài công ty đầu tư trong nước, muốn chuyển nhượng cổ phần trong tay mình ra ngoài. Thế nhưng điều này không thay đổi được thứ gì, khi ưu thế của anh gần như áp đảo mà anh còn không thắng nổi, bây giờ thực lực của đôi bên tám lạng nửa cân thì đừng nhắc đến nữa. Thậm chí có thể nói rằng, từ một kẻ xâm lấn đầy kiêu ngạo, từ bản nước ngoài đã quay xe thành một kẻ phòng bị đáng thương. Họ chỉ có thể tìm cách thu gom nguồn vốn, muốn rút mình ra khỏi vũng bùn. Nhưng Hoắc Khải chờ đợi bấy lâu, huy động tất cả các nguồn sức mạnh từ trên xuống dưới, làm sao có thể cho họ cơ hội rời đi chứ? Không một công ty nào dám mua lại quyền cổ phần của những công ty kia, trừ Hệ thống Hy vọng mới ra, đây là tuyên bố mà đích thân Hoắc Khải đưa ra. Ai mua thì kẻ đó chính là kẻ địch của Hy vọng mới. Anh có thể nói rằng tôi đang quấy rối hoạt động thương mại thông thường, nhưng xin lỗi nha, cứ thích ngang ngược thế đó. Anh chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu, ảnh hưởng gì tới chúng tôi đâu. Nhưng chỉ cần anh làm kẻ địch của hy vọng mới, thế thì từ nay trở đi, thế giới này không còn chỗ đứng cho anh nữa. Từ mấy tháng trước, tất cả mọi người tưởng rằng hy vọng mới sắp, ngòm, rồi, đến thời điểm hiện tại, họ đã đứng vững. Hy vọng mới thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình bằng việc xoay chuyển kỳ tích thêm một lần nữa khiến ai cũng thấy chấn động. Công ty nhận được sự hoan nghênh và nhìn nhận của các giới, còn được ủng hộ trên rất nhiều phương diện, điều này khiến phát ngôn của hoác khải gần như biến thành một quy luật trong tình huống này không một ai còn dám động tới hy vọng mới đang lên như diều gặp gió nữa thế nên tư bản nước ngoài muốn bán cổ phần trong tay nhưng không còn ai dám khấp lệnh giản tư tư dẫn đầu đội ngũ đàm phán đích thân đưa ra yêu cầu đàm phán với tư bản nước ngoài các anh muốn bán cổ phần không thành vấn đề nhưng chỉ có chúng tôi mua được về phần giá cả có thể thương lượng mức giá mà giản tư tư có thể đưa ra đương nhiên thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Ví dụ như một cổ phiếu có giá mười mấy tệ tới hai mươi tệ trên thị trường thứ cấp, vào tay cô, bảy tám tệ là cao rồi. Nói theo cách của cô ấy thì đa số cổ phiếu mà các anh sở hữu thuộc thị trường thứ cấp, mà giá cổ phiếu trước giờ không hề cố định. Bây giờ còn cao đấy, có lẽ đợi mấy ngày nữa bị người ta phá phiên là thấp ngay. Chỉ có quyền cổ phần nằm trong tay một số cổ đông nhỏ của các anh mới có giá trị với chúng tôi nếu không, chúng tôi chẳng buồn ngó ngàng tới cổ phiếu trên thị trường thứ cấp. Tư bản nước ngoài đương nhiên không đồng ý với mức giá này, nếu thực sự bán đi với mức giá chỉ bằng một phần ba giá thị trường, chắc họ lỗ sặc tiết. Nhưng nếu không bán, cổ ngôn tài và ninh hạo bân phát động tấn công lại khiến họ khó lòng đối phó. Bây giờ tư bản nước ngoài dùng một lượng tiền lớn để duy trì, họ chỉ có thể cố nén cơn xung động trong lòng, đàm phán giá cả thu mua cổ phiếu với giản tư tư. Cuộc đàm phán như thế này không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai được, nhưng Giản Tư Tư cũng không nóng vội, mỗi ngày tôi báo giá với anh một lần, anh không chịu thì tôi đi luôn, chẳng buồn lắm lời với anh. Chương 689, thu mua. Tư bản nước ngoài bây giờ vô cùng bị động, họ rất muốn tát cho Giản Tư Tư vài cái, trước giờ chưa ai dám vênh váo trước mặt họ chứ đừng nói là một người phụ nữ. Cho dù cô rất xinh xắn, vóc dáng cũng rất đẹp, nhưng thế thì đã sao? chúng tôi là gia tộc lớn đã tồn tại hàng trăm năm nhé. Nhưng vấn đề bây giờ nằm ở chỗ giản tư tư đại diện cho hy vọng mới, mà hy vọng mới là công ty duy nhất có thể mua lại cổ phần của họ ở thời điểm hiện tại. Không phải tư bản nước ngoài chưa từng nghĩ tới phương pháp khác, nhưng những người tư vấn họ đều có chung một đáp án. Trận chiến thương mại này do họ khơi màu ra trước, đến nước này rồi thì đừng nghĩ tới con đường nào khác. Hoặc là thừa nhận thất bại của bản thân, hoặc là nghiến răng nghiến lợi chống đỡ, không có lựa chọn thứ ba. Sau cùng, khi trận rằng co của đối phương bước vào tháng thứ tư, tư bản nước ngoài cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Đã có quá nửa số công ty nòng cốt của họ bị ninh hạo bân và cổ ngôn tài hạ gục, 4 tháng trời không có nguồn vốn lưu động, về cơ bản không một công ty nào trụ nổi. Mà công ty càng to thì càng khó trụ vững. Sân sau bốc cháy với thế lửa được, tư bản nước ngoài biết rõ mình không còn khả năng giành thắng lợi nữa. Bây giờ chúng chỉ có thể thay đổi cách nghĩ, không dám đòi nuốt chừng hy vọng mới, mà nghĩ cách làm thế nào để bảo toàn chính mình. Chỉ cần có thể sống sót trong trận chiến này, với các mối quan hệ của họ, có lẽ vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi trong tương lai. Trong một sáng sớm nào đó, giản tư tư đi báo giá như thường lệ, cuối cùng tư bản nước ngoài cũng có ý định đàm phán. Họ không còn dùng tâm thế kiêu ngạo để đối diện với giản tư tư nữa, thay vào đó là ủ rũ và bất lực. Trong trận đấu bằng tư bản này, cuối cùng họ cũng hiểu ra một đạo lý, đó là đừng đi ngược lại với xu thế. Hy vọng mới có thể phát triển được đến hiện tại đã là một xu thế vượt thời đại rồi, anh đối đầu với nó, liệu có kiếm được trái ngọt không? Chủ yếu nhất là tư bản nước ngoài đã đánh giá thấp khả năng của hy vọng mới, họ tưởng rằng dùng 10.000 tỷ tiền mặt là có thể xử lý mọi chuyện êm đẹp, nhưng không biết rằng sự việc trong giới kinh doanh trước nay không hoàn toàn do tiền mặt quyết định. Nếu thực sự như thế, cũng không có các vụ án kinh điển trong chiến tranh thương mại. 400 tỷ. Đây là báo giá của giản tư tư, cái giá này thực sự khá thấp. Lúc trước, khi tư bản nước ngoài mua số cổ phần kia, họ dùng tới gần 3.000 tỷ. Nếu đặt trong kênh thương mại thông thường, chỉ ít thì 3.000 tỷ này cũng có thể thêm về vài trăm tỷ. Nhưng bây giờ giản tư tư muốn dùng giá cả ngang với cổ tức để mua lại số vốn của họ. Đối với tư bản nước ngoài mà nói, đây là một sự sỉ nhục sỉ nhục trắng trợn. Hy vọng mới không hề sợ các anh không chịu bán, người ta không sốt ruột, có thừa thời gian nhìn các anh chạy loạn lên như khỉ. Từ bản nước ngoài biết rõ điều này, họ chỉ có thể cố nhẫn nhịn cơn giận trong lòng, nghiêm túc đàm phán với giản tư tư. 400 tỷ không được, giá khởi điểm của chúng tôi là 1.800 tỷ. Xin lỗi nha, hy vọng mới không có nhiều tiền như thế, kể cả có, cũng không thể dùng để mua số cổ phần này được, giản tư tư đứng thẳng dậy, trông như thể sắp đi. Nếu cô bỏ đi thì báo giá ngày hôm sau vẫn là 400 tỷ, không hề thay đổi. Mà thời gian không đợi người, tư bản nước ngoài chỉ có thể gọi cô ấy quay lại, giá cả có thể thương lượng được, nhưng 400 tỷ thực sự quá thấp, chúng tôi có thể nhượng bộ tới mức 1.600 tỷ, đây là giới hạn cuối cùng. Giới hạn, các ông còn có giới hạn à, giản tư tư khinh thường tất cả mọi người đều biết chuyện Ninh Hạo Bân và cổ ngôn tài bị đánh lén ở nước ngoài, với tư cách là người của công ty, tất nhiên Giản Tư Tư cũng cực kỳ tức giận vì chuyện này. Nếu không phải vì cô là phụ nữ, lại không biết đánh đấm, có lẽ cô đã sách súng ống đạn dược ra nước ngoài báo thù rồi. Không phải ai cũng bình tĩnh được như Hoắc Khải để dùng cách thức phù hợp nhất trừng phạt kẻ địch. Giản Tư Tư suy nghĩ rất đơn giản, nếu không thể dùng bạo lực để báo thù, vậy thì phải khiến tư bản nước ngoài đổ máu thật nhiều trên thương trường. Chí ít thì phải đổ máu nhiều hơn những người bị thương. Báo giá của đôi bên không ngừng co kéo qua lại, báo giá của tư bản nước ngoài cứ giảm hết lần này đến lần khác, nhưng giảm tư tư rất ít khi tăng giá lên. Vẫn là câu nói đó, chúng tôi đợi được, chỉ sợ các ông không có nhiều thời gian nữa. Song phương tác chiến không phải sở trường của các ông, và lại tôi nghe nói hình như liên minh tư bản của các ông đang đi đến hồi sụp đổ, giản tư tư quang ra một quả lựu đạn cực lớn. Tuy rằng người của tư bản nước ngoài đã biết đến quả lựu đạn này từ lâu rồi, nhưng khi nghe về nó từ miệng người khác vẫn thấy dao động vô cùng. Giản tư tư không hề nói dối, qua một thời gian đấu đá, thất bại của tư bản nước ngoài khiến liên minh vốn chẳng kiên cố này dần dần tan đàn xẻ nghé. Tôi thừa nhận cô nói không sai, nhưng mong các cô cũng hiểu cho rõ, Bán cổ phần đi không có nghĩa rằng chúng tôi cảm thấy số cổ phần này không giá trị. Gia tộc của chúng tôi có truyền thống và lịch sử phát triển tốt đẹp và lâu đời, chúng tôi phải đảm bảo sự tồn tại của gia tộc, thế nên mới rút bớt nguồn vốn để ổn định cục diện hiện tại. Nhưng nếu giá mà các cô đưa ra quá thấp, chúng tôi cũng có thể chọn cách không bán, cứ giữ số cổ phần này là được. Dù sao chúng tôi cũng mua cổ phần từ những công ty tốt nhất trong hệ thống hy vọng mới. Chúng tôi có lý do để tin rằng trong tương lai không xa, Giá trị của số cổ phần này sẽ không ngừng tăng cao, đủ để bù đắp tổn thất của chúng tôi. Người phụ trách đàm phán của tư bản nước ngoài có kỹ năng nói chuyện rất điêu luyện. Họ biết ưu thế của hy vọng mới là gì, cũng biết hy vọng mới kiêng rẻ điều gì. Nếu đối lại là một thanh niên thiếu kinh nghiệm khác, có lẽ sẽ thấy luống cuống, bởi vì lời nói của đối phương đã đâm chúng vào điểm yếu của hy vọng mới. Không sai, những cổ phần này thuộc về số công ty ưu tú nhất đồng thời có tiềm lực nhất trong hệ thống hy vọng mới. Về điều này, tư bản nước ngoài đã tiến hành điều tra và phân tích tường tận từ lâu rồi. Nếu họ cứ giữ nguyên số cổ phần này, án binh bất động, chắc chắn sẽ thu lợi rất nhiều trong tương lai, mà hy vọng mới chỉ có thể trơ mắt nhìn phần lớn lợi nhuận bị đám người này cuốn đi không hề tốn sức. Quan trọng nhất, đây là kẻ địch của hy vọng mới, một lượng lớn cổ phần nằm trong tay kẻ địch, suy cho cùng cũng là một mối họa ngầm ông nói không sai, số cổ phần này chắc chắn có thể giúp các ông kiếm một khoản khá khẩm trong tương lai. Nhưng lý tưởng của hy vọng mới là sao trời biển rộng, không phải vài thứ trước mắt. Nếu các ông không cố gắng, chúng tôi có thể tiện đà, sơi, luôn gia tộc của các ông, đến lúc đó, không ai có thể chống lại hy vọng mới nữa. Cho dù các ông sở hữu số cổ phần này, vẫn chỉ là thuộc hạ của chúng tôi thôi. Xin chớ quên, các ông đang cầm cổ phần của công ty thuộc hệ thống hy vọng mới, chứ không phải bản thân hy vọng mới đây là cách biệt rất lớn đấy. Đối phương cứ nói qua nói lại, không ngừng gây sức ép cho nhau. Họ có cách nghĩ của riêng họ, cũng hiểu được đối phương muốn gì, bây giờ điều họ phải làm là xem xem khả năng chịu đựng của ai mạnh hơn thôi. Khi có một bên không chịu nổi thì cuộc đàm phán này sẽ đến hồi kết thúc. Mà trên thực tế, cuộc đàm phán này chưa cần đến một tuần đã hoàn thành rồi. Bởi vì cổ ngôn tài và Ninh Hạo Bân lên kế hoạch cho một lần tập kích kỳ lạ, rút củi dưới đáy nồi, nhanh chóng nuốt gọn vài công ty nòng cốt của tư bản nước ngoài. Tuy rằng không phải hy vọng mới nuốt được, trong đó còn bao gồm khá nhiều thành viên của đội hình vây quét này, thậm chí sau lưng còn thấp thoáng hình bóng của các nhà tư bản quy mô lớn khác. Nhưng không cần biết thế nào, điều này vẫn khiến áp lực và cảm giác nguy hiểm trong lòng đối phương tăng mạnh. Họ biết rằng nếu cứ như thế này thì đám tư bản kia sẽ chen chân vào. Một khi dẫn dụ đám sói này đến, cho dù bản thân mình từng là vua của muôn loài cũng không thể nào đè xuống được. 1.160 tỷ là cái giá cuối cùng mà tư bản nước ngoài muốn bán cổ phần. Giản tư tư vốn định đề nghị kéo dài đàm phán hết mức có thể, tóm lại tình hình hiện tại của tư bản nước ngoài không ra gì, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho đối phương. Nhưng đề nghị này bị Ninh Thần phủ nhận. Trong suy nghĩ của Ninh Thần, tư bản nước ngoài đã xa cơ lỡ vận, không cần khiếp sợ nữa kể cả cho họ một nghìn tỷ cũng không thay đổi được cục diện sau cùng. Thả những người này trở về, từ góc độ của đối phương, có lẽ không khác gì thả hổ về rừng. Nhưng nếu đứng từ góc độ lý trí, hà tất phải đuổi cùng giết tận. Từ bản nước ngoài đã vận hành cả trăm năm, họ không phải kẻ hiền lành, càng không dễ bị hạ gục như vậy. Nếu thực sự dồn đối phương vào đường cùng, khiến họ báo thù mình bất chấp mọi giá, cho dù là hy vọng mới, cũng phải chịu thiệt thòi. Chương 690: Giáo huấn. Chuyện cổ ngôn tài và Ninh Hạo Bân bị đánh lén chưa qua được bao lâu, điều này vẫn luôn khiến Ninh Thần lo lắng. Quan trọng nhất là cô cảm thấy hy vọng mới đã chứng minh được thực lực của bản thân trong trận chiến này, đồng thời cũng thu hoạch được khá nhiều lợi ích. Đã được lợi rồi thì đừng tỏ ra ấm ức nữa, thấy được thì nên ngừng. Từ góc độ này, Ninh Thần đã có vài phần phong thái của Hắc Khải rồi, hay nói cách khác, ảnh hưởng của Hắc Khải tới cô quá sâu đậm cách suy nghĩ của cô đã giống hoác khải rất nhiều rồi. Giản tư tư hiểu được điều này, cô thừa nhận cách nghĩ của ninh thần xa hơn và sâu hơn mình nên cũng không nói gì. Dù sao thì cô ấy chỉ là phó tổng giám đốc, mà ninh thần không chỉ là tổng giám đốc cấp trên cao nhất của cô, mà còn là một trong những người nắm giữ thực quyền của công ty này. Khi trang web chính thức của Hy vọng mới tuyên bố thu mua lại cổ phần bị người nước ngoài mua mất với cái giá 1.600 tỷ, cả nước ăn mừng. Trong mắt người thường, đây là trận chiến rực rỡ và vẻ vang của hàng nội địa cũng là ví dụ kinh điển chứng minh rằng doanh nghiệp trong nước không thua kém gì người khác. Hy vọng mới thắng rồi, đồng nghĩa với cả đất nước cũng thắng rồi. Rất nhiều phòng ban gửi lời chúc mừng tới hy vọng mới, còn những doanh nghiệp kia thì nhào tới như ông vỡ tổ, vừa gửi lời chúc mừng, vừa tặng quà cáp. Vì thế, Ninh Thần đành phải tổ chức một bữa tiệc đặc biệt, một mặt để chúc mừng thắng lợi này, mặt khác cũng giúp những thương nhân kia quay quần lại một chỗ, tiện bề cảm tạ. Các buổi gặp mặt trên thường trường vẫn luôn là nơi để mở rộng vòng giao thiệp. Tuy rằng danh tiếng của hy vọng mới không cần phải chủ động để mở rộng quan hệ nữa, thiếu gì người chủ động tới tìm. Đến cả nhân vật khổng lồ như quốc tế đường thị cũng phải xếp hàng sau trong thời đại này. Nhiều công ty với khối tài sản hàng ngàn tỷ thậm chí nhiều hơn đều rất mong được hợp tác cùng hy vọng mới. Trong buổi tiệc này, hiệu ứng danh tiếng của hy vọng mới được thể hiện cực kỳ rõ nét. Tất cả thương nhân đều tỏ ra cung kính và nhiệt tình với người của Hy vọng mới, cho dù anh chỉ là một nhân viên bình thường, cũng không ai dám vênh váo trước mặt anh. Những ông chủ lớn với khối tài sản hàng chục tỷ thậm chí hàng trăm tỷ đối xử khách sáo với nhân viên của mình như thế khiến sự kiêu ngạo trong lòng nhân viên của Hy vọng mới như sắp tràn ra ngoài. Cho dù biểu hiện của họ rất kiêu ngạo cũng không một ai dám nói gì, ngược lại còn hết lòng tung hô. Giản Tư Tư nhìn rõ tình huống như thế, nhưng không nói nhiều chỉ khi sự việc đã qua, cô mới mở một cuộc họp cho các chủ quản, long trọng nhắc nhở tất cả mọi người. Tôi biết mọi người đã đạt được thành tích rất tốt, thậm chí có thể nói rằng chạm tới kỳ tích hiếm có trên thế giới. Mọi người cảm thấy tự hào hoặc tự mãn về điều này, điều này có thể hiểu được. Đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy hết sức tự hào khi nhắc tới hy vọng mới. Mỗi người nhìn vào công ty của chúng ta hoặc biết chúng ta làm việc ở công ty này đều cảm thấy rất ngưỡng mộ gia nhập vào hy vọng mới có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất suốt cuộc đời chúng ta. Những chủ quản kia lục tục bật cười, phụ họa với câu nói của Giản Tư Tư. Đây là sự việc mà mọi người đều nghĩ đến, không có gì để nói nhiều. Giản Tư Tư vừa dứt lời, lập tức nghiêm túc nói, "Nhưng bây giờ điều tôi cần nói với mọi người là, kiêu ngạo cũng được thôi, tự mãn cũng được thôi, nhưng đừng biểu hiện ra ngoài. Mọi người phải giấu hết ngạo mạn vào lòng, biến nó thành tự tin rồi chuyển hóa thành động lực." chứ không phải ngày nào cũng vênh mặt song song với trời như thể dẫm đạp tất cả mọi người dưới chân không được phép làm như vậy bởi vì từng động thái cử chỉ hành vi ngôn từ của mọi người đều đại diện cho công ty này mọi người có biểu hiện không tốt người khác sẽ nghĩ rằng hy vọng mới không ra gì có lẽ trong số những người ngồi đây sẽ thấy không phục cảm thấy chúng ta nên kiêu ngạo nhưng tôi là phó tổng giám đốc của công ty tôi phải nghĩ cho lợi ích của công ty thế nên từ hôm nay trở đi tôi sẽ thành lập một nhóm đánh giá tác phong tiến hành đánh giá hình tượng của công ty với bên ngoài kết quả của đánh giá sẽ gộp thành tích của tất cả mọi người với nhau nhân viên cấp dưới phạm lỗi bản thân họ bị trừ tiền nhưng chủ quản còn bị trừ nhiều hơn quản lý người của mình cho tốt đồng thời quản lý chính mình nhớ lấy niềm tự hào của chúng ta không phải vì chúng ta tháo vát đến đâu mà vì công ty của chúng ta xuất sắc đã hiểu chưa Uy danh mà Giản Tư Tư gây dựng được ở công ty trong mấy năm qua chỉ đứng sau Ninh Thần. Mà xét trên tình hình thực tế, uy danh của Ninh Thần phần nhiều đến từ việc cô ấy là người điều khiển công ty này. Còn Giản Tư Tư là người chấp hành, chuyện lớn việc nhỏ đều có mặt cô ấy, tất cả mọi người tận mắt chứng kiến năng lực của cô ấy. Vì thế, thấy Giản Tư Tư nghiêm nghị như vậy, nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của cô ấy, đám đông hiểu rằng cô ấy thực sự tức giận rồi mấy nhân vật tầm cỡ chủ quản nhanh chóng chủ động kiểm điểm, ngỏ ý sau buổi họp sẽ lập tức truyền đạt nội dung này xuống cấp dưới, sau này tuyệt đối không được phạm phải lỗi lầm tương tự. Sự thành lập của nhóm đánh giá tác phong có thể ngăn chặn một số mối họa ngầm kéo tới trong quá trình phát triển thần tốc của hy vọng mới. Yêu cầu nhân viên phải khiêm tốn, không được nghĩ rằng trời to nhất họ to nhì, đây là suy nghĩ của giản tư tư. Sau khi biết chuyện này, Ninh Thần cũng ủng hộ giản tư tư, ngỏ ý rằng đây là một trong những sự việc quan trọng nhất của công ty trong năm nay. Cô cũng không trách giản tư tư tự mình quyết định, bởi vì đây là cách làm đúng đắn, giản tư tư có thể phát hiện ra chi tiết mà cô không chú ý tới một cách kịp thời, đáng được ngợi khen. Bao gồm cả họp khải, anh cũng gọi điện thoại từ nước ngoài về, bởi vì sự kiện thành lập nhóm đánh giá tác phong đã lên trang đầu các phương tiện truyền thông. Đa phần các trang truyền thông đều nói rằng hy vọng mới là một công ty xuất sắc dù giành được chiến thắng trong quá trình đấu đá với tư bản nước ngoài nhưng không hề kiêu ngạo có thể phanh xe kịp thời thật khiến người ta thấy bất ngờ hoác khải bày tỏ sự khẳng định và ngợi khen công lao của giản tư tư lời khen của anh đương nhiên khiến giản tư tư rất vui người khác nói thế nào cô cũng không để tâm chỉ có lời nói của hoác khải đến cả dấu câu cũng có thể dẫn dắt tâm trạng của cô sau đó tư bản nước ngoài ký kết thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần chính thức hai bên tiền trao cháo múc nằm ngoài dự đoán vì lần thu mua cổ phần này do một mình hy vọng mới tiến hành không còn công ty nào khác tiến hành giao nhận điều này khiến một số công ty trong hệ thống cảm thấy bất mãn cảm thấy hy vọng mới đang ăn mảnh nhưng trước khi tiến hành thu mua hy vọng mới đã hứa trước với các công ty bán cổ phần lần này do một mình hy vọng mới thu mua họ có thể coi như một trong số những công ty hợp tác chiến lược của hy vọng mới đây là mua chung chứ không phải thu mua hy vọng mới chỉ sở hữu những cổ phần không thể ảnh hưởng tới quyền kiểm soát thực tế công ty vẫn là của các anh đồng thời các anh có thể vận hành độc lập có giá trị thương hiệu độc lập đa phần các công ty đều đồng ý bởi vì từ lần thắng lợi này của hy vọng mới có thể đoán định rằng trong thế giới tương lai hy vọng mới sẽ trở thành công ty đứng đầu không có ai sánh bằng có thể dùng một phần cổ phần để đổi lấy quan hệ hợp tác chiến lược không hề thua thiệt còn về thỏa thuận hợp tác nguyên bản nói rằng lần thu mua này có thể do cả hệ thống hy vọng mới tham gia vào họ sẽ coi như không nhìn thấy dù sao thì thỏa thuận cũng do mình ký mà mình bảo nó vô hiệu thì nó vô hiệu không ai có quyền nói ra nói vào về phía những công ty bất mãn khác họ cảm thấy họ và hy vọng mới trộn lẫn vào nhau trái với nội dung thỏa thuận nhưng ai thèm để ý chứ tiếng nói của họ không đủ to cũng không đủ tầm đây là một cuộc làm ăn nếu đã là làm ăn thì đương nhiên phải chọn cách làm có lợi nhất cho bản thân đến cả hy vọng mới cũng vậy một mình họ thu mua cổ phần của những công ty này có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất lợi nhuận của hy vọng mới trong tương lai sẽ nhiều đến mức không thể đong đếm nổi chia cho người khác nhiều hơn một phần thì mình sẽ thất thoát đi một phần nếu đã như thế chi bằng cứ giữ cổ tức trong tay mình mà mấy chục công ty kia vốn đã là một phần quan trọng tạo nên hệ thống không có bất ngờ gì lớn về cơ bản sẽ không xảy ra khả năng họ ra khỏi cuộc chơi. đương nhiên, trong tay nắm giữ một phần cổ phần của đối phương cũng có thể uy hiếp họ trên một mức độ nhất định. Nếu các anh muốn làm gì bất lợi cho hy vọng mới hoặc tạo ra chính sách sai lầm nào đó, hy vọng mới có thể dùng chỗ cổ phần này này là cơ sở để thu mua nhiều cổ phần hơn, biến họ thành của mình. đây chính là thanh kiếm Damocles mãi mãi lơ lửng trên đỉnh đầu, biến thành lời gian dậy mà những người này không thể nào quên được bao gồm cả người trước nay không thích hưởng lợi từ người khác như Ninh Thần cũng không lên tiếng phản đối, cô biết rất rõ ý nghĩa của sự việc này. Sau này, hy vọng mới không thể bị công phá từ bên ngoài, nội bộ cũng kiên cố như vàng, thực sự không còn nhược điểm nào nữa. Chương 691, Hậu cần. Ninh Thần tuy là người lòng dạ hiền lành nhưng cũng sẽ không tỏ ra nhún nhường trước những việc lớn, doanh nhân có thể không nhất thiết phải cứng rắn với tất cả mọi việc, nhưng những việc gì thực sự tốt cho công ty thì nhất định phải làm được. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện thuận mua vừa bán, người ta sẵn sàng bán thì hy vọng mới có quyền mua, những người khác chẳng có quyền gì để nói xen vào. 1.160 tỷ, đây quả là một con số rất lớn, nhiều người nghĩ rằng hy vọng mới sẽ không thể chi ra một lúc quá nhiều tiền như vậy và rất có thể phải trả góp vốn ở nước ngoài. Ngân hàng đã lên kế hoạch để sẵn sàng tận dụng vấn đề này. Thậm chí nhiều công ty trong hệ thống cũng đang nghĩ đến điều đó có khi họ còn có thể tận dụng vấn đề này để tạo ra sự khác biệt. Ai biết được Hy vọng Mới thực sự đã có thể nhanh chóng lấy ra một số tiền mặt lớn như vậy, ký hợp đồng ngay trong ngày và cũng thanh toán luôn ngay trong ngày. Tiền được chuyển thẳng từ tài khoản từ nước ngoài. Dù không biết Hy vọng Mới lấy từ đâu ra nhiều tiền như vậy, nhưng bọn họ đều có thể đoán được, số tiền này nhất định được cung cấp bởi đội làm việc trên thị trường thứ cấp của Hy vọng Mới. Thị trường đó ác liệt như vậy, mà họ vẫn có thể rút ra số tiền hơn một ngàn tỷ bất cứ lúc nào. Điều này khiến nhiều người càng thêm trầm mặc, thấy sức mạnh của hy vọng mới thật đáng kinh ngạc. Họ nhận ra rằng công ty này đã thực sự trở thành một công ty khổng lồ. Cần phải biết, mặc dù có thể vẫn có một vài công ty trên khắp thế giới có tài sản tương đương với hy vọng mới, nhưng có rất ít công ty có thể rút ra nhiều tiền mặt đến thế cùng một lúc mà không hề khiến việc làm ăn bị ảnh hưởng. Bởi vì đây không phải là một ngàn, cũng không phải 100 triệu, mà là hơn 1.000 tỷ. Sau khi có được quyền cổ phần trong tay, Ninh Thần đã lãnh đạo mọi người sắp xếp lại tài sản trong nước, khắc phục tất cả các vấn đề đã được phát hiện thông qua các cuộc đấu tranh thương mại bấy lâu nay. Họ không háo hức mở rộng quy mô hay chiếm lĩnh thị trường, mà trước hết là muốn tạo nên một nền móng vững chắc hơn. Điều này cũng làm cho người khác biết rõ, sau này hy vọng mới sẽ không thể nào thua được nữa. Sau khi chiến thắng, Họ còn có thể có tinh thần sắp xếp lại mọi việc càng sớm càng tốt, từ đánh giá rủi ro đến việc khắc phục vấn đề hiện tại, thế thì còn thứ gì có thể đánh bại họ được đây? Sau khi tư bản nước ngoài nhận tiền và trả lại cổ phần, hy vọng mới cũng rất hợp tác mà rút khỏi chiến dịch bao vây đàn áp. Tuy nhiên, việc rút lui của hy vọng mới cũng không có nghĩa là tư bản nước ngoài sẽ được ổn định trở lại. Bây giờ tư bản nước ngoài đã trở thành một miếng thịt béo bở vô cùng dễ ăn, không biết có bao nhiêu công ty muốn chia năm xẻ bảy kể cả sau khi tư bản nước ngoài chuyển hết tiền về, trong tay họ vẫn còn khoảng mấy chục ngàn tỷ tiền mặt, nhưng cũng không ngăn được lòng tham của những người này. Họ có rất nhiều tiền mặt, nhưng cốt lõi của công ty đang bị lung lay và nền tảng đã rất suy yếu. Về điểm này thì nó hoàn toàn ngược lại với hy vọng mới. Nền tảng không vững chắc thì cho dù có nắm nhiều tiền mặt trong tay cũng vô nghĩa. Lần này hy vọng mới chủ động rút khỏi cuộc chiến, khiến cho Ninh Hạo Bân có chút không hiểu nổi tại sao chúng ta không thừa thắng sông lên, ngay cả khi đạt được thỏa thuận với đối phương, thì trước giờ chúng ta vẫn luôn điều hành trụ sở trong nước và nước ngoài một cách tương đối độc lập, nên cho dù chúng ta tiếp tục chiến đấu với họ thì cũng không ai có thể nói chúng ta cái gì. Hoác Khải đã kiểm tra nhiều phòng thí nghiệm khác nhau trong những ngày gần đây, bây giờ đang đứng cùng với Ninh Hạo Bân, Cổ Ngôn Tài và những người khác. Nghe thấy sự thắc mắc của Ninh Hạo Bân, Hoác Khải khẽ mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Cổ ngôn tài nói, chúng ta rút lui không phải là vì sợ người khác nói cái gì, nhưng trong cuộc đấu tranh này, nhìn thì thấy có vẻ như tư bản nước ngoài chỉ mất đi một phần lợi nhuận của cổ phần trong nước, nhưng thực tế thiệt hại của họ còn lớn hơn nhiều so với bề nổi này. Khi ước tính một cách thận trọng thì thấy rằng thiệt hại của tư bản nước ngoài tối thiểu phải đến 5.000 tỷ. Nếu tính đến tác động lâu dài thì thậm chí còn nhiều hơn thế. Mà chúng ta thì đã gặt hái được những lợi ích to lớn, về tiền mặt thì chúng ta đã thu được mấy ngàn tỷ và đã có thể mua lại cổ phần của hàng chục công ty chủ chốt ngoài ra thông qua cuộc chiến này hy vọng mới cũng đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều so với trước đây bây giờ chúng ta chỉ cần củng cố lợi nhuận của chính mình đó là sự lựa chọn tốt nhất điều quan trọng nhất là nếu chúng ta nhất quyết thâu tóm tư bản nước ngoài thì rất có thể sẽ khiến cho nhiều người khác hoảng sợ nhiều người hy vọng rằng tư bản nước ngoài sẽ bị nuốt chừng nhưng họ nhất định không muốn bị chúng ta nuốt chừng đây chính là hai chuyện khác nhau. Họ chỉ mong nắm trong tay nguồn lợi này, nhưng nếu chúng ta thực sự phát triển đến quy mô ngoài sức tưởng tượng một cách nhanh chóng thì có thể sẽ gây ra phản ứng dữ dội và khiến cho thêm nhiều người quay lưng, bùa vây chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải củng cố nền tảng, ngồi trên đỉnh núi xem hổ giữ đánh nhau, sau đó chờ thời cơ tốt hơn rồi mới ra tay, hiểu chưa? Lời giải thích của cổ ngôn tài rất chi tiết, Ninh Hạo Bân cũng không phải là một kẻ ngốc mà là một người đàn ông rất thông minh. Anh ta khẽ gật đầu nói, "Tôi hiểu được rồi, phán đoán của anh căn cứ vào ngoại cảnh và tình hình chung, quả thực rất có lý. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bỏ qua nhiều quyền lợi như thế này thì thật đáng tiếc." Suy nghĩ của Ninh Hạo Bân thực ra rất dễ hiểu. Tư bản nước ngoài đã bị thương rất nặng, chỉ cần hy vọng mới muốn thì hoàn toàn có thể biến tư bản nước ngoài thành bữa ăn tối của mình. Bây giờ lại chủ động rút lui, buông tha để đối thủ đạt được lợi ích, không tiếc mới là lạ. Hoắc Khải cười nói, điều cậu nói không sai, quả thật đáng tiếc khi từ bỏ lợi ích đã được dâng đến tận tay. Nhưng xét về lâu dài, chúng ta cũng không mất gì cả. Trong sự tranh lệch giữa đối phương và chính mình, chúng ta có thể giành được thắng lợi cuối cùng và thu được nhiều lợi ích như vậy thì đã là điều đáng để vui mừng rồi. Làm kinh doanh thì phải gan dạ, nhưng gan dạ không đồng nghĩa với tham lam. Cậu nên suy ngẫm thêm về điều đó đi. Từ lâu Ninh Hạo Bân đã bội phục sát đất năng lực của Hoắc Khải, hiện tại anh ta tự coi mình như một học sinh, rất muốn học hỏi thêm kinh nghiệm cao cấp và cao cấp hơn từ hai người này. Ra sức gật đầu, Ninh Hạo Bân trả lời, vâng, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận về những điều được và mất trong giai đoạn này, và tôi hy vọng rằng trong tương lai, tôi có thể nhìn mọi thứ nhiều hơn từ góc độ tổng thể. Chỉ học được cách nhìn tổng thể cũng không có ích gì, Hoắc Khải khẽ lắc đầu nói, có một câu nói rất rõ ràng rằng, nếu không có cái nhìn tổng quan thì sẽ không tìm hiểu được những thứ chi tiết cũng như chưa đi hết thế giới thì không thể cảm nhận được vẻ đẹp của một vùng miền nào đó nhưng vẫn còn đó một cách nói khác đó chính là việc nhỏ trong nhà chưa giải quyết xong thì không thể lo được việc lớn bên ngoài nếu như cậu không thể giải quyết được những thứ trước mắt thì cho dù có tầm nhìn tổng thể cũng chẳng có ích lợi gì quan trọng nhất chính là cậu phải học cách làm chủ sự cân bằng cậu vẫn còn trẻ và còn nhiều thời gian có nhiều thứ vẫn chưa hiểu được có thể từ từ mà trao rồi. Ba tháng sau, cuộc đấu tranh với tư bản nước ngoài cuối cùng cũng đã kết thúc. Kết quả của cuộc chiến là tư bản nước ngoài đã dùng 6.000 tệ, giữ lại thành công một số công ty cốt lõi, nhưng vẫn có một vài công ty cốt lõi đã bị nuốt chừng. Điều này đã gây ra vấn đề trong chuỗi công nghiệp của họ, và họ phải sử dụng nhiều vốn hơn để bù đắp, do đó, tư bản nước ngoài không còn nhiều tiền mặt trong nguồn vốn, điều này khá đáng lo ngại. Trong tương lai, Họ có thể vẫn là những người khổng lồ trên thương trường, nhưng họ đã không còn đủ tư cách để trở thành kẻ thù của Hy vọng mới. Trong trận chiến này, nhìn bề ngoài thì Hy vọng mới chỉ thu được lợi ích trong nước, còn trụ sở ở nước ngoài dường như chẳng thu được lợi ích gì. Nhưng trên thực tế, trụ sở nước ngoài tuy không thu hoạch được tiền mặt hay bất cứ hiện vật gì, nhưng thông qua việc chuyển hóa dần các điểm chiến lược, thì thế trận của Hy vọng mới cũng đã hoàn toàn được bố trí xong xuôi. Trước đây, nếu việc hoạch định các điểm chiến lược chỉ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ như phân phối hậu cần và kho bãi toàn cầu, thì ngày nay, cuộc chiến này đã trực tiếp làm nên danh tiếng của Hy vọng mới ở các điểm chiến lược khác. Các công ty xung quanh đang đổ xô đến hợp tác với Hy vọng mới, đừng nói là Hy vọng mới chỉ cần đối tác tham gia vào lĩnh vực hậu cần, thậm chí Hy vọng mới có muốn xây dựng căn cứ phóng tên lửa thì vẫn có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Chỉ riêng điều này đã tiết kiệm cho Hy vọng mới thời gian phát triển đến mấy năm tiết kiệm luôn cả nguồn vốn đầu tư có thể lên đến vài ngàn tỷ. Miễn là đường đi đã được khai thông, thì hệ thống hậu cần tất nhiên có thể phát triển một cách nhanh chóng. Hơn nữa, theo sự tự chuyển hóa của các điểm chiến lược, những kế hoạch khác cũng có thể được thực hiện, chẳng hạn như mở rộng quy mô tài sản, tăng số lượng dòng sản phẩm. Thời gian là thứ ít có giá trị nhất đối với những người bình thường, nhưng nó là vô giá đối với một công ty đang hướng tới toàn cầu hóa như thế này. Có thể tiết kiệm được mấy năm phát triển, Điều này còn hữu ích hơn nhiều so với việc tiêu diệt hoàn toàn tư bản nước ngoài. Trong khi các thế lực lớn khác đang chiến đấu với nhau, thì hy vọng mới đã âm thầm thiết lập một hệ thống hậu cần tân tiến. Vì không thiếu tiền mặt, nên họ đã trực tiếp mua 100.000 phương tiện giao hàng đường dài, cộng với 100 máy bay vận chuyển đặc biệt, tổng trị giá hơn 1.000 tỷ. Đây chỉ là khoản đầu tư ban đầu, khi hệ thống hậu cần thích ứng với quy mô phân phối toàn cầu, thì các phương tiện vận chuyển khác nhau có thể phải tăng hơn gấp 10 lần chương 692, kế sách toàn cục. Dù sao thì yêu cầu mà Hoác Khải đưa ra là giao hàng toàn cầu trong vòng một giờ cũng không phải là mục tiêu dễ thực hiện. Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ quốc gia hay doanh nghiệp nào làm được điều đó. Nếu không có hy vọng mới thì có lẽ qua 50 năm nữa cũng chưa thể thực hiện được. Mà bây giờ, hy vọng mới đã có thể giao hàng đến gần 30% địa điểm trên toàn cầu trong vòng 3 giờ. Tuy vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành mục tiêu, nhưng phần lớn nguyên nhân là do chế độ thương mại xuất nhập khẩu của các quốc gia khác nhau. Chúng ta đều biết, hàng hóa nhập khẩu luôn phải tiến hành kiểm tra và xét duyệt khi xuất nhập cảnh. Chỉ riêng thủ tục này đã trì hoãn nhiều thời gian hơn so với thời gian giao hàng. Rất nhiều nước nhỏ đã mở rộng cửa với hy vọng mới, chỉ cần anh sẵn sàng chuyển hàng thì họ cũng có thể miễn kiểm tra hải quan. Nhưng còn các nước lớn thì không thể làm như thế, họ vẫn nắm chặt quyền lực trong tay. Có thể nói phòng quan hệ công chúng bây giờ là bộ phận quan trọng nhất. Mỗi ngày, ngoài hai nhân viên trực ban thì những người khác đều chạy đôn đáo bên ngoài, phối hợp với bộ phận thị trường và bộ phận pháp chế để đi đàm phán ở nhiều nơi. Mục tiêu của các cuộc đàm phán chính là miễn kiểm tra hải quan. Ngay cả khi không đạt được kết quả như vậy thì ít nhất cũng nên có một đường chuyên dụng. Theo yêu cầu mà Hoác Khải đề ra thì thủ tục thẩm duyệt xuất nhập khẩu tuyệt đối không thể vượt quá 10 phút nếu không sẽ làm tăng độ chế dịch vụ chuyển phát đương nhiên điều này có thể giải quyết bằng các phương pháp khác ví dụ như đặt kho dự trữ trong hệ thống hậu cần tại địa phương như vậy sẽ không phải làm thủ tục khai báo liên tục nhưng hoác khải là người theo chủ nghĩa hoàn hảo anh hy vọng mục tiêu của mình có thể thực hiện mọi lúc mà không phải chỉ giới hạn ở trước mắt nếu bắt buộc phải dựa vào kho lưu trữ mới có thể thực hiện được mục tiêu này thì anh phải bỏ ra bao nhiêu tiền nữa nếu đã như vậy thì không bằng cố gắng đàm phán, đồng thời tiến hành xây dựng kho hàng. Bất kể là đạt được điều kiện nào thì đều có thể thúc đẩy việc đạt được mục tiêu cuối cùng nhanh hơn. Tóm lại, Hoác Khải luôn thích làm theo hai kế hoạch, chứ không chỉ đặt toàn bộ hy vọng vào một con đường. Nhưng với tốc độ chuyển phát hiện nay đã đủ để khiến người khác phải kinh ngạc. Trước đây, trên cơ bản tất cả nghiệp vụ chuyển phát xuất nhập khẩu nước ngoài, nhanh nhất cũng phải mất một tuần, lâu thì thậm chí là một, hai tháng. Nhưng bây giờ, 30% điểm đến trên toàn cầu đã có thể nhận được hàng trong 3 tiếng đồng hồ thì quả thật đó là một tốc độ kinh người. Những công ty chuyển phát nhanh và hậu cần truyền thống hàng đầu cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng họ có nghĩ nát óc cũng không biết nên xử lý thế nào. Hy vọng mới có thể làm được như vậy là dựa vào dòng tiền không thể tưởng tượng nổi được ồ ạt đưa vào đầu tư. Họ đã mở ra mấy chục điểm chiến lược quan trọng trên toàn cầu, lấy điểm chiến lược làm trung tâm, phân bố các kho lưu trữ xung quanh. Về cơ bản, khoảng cách xa nhất giữa các kho lưu trữ liền kề không vượt quá 500 km. Con số này được xác định dựa theo tốc độ giao hàng của xe tải. Mà chỉ riêng về phương tiện vận tải, hy vọng mới đã đầu tư hơn 1.000 tỷ, làm gì có công ty Logistics nào trên thế giới có thể sánh được với khoản đầu tư này. Không có bất cứ công ty nào có thể làm được. Muốn đối phó với cuộc tấn công không tiếng súng của hy vọng mới, thì cách thức duy nhất của hệ thống hậu cần chính là liên kết lại, thành lập một liên minh hậu cần. Chỉ khi tất cả những công ty hậu cần lớn nhỏ đoàn kết lại, tập trung tất cả mọi nguồn lực mới có thể xứng đáng trở thành đối thủ của Hy vọng mới. Chuyện này là một đòn đau đánh vào hệ thống hậu cần, khiến họ phải nhanh chóng bước vào con đường vận hành toàn cầu hóa. Theo suy nghĩ của Hoắc Khải, đáng nhẽ phải dừng việc mở rộng vào lúc này, cho những công ty hậu cần kia một miếng cơm. Nhưng anh lại không làm như vậy chỉ lặng lẽ hoàn thiện hệ thống hậu cần. Điều này khiến nhiều người tự hỏi, anh khuếch trương thanh thế trong ngành hậu cần, phân phối không phải là để nuốt chửng những công ty khác ư. Sao bây giờ lại chẳng có hành động gì? Hoác Khải không giải thích với bất kỳ ai, ngoài vài nhân vật quan trọng trong nội bộ, thì những người khác đều không biết. Thời gian không ngừng trôi qua, hai năm sau, cuối cùng, hy vọng mới cũng đưa ra tối hậu thư cho những công ty hậu cần kia. Trong vòng ba tháng, hai bên sẽ tiến hành đàm phán thương mại, liên minh hậu cần bắt buộc phải giao ra 30% cổ phần. Mà để trả giá, hy vọng mới sẽ cho hệ thống hậu cần và phân phối của chi nhánh sát nhập vào liên minh. Nói một cách đơn giản, hy vọng mới sẽ nắm 30% cổ phần độc lập của liên minh hậu cần, mà sau khi chi nhánh hậu cần của hy vọng mới sát nhập vào thì cũng pha loãng cổ phần của liên minh hậu cần. Nhìn thì có vẻ là thời gian thành lập của hai bên chênh lệch mấy chục lần, nhưng xét về quy mô, hậu cần của hy vọng mới không kém hơn so với liên minh hậu cần là bao. Nếu hai bên sát nhập thì ít nhất cũng có thể nắm giữ 40% cổ phần. Nói cách khác, hy vọng mới có thể nắm giữ 70% cổ phần của hầu hết các công ty hậu cần toàn cầu liên hợp lại, trở thành bá chủ trong ngành hậu cần. Đương nhiên, liên minh hậu cần không chấp nhận điều này. Mục đích cho động thái kết đồng minh của họ là để đối phó với sự mở rộng của hy vọng mới. Nhưng bây giờ hy vọng mới đã muốn làm ông chủ của họ thì sao có thể được? Cho nên, Liên Minh Hậu cần lập tức lên án, cho rằng hành động này của hy vọng mới là tự cao tự đại với lòng tham không đáy. Họ từ chối tiếp nhận yêu cầu như vậy. Nhưng lời từ chối của họ cũng không ảnh hưởng đến một cái lông tơ của hy vọng mới. Sau 2 năm vận hành, quy mô hậu cần của hy vọng mới so với khi vừa chiến đấu xong với tư bản nước ngoài đã mở rộng gấp mấy lần trước mắt đã đạt tới thành tích giao hàng trong 1 giờ tới 10% khu vực trên toàn thế giới, giao hàng trong 30 phút tới 20% khu vực, còn lại 10% thì khống chế trong 3 giờ đồng hồ. Khi mọi người chuyển phát thì luôn ưu tiên chọn công ty có thời gian giao hàng ngắn nhất, chất lượng phục vụ tốt nhất. Mà hy vọng mới chính là lựa chọn tốt nhất đó. Mặt khác, Liên Minh Hậu cần tuy là một tập thể ngành, nhưng trong quá trình vận chuyển của các nơi thì vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề nhìn nhận lại. Đơn giản nhất là những công ty không được địa phương chấp nhận, anh muốn đẩy nhanh tiến độ xuất nhập khẩu thì xin lỗi, mọi người đều bình đẳng. Nhưng với danh tiếng lẫy lừng của hy vọng mới, cùng với lợi ích cộng sinh gần như không có đối thủ đã khiến rất nhiều địa phương chấp thuận chuyện này. Miễn kiểm tra hải quan xuất nhập khẩu là lựa chọn ưu tiên của những quốc gia nhỏ, các con đường chuyên dụng cũng trở thành tiêu chuẩn. Làm gì có công ty nào có thể sánh với tốc độ của một công ty hậu cần như thế? quy mô tài sản của Liên Minh Hậu cần tuy lớn, nhưng tốc độ giao hàng lại cách xa ngàn dặm, mà sự chênh lệch của hai bên vẫn đang không ngừng kéo dài. Họ không đồng ý thì Hy vọng mới thông báo tiếp tục mở rộng. Anh không bán cổ phần thì tôi sẽ chèn ép anh không kinh doanh nổi. Hoặc là chấp thuận, hoặc là chết. Liên Minh Hậu cần ngoài mặt thì từ chối, nhưng nghe nói, rất nhiều thành viên quan trọng trong nội bộ đang cân nhắc thận trọng về chuyện này. Bố cục toàn cầu hóa của Hy vọng mới đã hoàn toàn mở ra xem ra không phải là làm màu mà thật sự muốn đối đầu với liên minh, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng cổ phần trong tay trước mắt bị mất 70%, thực sự khiến họ khó có thể vượt qua chướng ngại tâm lý này. Đương nhiên, đàm phán thương mại không phải chuyện làm xong một sớm, một chiều. Theo thay đổi của tình hình thì cách nghĩ cũng sẽ có thay đổi lớn. Hoác Khải không quan tâm nhiều đến chuyện này, kết quả cuối cùng đã định, không ai có thể thay đổi. Bây giờ, tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào phòng thí nghiệm. Trong hai năm nay, hy vọng mới đã tạo ra không ít thành quả và cũng đưa vào thực tế sản xuất. Trải qua hai năm không ngừng cải tiến, quy tắc trong thế giới ảo đã gần như tương đồng với thế giới thực. Rất nhiều thí nghiệm trong đó đã được chứng minh có thể ứng dụng trong thế giới ảo. Đặc biệt là cải tiến các máy móc thiết bị dân dụng, qua thí nghiệm ảo, không những nâng cao năng suất lên nhiều lần mà còn giúp giảm giá thành. Phải biết rằng, ngay cả khi anh tạo ra một trăm máy gia tốc hạt trong thế giới ảo thì chi phí phải bỏ ra chỉ là một nhóm nhân viên nghiên cứu và tiền điện ít ỏi thì nhiều nhất cũng chỉ có chi phí mua thiết bị giao lưu với thế giới ảo. Khoản tiền này có nhân lên 10.000 lần thì cũng không bằng số tiền thực tế bỏ ra để mua một máy gia tốc hạt. Cho nên, phòng thí nghiệm trên khắp thế giới đã phân một lượng lớn nhân lực để tiến vào thế giới ảo. Chi phí nghiên cứu giảm xuống có sức ảnh hưởng vô cùng lớn và vai trò của thế giới ảo cũng được thể hiện rõ nét. Tất cả mọi người đều không thể tách rời thế giới này, càng tìm hiểu sâu thì anh càng không thể tách rời nó. Mà Hy vọng mới nắm giữ máy chủ của thế giới ảo, đã trở thành công ty duy nhất không thể thiếu được trên thế giới này. Chính nhờ điều này mà Hy vọng mới mới có thể làm tốt ngành hậu cần đến vậy. Nếu không, chỉ cần anh tắt quyền truy cập vào máy chủ để nghiên cứu thì không ai có cách nào khác ngoài việc trơ mắt nhìn người khác nghiên cứu với chi phí vô cùng ít ỏi, còn mình thì phải tiêu phí số vốn khổng lồ chương 693, Thần Thánh. Trước tình hình đó, ai cũng muốn lôi kéo quan hệ với hy vọng mới. Một số nơi còn đe dọa, ép hy vọng mới phải mở cửa đăng nhập, thậm chí là cho họ một số cổ phần, có quyền giám sát, ra quyết định thì càng không cần nhắc đến. Đối với những trường hợp như vậy, Hoác Khải đã đóng đăng nhập trên máy chủ, dựa vào nền tảng của thương nhân và người dân bền vững để gia tăng áp lực cho đối phương. Cuối cùng, với sự lạc hậu trên phương diện nghiên cứu khoa học, các công ty kia chỉ đành thừa nhận sự thất bại của bản thân. Hy vọng mới là một công ty không chấp nhận bất kỳ sự đe dọa nào từ người khác, với ưu thế về kỹ thuật, họ có cái vốn của mình. Như bây giờ, cho dù là một công ty chi nhánh thì quy mô tài sản ít nhất cũng đạt trên chục tỷ. Những công ty hàng đầu như Giáp Tử và Ất Sửu cũng là những công ty khá quan trọng thì quy mô tài sản đã lên tới mấy trăm tỷ nếu cộng tổng tài sản của trụ sở trong và ngoài nước thì đã vượt quá định giá ban đầu, đạt số chục ngàn tỷ. Đó chỉ là những tài sản thực, phải biết rằng, phần lớn ưu thế của hy vọng mới đã chuyển từ tài sản thực vào ngành công nghiệp ảo. Trước mắt, công nghệ tái sinh vẫn chưa đạt được thành công hoàn hảo, nhưng tỷ lệ thành công của phẫu thuật thay đầu thì lại được nâng lên mấy phần trăm. Việc cấy ghép các cơ quan cũng có sự tiến triển rất lớn, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ hỏng chỗ nào thay chỗ đó, Thay một lượt các bộ phận trên người, cách mục tiêu cuối cùng, bạn trở lại là chính bản thân bạn thì còn xa. Cho nên, công nghệ tái sinh có giá trị thấp hơn thế giới ảo một chút. Dù sao, lợi thế của việc nghiên cứu khoa học trong thế giới ảo đã được chứng minh, trở thành nơi mà những học giả trên toàn thế giới hoạt động sôi nổi nhất. Thậm chí nhiều trường tư ở địa phương, các lớp đào tạo, lò luyện thi đã chuyển phòng học vào thế giới ảo. Ở đây không cần thuê phòng, cũng không cần các thiết bị hỗ trợ khác bạn muốn dạy cái gì thì cứ tưởng tượng trong không chung là được. Đương nhiên, khi muốn tưởng tượng ra ngay những công cụ hỗ trợ để dạy học thì vẫn cần có năng khiếu. Trên phương diện nghiên cứu khoa học cũng tương tự như vậy. Điều này khiến cho ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý đến sự phát triển và khả năng của trí lực. Người càng có năng khiếu thì càng được yêu thích, cho dù bạn không biết làm gì cũng không sao. Tôi nói gì, bạn làm cái đó là được rồi. Kết quả đạt được mới là yếu tố đứng đầu của năng lực sản xuất. Cũng vì thế mà tiềm năng của kế hoạch tạo thần cũng bắt đầu khởi sắc. Trước mắt, đội nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu rất sâu về nhà máy xương mù. Họ khai quật được thêm nhiều mảnh xương ở trong lòng đất, bằng việc cải tiến thiết bị đã nắm bắt được chính xác sự tồn tại của năng lượng. Bây giờ, nhờ có sự hỗ trợ của AI, nhóm nghiên cứu ở nhà máy đã chế tạo ra một thiết bị mới, chuẩn bị dùng để thu nguồn năng lượng này. Hoắc Khải dồn hết sự chú ý về bên này, thông qua camera siêu nét có thể nhìn mọi thứ đang diễn ra bên trong nhà máy. Thiết bị lần này là sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và máy móc. Nó có thể bắt sóng được những năng lượng dị thường. Một người phụ trách ở nhà máy sương mù đứng bên cạnh giới thiệu, nói chúng tôi đã phân tích hàng chục ngàn vật liệu, cuối cùng đã chọn ra ba phương án, tổng hợp lại thành vật chứa. Nếu lần này thành công thì có thể tiến hành thí nghiệm phân tích bước tiếp theo tốc độ của các anh vẫn hơi chậm, hoắc khải ngắt lời của đối phương khiến vẻ mặt tự hào của người phụ trách hiện lên vẻ lung túng. Câu nói này cũng không sai, so với tiến độ của thế giới ảo và công nghệ tái sinh thì hiệu quả của kế hoạch tạo thần quả thật hơi chậm. Tuy rằng nói một cách khách quan, bởi vì trên thế giới chưa có tiền lệ nghiên cứu những năng lực dị thường, nhưng hàng năm đã cấp bao nhiêu vốn cho các anh, đến nỗi còn chẳng dùng hết mà anh vẫn còn lấy lý do khách quan. Không làm được vì năng lực có vấn đề chứ có gì hay mà nói. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ, người phụ trách nói. Không chỉ là đẩy nhanh tiến độ mà phải thay đổi lối mòn nghiên cứu của mình, Hoắc Khải lắc đầu, nói, bây giờ toàn thế giới đều kết nối với thế giới ảo để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí, nhưng tôi nghe nói các anh rất hiếm khi ứng dụng thế giới ảo. Trên phương diện này cần có nhiều liên kết hơn, giống như bây giờ, cho dù là không hấp thu được năng lượng bất thường thì cũng phải tiến hành thí nghiệm phân tích trước. Có lẽ mọi lối suy nghĩ của các anh về thí nghiệm đều sai rồi, nhưng chỉ cần có một lối đi đúng thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đừng nhìn một sự việc mới với con mắt cũ. Trong thế giới này, thời gian còn đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Anh hiểu chưa? Giọng điệu của Hoác Khải rất nghiêm túc. Hai năm rồi kế hoạch tạo thần không có kết quả, thực sự là có chút tụt lùi. Nguyên nhân chính là do những nhà nghiên cứu này vẫn ôm suy nghĩ cũ dích, chia nhỏ mọi kế hoạch thành từng bước. Làm xong bước này mới tiến hành đến bước khác. Nếu bước nào đó không làm tốt thì dừng lại ở bước đó. Theo quan điểm của Hoắc Khải, anh dừng lại thì không sao, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ. Nếu suy nghĩ cũng ngừng lại thì còn nói gì là người dẫn dắt chứ? Đến lúc này, có giọng nói vang lên từ chiếc loa trong phòng quan sát, đã chuẩn bị xong, đếm ngược 10 giây sau thì bắt đầu hấp thu. 10, 9, 8, 7, sau khi đếm xong 10 số, trong nhà máy sương mù phát ra một tiếng gầm cực lớn, tiếp sau đó là một loạt rung động. Biên độ của rung động rất nhỏ, nhưng lại rất dữ đội, kèm theo những âm thanh cao tần mà con người không thể nghe thấy được. Để hấp thu năng lượng này, kế hoạch tạo thần đã tạo ra một dụng cụ chuyên dụng có thể dao động hàng chục ngàn lần trong một s. Dụng cụ này có thể phát ra sóng rung và sóng cao tần, từ điểm phát sóng cố định tạo thành một cái lồng. Từ xung quanh nhà máy sương mù nén vào giữa. Sóng dung không thể bị ngăn cản bởi vật thể nào đó, cũng không có vật thể nào ngăn được sóng dung cấp độ này. Cho dù không nhìn thấy tận mắt sự lợi hại của dụng cụ này, nhưng Hoắc Khải có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh lam lóe lên trong nhà máy xương mù qua camera. Đương nhiên, không thể dùng mắt thường để nhìn thấy ánh sáng xanh này mà phải dùng dụng cụ và phần mềm mô phỏng. Đó chính là năng lượng bất thường, hiện tại chúng tôi đã có thể quan sát rõ nét sự tồn tại của năng lượng này, người phụ trách nói đây cũng chính là bước phát triển lớn nhất của họ trong hai năm qua. Hai năm trước ở nhà máy họ chỉ có thể nhìn thấy một đám sương mù chứ không thể nhìn thấy cái gì khác. Hoắc Khải khẽ gật đầu cũng không bày tỏ thái độ gì khác. Theo anh thì nhìn thấy hay không nhìn thấy không quan trọng, quan trọng là kết quả đạt được là gì. Sau hai năm phát triển, thế giới ảo đã hình thành một hệ thống xã hội đơn giản, giống như dự đoán trước đây mọi người bước vào thế giới ảo cũng không hoàn toàn rời rạc và tự do. Dựa vào mối liên hệ với thế giới thực mà hình thành nhiều nhóm lớn nhỏ. Quả thực cũng có lẻ tẻ vài người tự do, không muốn bị ai dẫn dắt, nhưng lại có rất nhiều người thì muốn dựa vào đội nhóm của người khác. Nhóm lớn nhất đến nay đã có mấy trăm ngàn người, nhóm ít nhất cũng là một gia đình ba người. Những đội nhóm đa đạng màu sắc này đã xác định địa bàn riêng của họ trong thế giới ảo, thỉnh thoảng cũng sẽ vì tranh chấp địa bàn mà đánh nhau. Đánh nhau đã trở thành động thái bình thường ở trong thế giới ảo, vì trong này không thể chết người, nếu bạn chết ở trong thế giới ảo thì bạn chỉ cần xóa đi thân phận hiện tại. Trong thiết bị kết nối ảo, thân phận là duy nhất. Do đó, bạn chỉ cần mua lại một thiết bị mới là được. Đương nhiên là khi thay thế thiết bị cũ, bạn có thể được giảm giá 40%. Đối với người bình thường thì một bộ thiết bị kết nối ảo mấy ngàn tệ không tính là quá đắt, cho nên không ai quan tâm đến cái chết trong thế giới này điều này làm cho chiến đấu trở thành một hình thức tồn tại vô cùng bình thường. Điều khiến người khác kinh ngạc là, trong thời gian 2 năm, các lực lượng ở phương Tây đã hình thành một hệ chiến đấu hoàn chỉnh. Sự tồn tại của họ giống như trong thần thoại, xuất hiện rất nhiều vị thần. Chiếc bú, chương 694, thay đổi. Nhưng một con rắn tám đầu cũng không đủ để thay đổi cuộc diện trận chiến, chỉ cần khiến nó vây lấy thế giới thì đã khiến anh ta đủ cực rồi còn với những người trong nước thì phần lớn theo hệ thống tu tiên. Hiện tại mới có người kết đan, có thể tự do bay lượn hoặc dùng kiếm bay. Tuy nhiên, thanh kiếm có chiều dài 1 mét thì hoàn toàn không thể gây vết thương nào đáng kể đối với người khổng lồ. Hoặc chỉ cần giê trên trời cao đánh một cột xét sông thẳng xuống mặt đất thì một đám người sẽ đều bị xóa sổ. Hệ thống tu tiên chó má gì thế, quá yếu. Quả nhiên là một đám rác rưởi. mấy vị thần phương Tây cười rộ lên. Mấy vị tu tiên phương Đông tức đến nổ phổi nhưng không thể làm gì. Chính họ chọn lựa hệ thống tu tiên, bản thân nó chính là một loại hão huyền, sau mấy năm nghiên cứu cũng mới có người kết đan. Còn các cấp độ sau đó như Nguyên Anh, Hóa Thần, thậm chí Độ Kiếp, Thành Tiên thì không biết đến năm kỳ nào mới xuất hiện. Theo tính toán của họ, dù chỉ đến kỳ Độ Kiếp cũng đủ để chiến đấu với các vị thần phương Tây. Nếu ở cấp Thành Tiên thì sẽ càng mạnh hơn nữa. Nhưng vấn đề trước mắt là tất cả hệ thống tu tiên đều dựa vào tính toán của mình bọn họ, tốc độ chậm đến mức bạc cả tóc. Cao thủ vô danh ngồi trên mặt trời, sở hữu sức mạnh bất khả chiến bại, nhưng lại không giúp đỡ cho những người tu tiên. Bởi vì anh ta là vị thần chân chính của thế giới này, không thể thiên vị cho một bên nào. Cho dù cao thủ vô danh đã từng đề nghị Hoắc Khải, để hệ thống hỗ trợ AI giúp đỡ những người tu tiên phương Đông, giúp họ hoàn thiện phương pháp tu tiên nhưng bị Hoắc Khải từ chối trong mắt khoác khải đây đã là một thế giới hoàn chỉnh bất kỳ một thế giới một thế lực nào đó cũng nên có lúc thịnh suy có lúc lên xuống với tư cách là người quản lý mình không nên can thiệp vào nếu không thế giới ảo thật sự chỉ là một trò chơi giải trí mà thôi nếu bây giờ những người tu tiên vẫn đang yếu đuối vậy thì họ nên luyện tập hăng hái và quyết liệt hơn chứ không phải là tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài tuy rằng cao thủ vô danh là người sáng tạo ra thế giới này nhưng anh ta không thể không nghe lời nói của Hoắc Khải, chỉ đành đồng ý. Những người tu tiên cầu xin Đông Hoàng Nhất Thái vô số ngày đêm, đến cuối cùng vẫn không được đáp ứng, không thể chịu nổi, đạp đổ vật tổ, chỉ trời mắng đất, vị thần nguyên cổ khốn khiếp, vô dụng, sau này sẽ không cúng bái ngươi nữa. Đến cuối cùng, đường trọng vi hóa thân nguyên mẫu không đành lòng, lén lút lợi dụng sáng thế kỷ của quốc tế đường thị, giúp nhóm tu tiên tạo ra phương pháp tu tiên ít nhất đạt đến kỳ hóa thần không phải là cô ấy không muốn giúp những người này tới kỳ thành tiên mà là vì AI sáng thế kỷ của quốc tế đường thị chỉ có năng lực tính toán bằng một phần 100 triệu máy chủ. Mặc dù vậy, quốc tế đường thị vẫn coi nó là báu vật quý giá nhất, chỉ những chuyện vô cùng phức tạp mới dùng sáng thế kỷ để tính toán. Bởi vì năng lực tính toán không đủ, sáng thế kỷ chỉ có thể tính toán đến kỳ hóa thần, còn sau đó cần một thời gian dài. Hơn nữa, Đường Quốc Diệu cũng phát hiện ra hành động lén lút này của Đường Trọng Vi nên đã nghiêm khắc trách mắng cô ấy một trận. Hoắc Khải đã nói ba lần bảy lượt rằng, thế giới này tương đối chân thực, không thể chịu tác động quấy nhiễu từ bên ngoài. Cô ấy là bạn của anh, sao lại tiếp tay cho người khác làm bậy chứ? Đường Trọng Vi bị mắng đến nỗi mắt đỏ hoe, cái gì mà làm bậy chứ? Còn không phải là vì thấy người trong nước bị bắt nạt nên muốn giúp đỡ sao, tại sao lại thành làm bậy rồi? Cho dù thế nào thì phương pháp tu tiên kỳ hóa thần vẫn đã được đổ vào thế giới ảo. Nhưng ngay cả khi có phương pháp thì muốn đạt tới cảnh giới tương xứng thì cũng phải mất một thời gian dài. Trước mắt, hệ thống tu tiên phương Đông quả thực quá yếu ớt. Ngày nào cũng nhìn thấy một đám người tu tiên bị nhóm thần thánh phương Tây rượt đuổi chạy vòng quanh thế giới. Không phải họ sợ chết, mà là vì sau khi chết sẽ mất hết tu vi. Anh mua thiết bị để tiến vào thế giới ảo thì phải tu luyện từ đầu. Cho nên, họ đành phải chạy. Điều này khiến nhóm tu tiên tức điên lên, có người đứng ra tức tối chỉ vào nhóm Thần Phương Tây, hét lên: "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ức hiếp người nghèo và trẻ thành niên." Sau đó bị một người khổng lồ băng đạp phát chết luôn. Còn có người hét lên: "Đến ngày hổ trở về núi thì nhất định là đổ máu nửa bầu trời. Đến ngày rồng ngóc đầu dậy nhất định sẽ khiến sông Hoàng Hà chảy ngược." Bên thì đuổi, bên thì chạy với tốc độ kinh người sự hỗn loạn của thế giới ảo chính là giai đoạn đầu trong quá trình hình thành hệ thống xã hội. Khi giao tranh ngày càng nóng lên thì đương nhiên sẽ càng nhiều người lựa chọn giữ mạng. Khi có nhiều người coi thế giới ảo như thế giới thực thì sự thành công của kế hoạch tạo thần trở nên vô cùng quan trọng. Trên màn hình trước mắt, ánh sáng xanh lam không ngừng lóe sáng, như một tia chớp với tốc độ cực nhanh. Những ánh sáng xanh lam này chính là năng lượng dị thường. Sóng rung vô hình buộc nó phải liên tục co lại khi sóng dung hình thành một cái lồng dài rộng mỗi chiều 2 mét, ánh sáng xanh bị nén đến đỉnh. Hoắc Khải nhìn thấy bóng người mờ nhạt trong ánh sáng xanh, người phụ trách nhà máy xương mù đứng bên cạnh giải thích nói, theo nghiên cứu của chúng tôi, đây quả thực là một năng lượng mang hình người, có ý thức riêng. Nhưng tư duy của hắn ta rất đơn giản, giết bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Hơn nữa phạm vi lãnh thổ chính là trong nhà máy, tạm thời vẫn chưa lý giải được tại sao hắn ta lại bị ràng buộc trong nhà máy, không rời đi nhưng nếu thằng cha này thật sự rời khỏi nhà máy thì sẽ gây ra rất nhiều thương vong và hoảng loạn. cho nên chúng tôi đề nghị nên lập một phòng thí nghiệm trong nhà máy. chuyện này các anh tự tính toán, nhưng vẫn phải nói lại một câu, hãy kết nối nhiều hơn với thế giới ảo. đừng nghĩ rằng sức người sẽ thắng được thiên nhiên. Hoắc Khải nhắc nhở nói. người phụ trách gật đầu đồng ý. sóng rung cao tần đã giữ lại năng lượng này, khiến nó không thể thoát ra được. Nhưng năng lượng này gần như không có hành động gì nóng nảy sau khi bị vây lại thì ngừng lại không hành động nữa. Nhóm nghiên cứu liên tục điều chỉnh vị trí chiếc lồng sóng rung để chuyển tới vị trí đã định. Ở đó có hai giải sóng rung cao tần, có thể hình thành cái lồng hai lớp để giữ chặt năng lượng dị thường. Đưa năng lượng đó tới đây thì có thể tiến hành bước điều tra tiếp theo. Thí nghiệm tiếp theo, Hoác Khải không xem nữa bởi vì trong thời gian ngắn cũng không có kết quả gì. Nhưng nếu nhóm nghiên cứu này không lĩnh hội được ý kiến của anh, không kết hợp với thế giới ảo thì có thể anh sẽ đổi người phụ trách. Nếu không thì quá lãng phí thời gian. Sau khi rời khỏi nhà máy sương mù, hoắc khải đến chỗ của Cố Phi Dương. Công ty vũ đạo của Cố Phi Dương bây giờ đã mở rất nhiều điểm chi nhánh, số lượng học sinh đăng ký có mấy trăm ngàn người. Đây là quy mô khiến người khác phải kinh ngạc, chỉ riêng học phí mỗi năm cũng đạt tới hơn một tỷ một công ty vũ đạo đạt được quy mô như thế thì đã gọi là kỳ tích. Hơn nữa cố Phi Dương rất thông minh, cô ta kết hợp công ty vũ đạo với một vài công ty giải trí, để cung cấp người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Những công ty giải trí cũng rất hợp tác với dịch vụ của cô ta, bởi vì những người được đưa tới đều là những cây giống tốt. Trong xã hội ngày nay, lưu lượng truy cập vô cùng quan trọng, sự xuất hiện của một nhân vật tốt có thể thu hút được hàng chục triệu đến hàng trăm triệu lưu lượng. Đó là điều tối quan trọng với bất kỳ công ty nào. Do đó, trong thời gian 2 năm, Cố Phi Dương đã trở thành một thầy đào tạo ngôi sao. Rất nhiều người đến đây không phải để học múa mà mục tiêu chủ yếu là muốn bước vào giới giải trí với quan hệ của cô ta. Ngoài ra, các cuộc liên hoan hàng năm ở các công ty, biểu diễn thương mại cũng đều tới tìm Cố Phi Dương. Chỉ riêng chi phí này đã cao hơn học phí rất nhiều lần. Lợi nhuận dòng của công ty Vũ Đạo đã đạt tới hàng tỷ qua vài năm nữa còn có thể đạt tới hàng chục tỷ cũng là điều dễ dàng. Cũng chính Hoắc Khải kiến nghị cô ta không lên sàn chứng khoán, nếu không, Cố Phi Dương đã sớm trở thành công ty đứng đầu trong những công ty vũ đạo. Thị trường vốn vĩnh viễn không thiếu những trận tranh đấu, Hoắc Khải hiểu rất rõ, một khi pha loãng cổ phiếu thì sẽ mang đến nguy cơ tiềm ẩn nào. Cho nên từ đầu đến cuối, hy vọng mới cũng chỉ để quyền cổ phần bán ra ở mức 10%, phần còn lại đều nằm trong tay anh mà quyền cổ phần 10% này đến nay cũng chỉ còn lại rất ít, cũng chỉ còn mấy ngàn cổ phiếu chưa bán. Giá cổ phiếu của hy vọng mới ở thời điểm hiện tại, trên giấy tờ chính thức thì có giá 100 ngàn một cổ phiếu, nhưng trong giao dịch ngầm đã bị người ta nâng giá tới mấy trăm ngàn một cổ phiếu. Đúng vậy, một công ty không lên sàn, cổ phiếu vốn dĩ chỉ là một tờ giấy vụn, nhưng lại trở thành báu vật giá cao mất trời. Tuy rằng, Điều này là một cảnh tượng kỳ lạ của thị trường nhưng cũng chứng tỏ sức hấp dẫn của hy vọng mới. Không đủ sức hấp dẫn thì ai sẽ mua cổ phiếu theo cách đó chứ? Tuy rằng Cố Phi Dương thường dành rất nhiều thời gian ở công ty, nhưng Nhạc Văn Văn còn ở nhà. Hoắc Khải thường đến nhà nấu cơm cho Nhạc Văn Văn, sau 2 năm, cô bé đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng xinh đẹp. Chương 695, ăn mày. Dù chỉ là học sinh cấp 2, nhưng ở trong trường ngoài đường đường thì cô bé cũng là nữ sinh được yêu thích nhất hai cô bé có thể trạng bẩm sinh rất tốt sau này cố phi dương đã đưa hai cô bé đi học khiêu vũ nên hai cô bé có được vóc dáng rất hoàn hảo ngoại hình xinh đẹp xuất thân cao quý trong trường không ai có thể đánh bại được hai cô bé suốt ngày luôn có một đám con trai vây xung quanh chỉ có điều tính cách của đường đường trưởng thành từ rất sớm đối với những cậu bé xung quanh thì chẳng chút nào quan tâm cô bé luôn xem hoác khải là tiêu chuẩn tất nhiên sẽ chẳng có một ai khác có thể làm vừa lòng cô bé. Tất nhiên, đối với tuổi của cô bé thì còn hơi sớm để nói tới những chuyện này. Hoác Khải biết đường đường không phải là một cô bé dễ dàng bị người khác lừa đi mất, nên anh cũng không nói nhiều với cô bé về những chuyện đó. Ngược lại là nhạc văn văn, mặc dù luôn có mối quan hệ tốt với đường đường và cũng thích người bố mới là Hoác Khải, nhưng càng lớn lên, tâm trí của cô bé lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Đối với một cô bé thiếu tình thương của bố từ khi còn là một đứa trẻ, điều cô bé mong mỏi nhất là được tự nhiên xuất hiện trước mặt mọi người cùng với bố, và có thể tự hào nói với mọi người rằng đây là bố của mình. Nhưng vì thân phận của Hoác Khải, cũng như vì mối quan hệ giữa Hoác Khải và Cố Phi Dương là trái với lẽ thường, cho nên điều mà cô bé mong mỏi sẽ không bao giờ có thể đạt được. Các giáo viên và bạn học trong trường đều nghĩ rằng Đường Đường là công chúa, còn nhạc văn văn chỉ là người đang hưởng một chút ánh sáng của Đường Đường mà thôi. Có lẽ ở những khía cạnh khác thì hai cô bé đều được đối xử giống nhau, nhưng xét về thân phận thì hai cô bé rất khác nhau. Vì vậy, nhạc văn văn cũng bắt đầu hy vọng rằng Hoác Khải có thể xuất hiện với tư cách là bố của cô bé, để chứng minh rằng cô bé cũng chính là một công chúa. Cô bé cũng đã từng nói với cố Phi Dương về vấn đề này, nhưng đã bị cố Phi Dương khiển trách. Theo lời của cố Phi Dương thì mẹ con hai người đã nhận đủ rồi, không thể tham lam thêm được nữa. Bất kể cô bé có muốn gì thì cố phi dương đều có thể cho, nhưng điều này thì không thể được. Mặc dù Hoác Khải không biết chi tiết về những bất đồng giữa hai mẹ con họ, nhưng rõ ràng anh có thể cảm thấy nhạc văn văn mấy ngày nay không mấy vui vẻ khi anh đến. Cho nên anh càng muốn đến nhiều lần hơn để quan tâm đến cô bé. Lần này, khi Hoác Khải vừa đến cửa nhà thì tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đang nắm lấy tay của nhạc văn văn. Hai người dường như đang nói hay đang tranh cãi về chuyện gì đó. Điều khiến Hoắc Khải khó hiểu là thành viên của tiểu đội tinh anh mà anh cử đến để âm thầm bảo vệ Nhạc Văn Văn lại không xuất hiện. Anh cau mày, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ xem tại sao thành viên của tiểu đội tinh anh không xuất hiện. Anh bước nhanh tới, đẩy người đàn ông ra, trầm giọng nói, anh muốn làm gì? Nhạc Văn Văn vội vàng trốn sau lưng anh, trong khi người đàn ông đứng đối diện nhìn Hoắc Khải với ánh mắt oán hận. Tôi muốn làm gì hả? Tôi là bố của con bé, tôi muốn làm gì thì anh quản được sao? người đàn ông này là bố ruột của nhạc văn văn nhạc khánh ninh trong hai năm qua nhạc khánh ninh không cắt đứt với cố phi dương nhưng cố phi dương cũng chưa bao giờ đồng ý tái hợp với anh ta một lần hai lần số lần bị từ chối tăng lên khiến cho tâm trí của nhạc khánh ninh thay đổi anh ta bắt đầu nghĩ rằng cố phi dương vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền nên chắc chắn sẽ được nhiều người đàn ông theo đuổi có lẽ cô ta từ lâu đã trở thành món đồ chơi trên giường của những người đàn ông khác vì vậy nên cô ta mới từ chối. Vì vậy, Nhạc Khánh Ninh đã bí mật điều tra Cố Phi Dương, không lâu sau anh ta phát hiện ra rằng Hoắc Khải thường xuyên đến đây và thỉnh thoảng còn ở lại đây. Nhạc Khánh Ninh đã biết thân phận của Hoắc Khải, anh ta không ngờ vợ cũ lại có thể đi theo một người đàn ông thành đạt như vậy. Điều này khiến Nhạc Khánh Ninh cảm thấy rất chán nản, thậm chí còn cảm thấy tự ti. So với Hoắc Khải, anh ta không có thành tựu gì, cho nên hai năm nay anh ta cũng không dám làm phiền Hoắc Khải nhưng khi công ty của cố phi dương ngày càng lớn mạnh và kiếm được nhiều tiền hơn nhạc khánh ninh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn cô ta khoe vẻ đẹp của mình trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày người phụ nữ xinh đẹp này vốn là người vợ đầu ấp tay gối của anh ta là bữa ăn ngon mà chỉ anh ta mới có thể thưởng thức nhưng bây giờ cô ta đã ngủ bên cạnh người đàn ông khác hơn nữa tiền của cô ta cũng phải có một phần của người chồng này mới đúng nhạc khánh ninh không dám nói cho ai biết về mối quan hệ của mình với cố phi dương anh ta chỉ dám lén lút hành động hôm nay đến đây là vì muốn nhận bố con với nhạc văn văn biết rằng cố phi dương không còn tình cảm với mình nhạc khánh ninh chỉ có thể nghĩ cách giải quyết từ con gái của mình đây cũng coi như là cái phao cứu sinh cuối cùng của anh ta tuy nhiên khi anh ta xuất hiện và nói rằng mình là bố ruột của cô bé nhạc văn văn đã thẳng thừng từ chối thừa nhận điều đó một cách vô cùng khó chịu từ lúc bắt đầu biết nhớ Nhạc Văn Văn chưa từng nhìn thấy bố ruột của mình, trong suốt bao nhiêu năm qua, cô bé luôn nghĩ rằng bố của mình đã chết từ lâu. Hơn nữa mẹ của cô bé, Cố Phi Dương, cũng nói với cô bé như vậy. Sau đó, Hoắc Khải đã đến, dành cho cô bé đầy đủ tình yêu thương và sự ấm áp của người bố, dần dần thay thế vị trí của người bố ruột trong tâm trí của cô bé. Bây giờ đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt nhảy ra, nói rằng mình là bố của cô bé, Nhạc Văn Văn làm sao có thể chấp nhận được? Khi Hoắc Khải đến, cả hai đang tranh cãi về điều đó. Nhạc Khánh Ninh rất tức giận vì con gái không nhận mình, hai người có quan hệ huyết thống, nếu không tin thì có thể đi kiểm tra quan hệ bố con. Nếu Hoắc Khải không xuất hiện kịp thời, Nhạc Khánh Ninh đã định đưa Nhạc Văn Văn đến bệnh viện. Đối mặt với sự nóng nảy của Nhạc Khánh Ninh, Hoắc Khải ôn tồn hỏi, "Anh là Nhạc Khánh Ninh?" Hai năm trước, Cố Phi Dương đã nói về Nhạc Khánh Ninh với Hoắc Khải, Hoắc Khải muốn đích thân nói rõ với Nhạc Khánh Ninh. Nhưng Cố Phi Dương không đồng ý. Bây giờ cuối cùng hai người cũng có thể gặp mặt, Hoắc Khải quay đầu nói với Nhạc Văn Văn, con vào trước đi, ở đây có bố rồi. Nhạc Văn Văn gật đầu, ngoan ngoãn mở cửa bước vào nhà. Ngay khi Nhạc Khánh Ninh định kéo cô bé, anh ta đã bị Hoắc Khải chặn lại. Anh Nhạc, bất kể anh có chuyện gì, đều không liên quan gì đến đứa nhỏ. Có gì thì anh có thể nói với tôi. Nói với anh, tôi với anh có gì để nói với nhau sao? nhạc khánh ninh nghiêm mặt nói anh lý đây là việc nhà của tôi không liên quan đến anh anh đừng có mà tọc mạch đây là việc nhà của anh nhưng cũng là việc nhà của tôi sao lại có thể không liên quan đến tôi hoác khải lắc đầu nói nếu anh không muốn nói tôi sẽ không ép buộc anh anh có thể đi rồi bảo tôi đi hả nhạc khánh ninh rất tức giận đột nhiên lao tới anh ta hét vào mặt hoác khải họ lý kia đừng có ở đây giả làm người tốt nếu anh nghĩ rằng mình có tiền thì có thể làm bất cứ điều gì anh muốn vậy thì đã sao tôi nói rõ với anh cố phi dương là của tôi dù là quá khứ hiện tại hay tương lai thì sẽ vẫn luôn là như thế cô ta là của tôi một ngày thì cô ta sẽ là của tôi suốt đời không ai có thể lấy đi đừng ép tôi phơi bày chuyện xấu xa của các người cho người khác biết khoác khải cau mày nhìn anh ta nói anh nói chuyện phải có chừng mực có trách nhiệm với lời nói của mình nếu như tôi nhớ không lầm anh đã mất tích nhiều năm mà không có lý do, không có tin tức. Trong hồ sơ, hôn ước của anh cũng đã bị hủy bỏ. Trong trường hợp này, Cố Phi Dương có quyền đi tìm hạnh phúc khác. Và, tôi cũng nhớ cô ấy đã nói rằng cô ấy đã đưa cho anh 15 triệu coi như đền bù. 15 triệu, ha ha ha, nói đùa gì vậy, các người dùng số tiền ít ỏi đó để bố thí cho ăn mày à? Nhạc Khánh Ninh chế nhạo, còn nữa, cô ta đang tìm hạnh phúc mới, không sao nhưng anh có phải là hạnh phúc của cô ta không tôi còn cần phải nhắc nhở cho anh nhớ rằng anh đã có vợ nữa à có vẻ như cuộc sống riêng tư của ông lý thực sự rất lộn xộn ngoài cố phi dương thì còn bao nhiêu đàn bà đang cúi đầu dưới chiếc quần âu của anh đúng nhỉ thật tuyệt khi có tiền muốn ôm bao nhiêu con mà chẳng được quả thực cố phi dương đã đúng khi rời bỏ anh bây giờ anh có thể rời đi được rồi nếu không tôi sẽ cho người ném anh ra ngoài Nhạc Khánh Ninh tỏ thái độ không tốt với anh cũng không thành vấn đề, chỉ trích anh cũng không sao, nhưng dám xúc phạm nhân cách của Cố Phi Dương thì không thể tha thứ được. Phải biết là, cho dù Nhạc Khánh Ninh đã mất tích nhiều năm, Cố Phi Dương vẫn luôn tự giác gìn giữ sự trong sạch của mình, ở phương diện này cô ta chưa bao giờ làm sai. Cô ta là một người phụ nữ rất dễ tự ái, ngay cả khi bị hoắc khải cuốn hút, cô ta cũng đã chọn cách rời đi để không mất kiểm soát trái tim của mình. Nếu không phải lần gặp gỡ tình cờ cuối cùng đã xảy ra những khổ nạn sinh tử sau đó, thì có lẽ kiếp này cả hai đã không thể ở bên nhau. Trong mắt của Hoắc Khải, Cố Phi Dương là một người phụ nữ cao quý và trong sáng, anh sẽ không cho phép bất cứ ai xúc phạm Cố Phi Dương vì bất cứ lý do gì. Vốn dĩ muốn nói chuyện phải trái với Nhạc Khánh Ninh, nhưng bây giờ xem ra dù cho anh có nói cái gì cũng vô dụng, nên Hoắc Khải cũng không thèm nói chuyện vớ vẩn với anh ta nữa. Chương 696, Lộ Tẩy Hoác Khải vẫy tay, và một thành viên của tiểu đội tinh anh từ trong góc bước ra. Từ giờ trở đi, anh ta không được phép đến gần cô cố và văn văn trong vòng 20 mét, Hoác Khải ra lệnh. Thành viên tiểu đội tinh anh gật đầu, lúc nãy thành viên này không ngăn cản là bởi vì bọn họ đã điều tra kỹ nhạc Khánh Ninh, biết người đó là bố ruột của nhạc văn văn nên chỉ có thể ẩn nấp quan sát trong bóng tối. Nhưng bây giờ Hoác Khải đã ra lệnh, người của tiểu đội tinh anh đương nhiên sẽ không còn khách sáo với anh ta nữa xin hãy lập tức rời đi thành viên của tiểu đội tinh anh cao lớn lạnh lùng nói nhạc khánh ninh muốn chửi rủa thêm vài câu nhưng sự uy hiếp của thành viên tiểu đội tinh anh trước mặt khiến anh ta sợ hãi không dám nói thêm gì nữa cuối cùng anh ta chỉ có thể quay đầu rời đi mới đi được mấy bước liền quay người nghiến răng nghiến lợi nói với hoác khải các người cứ chờ đó tôi nhất định phải hủy hoại hai người đừng tưởng giàu có và quyền lực thì muốn làm gì cũng được cứ chống mắt lên mà chờ xem Hoắc Khải sẽ không để ý đến một lời đe dọa như vậy, thành viên tiểu đội tinh anh thẳng thừng đẩy Nhạc Khánh Ninh hai lần rồi đuổi anh ta đi. Sau khi đuổi Nhạc Khánh Ninh rời đi, Hoắc Khải quay người bước vào nhà. Trong nhà, Nhạc Văn Văn vẫn đứng đó với cặp sách trên lưng. Khi Hoắc Khải vào nhà, cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đỏ. Hoắc Khải biết cô bé này có tính cách nhạy cảm nên liền nói, "Buổi trưa con muốn ăn gì? Bố làm cho con." Ông ấy, Nhạc Văn Văn do dự nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, ông ấy thật sự là bố ruột của con sao? Hoác Khải im lặng vài giây, sau đó gật đầu nói, đúng vậy. Về vấn đề này, Hoác Khải cũng không muốn giấu giếm, dù sao thì nhạc văn văn có quyền được biết sự thật. Sau khi nghe câu trả lời chính xác của Hoác Khải, nhạc văn văn cuối cùng đã không kìm được nước mắt. Sau biết bao nhiêu năm, cuối cùng cô bé cũng được nhìn thấy bố ruột của mình, nhưng lại khác xa với người mà cô bé hằng tưởng tượng điều này khiến cô bé cảm thấy vô cùng kinh hãi và lạc lối. Hoác Khải thở dài, đi tới ôm lấy cô bé an ủi, đừng sợ, có bố ở đây, không ai có thể làm con tổn thương. Nhưng, nhạc văn văn cúi đầu nhẹ giọng nói, bố không phải bố ruột của con. Hoác Khải giật mình, còn chưa kịp phản ứng, nhạc văn văn đã vùng thoát khỏi vòng tay của anh và chạy vào phòng ngủ. Anh có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của cô bé. Dù có hiểu lòng người đến mấy, giờ phút này Hoác Khải cũng không biết làm sao để an ủi cô bé. Những gì nhạc văn văn nói không sai, anh quả thực không phải là bố ruột của cô bé, dù trong lòng có chống cự, cũng không biết phải đối mặt với hiện thực này như thế nào. Điều quan trọng nhất là nhạc văn văn đã nghe rất nhiều lời bàn tán ở trường, nói rằng mẹ cô bé suốt ngày nịnh hót bố mẹ đường đường, trong khi cô bé thì nịnh hót đường đường. Mặc dù đường đường đã cãi nhau với những người đó nhiều lần vì chuyện này và cố gắng hết sức để bảo vệ cô bé, nhưng trong lòng nhạc văn văn thì đây vẫn luôn là một rào cản. Cô bé hy vọng Hoác Khải có thể lên tiếng thừa nhận rằng anh là bố của cô bé, hơn nữa cô bé cũng không cần phải nịnh hót ai. Nhưng bây giờ, Hoác Khải vẫn chưa lên tiếng, mà thay vào đó nhạc Khánh Ninh lại xuất hiện. Điều đó cũng khiến nhạc văn văn thực sự hiểu rằng những gì những người đó nói không sai, gia đình của Đường Đường và gia đình của cô bé không phải là một. Bố của Đường Đường không phải là bố của mình, vậy mình mỗi ngày đều gọi ông ấy là bố lý liệu có đúng không? Những thay đổi trong thực tế khiến nhạc văn văn càng lúc càng hoảng sợ, cô bé sợ những thay đổi trong cuộc sống, sợ phải quay lại những ngày còn bé. Buổi tối, khi cố phi dương trở về nhà, cô ta cũng thấy con gái mình đang ủ rũ. Hoác Khải giải thích cho cô ta biết những gì đã xảy ra trong ngày, sau khi cố phi dương hiểu ra, cô ta liền tức giận nói anh ta bị điên à. Em đã nói với anh ta rất rõ ràng rồi, Giữa em và anh ta đã không còn tình cảm gì nữa, không thể quay lại với nhau được. Thứ gì cần đưa cho anh ta em cũng đã đưa tất cả cho anh ta, tại sao anh ta lại đến đây quấy rầy em nữa? Đó là bởi vì em quá tốt, nhiều người muốn có được em là điều hoàn toàn bình thường. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để thuyết phục Văn Văn, anh nghĩ vấn đề này đã đả kích con bé rất nhiều. Cố Phi Dương im lặng, tất nhiên cô ta biết loại chuyện này sẽ khiến con gái của cô ta chịu đả kích. Cho dù là cô ta khi lần đầu tiên biết được nhạc Khánh Ninh vẫn còn sống, thật lâu cũng không bình tĩnh lại được. Làm thế nào để một đứa trẻ 10 tuổi có thể thích nghi nhanh chóng với chuyện này chứ? "Em sẽ nói chuyện với anh ta một lần nữa, Cố Phi Dương nói, cùng lắm chỉ cần đưa thêm một chút tiền cho anh ta là được." Ý của anh là em nên chú ý nhiều hơn đến trạng thái tâm lý của Văn Văn. Một đứa trẻ ở độ tuổi này đang trong giai đoạn nổi loạn nên rất nhạy cảm. Nếu mọi chuyện không được giải quyết con bé có thể sẽ oán hận chúng ta trong tương lai, Hoắc Khải nói. Cố Phi Dương thở dài nói, em thực sự không biết phải làm thế nào để thuyết phục con bé. Nếu em biết làm thế nào thì em đã không giữ kín chuyện đó với con bé lâu như vậy. Hoắc Khải im lặng, Cố Phi Dương đang nói sự thật, thật sự rất khó để thuyết phục cô bé. Chuyện này phần lớn phải dựa vào bản thân cô bé. Hoặc đợi đến khi Nhạc Văn Văn lớn hơn, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đêm nay mọi người đều cảm thấy vô cùng bứt sứt. Sáng hôm sau, ngay khi Hoắc Khải vừa thức dậy, anh đã nhận được cuộc gọi từ Ninh Thần. Anh đang ở chỗ cô cố hả? Giọng điệu của Ninh Thần dường như có chút nóng nảy, thậm chí là tức giận. Hoắc Khải nói, anh đang ở đây, có chuyện gì vậy? Anh đọc các bài báo ngày hôm nay đi, mau đến công ty và thảo luận xem phải làm gì tiếp theo, Ninh Thần nói. Hoắc Khải nhấc điện thoại, mở mục tin tức xem qua, sau đó nhíu mày. Tiêu đề rõ ràng của bài báo, ông chủ của hy vọng mới, Lý Phong, chen chân vào gia đình của người khác, thật đồi bại. Bên dưới bài báo, đại khái là nói về việc Cố Phi Dương và Hoắc Khải ở cùng với nhau, với hình ảnh sắc nét. Bức ảnh chụp cảnh Hoắc Khải và Cố Phi Dương chào tạm biệt nhau ở cửa. Theo đánh giá trạng thái của bầu trời, chắc là vào khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng. Ngay cả khi nó không được chú thích bất kỳ dòng chữ nào, thì chỉ riêng bức ảnh này thôi cũng đủ khiến người ta phải suy ngẫm. Hoắc Khải đã hiểu vì sao mới sáng sớm mà Ninh Thần đã nóng nảy như vậy. Về chuyện của Cố Phi Dương, Ninh Thần bây giờ cũng đã quen, và Hoắc Khải luôn ở với cô nhiều hơn với Cố Phi Dương ở đây. Vì vậy, nếu không vì lý do gì đặc biệt, Ninh Thần sẽ không tức giận. Đối với sự tức giận hiện tại của cô, đoán chừng là do việc giới truyền thông tung tin, dù sao thì Ninh Thần chưa bao giờ muốn công khai chuyện của Cố Phi Dương, vì sợ rằng nó sẽ làm tổn hại đến hình ảnh của Hoắc Khải. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bức ảnh này trong lòng hoác khải không có bất kỳ ý nghĩ tức giận nào ngược lại còn cảm thấy mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều anh thở ra một hơi dài sau đó nói anh biết rồi lát nữa anh sẽ đến công ty em đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng nói chuyện với giới truyền thông trước sau đó sẽ hạ bài báo đó xuống ninh thần nói đừng lo lắng đây có thể không phải là một điều xấu hoác khải nói tại sao không phải chuyện xấu anh không biết nếu thật sự bài báo này lan truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng xấu đến mức nào sao? Đến lúc đó, sẽ có vô số người chỉ vào anh mà chửi bới, Ninh Thần lo lắng nói, anh không muốn chặn nó lại sao? Lúc này, Cố Phi Dương cũng đi tới, hỏi, là cô Ninh sao? Có chuyện gì vậy? Hoắc Khải đưa điện thoại cho cô ta xem, Cố Phi Dương tái mặt khi nhìn thấy những bức ảnh và dòng tiêu đề của bài báo. Cô ta sững sờ nhìn điện thoại một lúc sau mới vội vàng gọi điện thoại cô ninh tôi không làm chuyện này khuôn mặt nhợt nhạt và biểu cảm bối rối của cô ta khiến hoác khải cảm thấy đau lòng khi biết được việc này phản ứng đầu tiên của cố phi dương là hy vọng rằng ninh thần sẽ không hiểu lầm cô ta từ khi ở bên hoác khải đến giờ cô ta vẫn luôn khắc cốt ghi tâm chuyện này chỉ tập trung vào cảm nhận của ninh thần và hoác khải tất nhiên ninh thần cũng có thể cảm nhận được điều đó cô nói tôi biết không phải do cô làm cô sẽ không làm điều ngu ngốc như vậy. Nhưng cho dù ai đã làm điều đó, thì đều cần phải được giải quyết. Tôi, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo để làm rõ rằng đây chỉ là tin đồn, Cố Phi Dương nói rồi lập tức cầm điện thoại gọi. Lúc này em càng nói càng dễ lộ sơ hở, cho dù có trăm cái miệng giải thích cũng ít có người tin, hoặc khải ngăn cô ta lại, vỗ nhẹ lên mở u bàn tay cô ta rồi nói, đừng lo lắng, mọi thứ đã có anh ở đây. Nhưng mà, đừng lo lắng, Em cứ đưa Văn Văn đến trường trước, việc còn lại cứ để cho anh, Hoắc Khải nói. Nhìn vẻ mặt kiên định của anh, Cố Phi Dương dường như ý thức được điều gì, cô ta lắc đầu nói, "Không, em không thể để cho anh." Nghe lời anh, Hoắc Khải nói xong, vừa đi ra ngoài vừa nói vào điện thoại, "Bây giờ anh sẽ đi đến công ty, bảo bộ phận quan hệ công chúng chờ anh." Chương 697: Buổi họp báo. Nhìn thấy Hoắc Khải bước nhanh rời đi, Cố Phi Dương do dự, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo sau khi cánh cửa đóng lại cô ta khe khẽ thở dài bởi vì cô ta biết mình thật ích kỷ vào lúc này nếu cô ta không ích kỷ thì cô ta đã nên ngăn chặn hoác khải và tự xử lý mọi việc nhưng bây giờ trong thâm tâm cô ta thậm chí còn hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên ẩm ý hơn rõ ràng biết rằng mình không nên có suy nghĩ như vậy nhưng cố phi dương lại không thể kiểm soát được bản thân tự chủ không có nghĩa là ngay cả suy nghĩ cũng có thể kiềm chế được chỉ có điều Người biết tự chủ là người sẽ nghĩ đến cảm nhận của người khác nên sẽ không làm ra những chuyện sai trái mà thôi. Sau một lúc, nhạc văn văn ra khỏi phòng. Cô bé rõ ràng đã khóc rất lâu, đôi mắt có chút sưng lên. Cô bé bước đến gần cố phi dương, nghẹn ngào hỏi, mẹ, bố của con. Thật sự chưa chết sao? Trước đây, cố phi dương luôn nói với cô bé rằng bố cô bé đã mất từ lâu, vì vậy nhạc văn văn mới có thể tiếp nhận hoác khải một cách thoải mái như vậy nhìn thấy con gái buồn bã cố phi dương thở dài nói người đó quả thực chưa chết nhưng chúng ta cũng không liên quan gì đến người đó nữa sao lại không liên quan đó là bố nhạc văn văn nói con không thích bố lý sao cố phi dương bối rối hỏi nhưng nhạc văn văn ngập ngừng rồi nói nhưng bố lý không phải là bố ruột của con ông ấy chưa bao giờ nói với ai về điều đó các bạn cùng lớp thường cười nhạo con rằng con không có bố Cố Phi Dương sướng sờ một lúc, sau đó cô ta mới hiểu suy nghĩ của con gái mình. Nhạc văn văn thường bị các bạn học ở trường chế diễu vì không có bố. Cho dù Hoác Khải có tốt với cô bé thế nào đi chăng nữa, thì chuyện này cuối cùng cũng khiến cô bé không vui. Nhạc văn văn theo bản năng sẽ thích mối quan hệ với người sau đó hơn là mối quan hệ với một người đàn ông đối xử tốt với cô bé nhưng không có quan hệ huyết thống và không có khả năng thừa nhận mối quan hệ với mẹ con cô bé. Không phải vì nhạc Văn Văn cảm thấy nhạc Khánh Ninh tốt bao nhiêu, cho dù còn nhỏ thì có một số chuyện cô bé cũng vẫn hiểu được. Nếu không có lý do đặc biệt, mẹ sẽ không nói rằng bố đã chết, chắc hẳn mẹ đã phải rất bất mãn. Hơn nữa hai người đã không gặp mặt biết bao nhiêu năm nay, một chút ấn tượng cũng không có, lấy đâu ra tình cảm chứ? Lý do duy nhất để nhạc Văn Văn chọn nhạc Khánh Ninh là vì nhạc Khánh Ninh có thể công khai thừa nhận thân phận của cô bé, đó là điều cô bé coi trọng nhất nhìn con gái cố phi dương cũng rất buồn cô ta không biết về những chuyện nhạc văn văn đã trải qua ở trường thỉnh thoảng chỉ có đường đường đến đây và nói rằng cô bé đã cãi nhau với ai đó vì những chuyện này nhưng cô ta vẫn cố tự an ủi mình rằng sau một thời gian dài con gái của cô ta nhất định sẽ bằng lòng chấp nhận nhưng bây giờ có vẻ như cô ta thực sự còn quá ngây thơ cô ta có thể chịu đựng được nhưng con gái của cô ta thì không thể ở tuổi của cô bé có quá ít thứ phải lo lắng và cũng không có quá nhiều khái niệm về chuyện đúng sai mọi thứ mà cô bé nghĩ đều rất đơn giản cô bé muốn một người đàn ông mà cô bé có thể nắm tay và gọi bố trước mặt mọi người chứ không phải như bây giờ khi đang còn sống với hoác khải cố phi dương rất muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói thế nào hai mẹ con cứ im lặng như vậy sau khoảng mấy chục phút hoác khải đã đến công ty bộ phận quan hệ công chúng của công ty đã tập hợp xong, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng thậm chí đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó, chỉ chờ ninh thần ra lệnh. Nhìn thấy Hoắc Khải đi tới, vẻ mặt của mọi người đều có chút kỳ quái. Đặc biệt là giản tư tư, thậm chí còn hơn thế nữa. Cô ấy luôn coi Hoắc Khải là thần tượng và là hình mẫu lý tưởng của lòng mình, trong lòng cô ấy. Người đàn ông tốt nhất trên thế giới này chính là Hoác Khải, ngoài ra không còn một ai khác. Nhưng hiện tại, có người còn nói anh là kẻ thứ ba, chen chân vào gia đình người khác. Giản Tư Tư đã gặp Cố Phi Dương và cô ấy luôn ghen tị với cô gái sáng lập ra công ty Vũ Đạo này. Cho dù Cố Phi Dương lớn hơn cô ấy vài tuổi nhưng dáng người và khí chất của cô ta thì trẻ trung không ai sánh bằng. Chỉ là Giản Tư Tư không ngờ rằng một nhân vật ở đẳng cấp nữ thần như vậy lại có thể cùng với sếp có quan hệ ngoài luồng. Cô ấy thực sự hy vọng rằng Hoắc Khải có thể đích thân phủ nhận, nói với mọi người rằng đây chỉ là tin đồn. Nhưng từ hành vi của Ninh Thần, Giản Tư Tư cũng có thể phán đoán ra được một số thông tin. Khi vấn đề này lần đầu tiên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, bộ phận quan hệ công chúng đã phát hiện ra và đã liên hệ với giới truyền thông để xóa nó trong khi báo cáo cho Ninh Thần. Khi đó, Giản Tư Tư đang thảo luận về sự phát triển tiếp theo của công ty với Ninh Thần trong phòng làm việc, cô ấy thấy rõ khi Ninh Thần nghe được tin này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hoảng sợ, sau đó mới có thể yên tâm một chút tại sao ninh thần lại thể hiện ra những cảm xúc phức tạp như vậy? Chỉ có thể cho rằng ninh thần đã biết chuyện này từ lâu, và cô cũng đã giấu kín trong lòng rất lâu. Bây giờ vấn đề đã được bóc trần ra, cuối cùng cô cũng đã có thể thở phào. Nhận định này khiến giản tư tư rất khó chịu. Không chỉ đơn giản là bởi vì Hoác Khải có quan hệ đặc biệt với cố Phi Dương, một người phụ nữ như cố Phi Dương, đàn ông thích cô ta là chuyện bình thường, cũng giống như bất kỳ người phụ nữ nào thích Hoác Khải vậy. Điều khiến giản tư tư khó chịu là, tại sao lại là Cố Phi Dương? Tại sao không thể là cô ấy? Suy nghĩ này khiến cô ấy cảm thấy phức tạp đến mức không chủ động chào hỏi khi gặp Hoắc Khải. Nhưng bây giờ cũng không ai quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, thấy Hoắc Khải đến, Ninh Thần lập tức nói, "Mọi việc còn lại cứ để ông chủ sắp xếp." Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng lập tức nhìn về phía Hoắc Khải hỏi, "Ông chủ, đề nghị của chúng tôi là liên hệ với bên truyền thông ngay lập tức xóa trước." sau đó công khai phản bác tin đồn thông qua bộ phận pháp lý không cần hoác khải xua tay nói hôm nay tôi đến công ty không phải để cố phản bác tin đồn hiện tại hãy liên hệ với phóng viên chuẩn bị tổ chức họp báo mở họp báo để nói về chuyện gì giám đốc bộ phận quan hệ công chúng hỏi tất nhiên là tôi sẽ giải thích mọi việc rõ ràng với truyền thông và mọi người trong cuộc họp báo đó hoác khải nói khi ninh thần nghe được điều này Cô lập tức hiểu Hoắc Khải Định làm gì, cô do dự rồi nói, anh thực sự muốn làm việc này. Đúng vậy, Hoắc Khải biết Ninh Thần đã hiểu được suy nghĩ của mình, gật đầu nói cũng đã đến lúc phải công khai chuyện này rồi. Ninh Thần thở dài, rốt cuộc cũng đã đến ngày hôm nay rồi sao? Khi Cố Phi Dương lần đầu tiên xuất hiện, cô đã luôn hy vọng sẽ che giấu tin tức này mãi mãi, nhưng thời gian trôi qua, sự thù địch của cô đối với Cố Phi Dương cũng dần dần phai nhạt. Theo thời gian, ninh thần đã dần không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa cô cũng biết rằng hoác khải luôn muốn công khai mối quan hệ của mình với cố phi dương ra thế giới bên ngoài nhưng anh đã không làm như vậy vì để ý đến cảm xúc của cô nếu chỉ là suy nghĩ cá nhân của hoác khải ninh thần có thể không ủng hộ anh nhưng cố phi dương đã làm rất tốt đến mức khiến người ta không thể tìm ra dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất ninh thần quả thực không thể ác nổi với một người phụ nữ như vậy Bây giờ mối quan hệ giữa hai người họ đã được xác định, còn điều gì có thể che giấu? Nghĩ đến đây, Ninh Thần gật đầu, nói, được rồi, anh đã nghĩ tới rồi thì em cũng không có gì để nói. Giản tư tư ở bên không khỏi nói, xếp Ninh, chị đang cùng ông chủ nói chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có gì đâu, chờ họp báo diễn ra thì em sẽ biết, Ninh Thần nói. Môi của giản tư tư run lên, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không thể hỏi. Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng ngay lập tức gọi điện cho giới truyền thông và mời họ đến buổi họp báo. Khi biết rằng Hoắc Khải có phản hồi rất tích cực về vụ việc này, giới truyền thông đã vô cùng vui mừng. Tin tức về hy vọng mới đã xuất hiện rất nhiều, nhưng hầu hết đều là những tin tốt, ví như hy vọng mới đã có đóng góp những gì cho nhân loại hay đưa tin về những công trình mà họ đã thực hiện. Ngày nay, tin đồn về đời tư của các ông lớn luôn rất thu hút người khác. Vì vậy, trong vòng chưa đầy 1 giờ, Tất cả các phương tiện truyền thông đều đã đến. Hoắc Khải cũng không chờ đợi quá lâu, dù sao số lượng truyền thông tác nghiệp ngày hôm nay cũng đã đủ để truyền bá tin tức này ra toàn thế giới. Các đội truyền thông khác không đến cũng sẽ đăng lại bản tin sau đó. Trong buổi họp báo, chỉ có hai người ngồi, một người là Hoắc Khải và người còn lại là Ninh Thần. Nhưng khi các phóng viên vào chỗ ngồi, họ nhận ra rằng vẫn còn một vài người đang đợi ở cửa. Một trong số họ là Nhạc Khánh Ninh người đã đưa tin cho giới truyền thông. Còn có hai người nữa, đương nhiên là Cố Phi Dương và Nhạc Văn Văn. Chương 698, thừa nhận. Lúc này, Nhạc Khánh Ninh đầy tức tối, lúc Hoác Khải cho người tới mời anh ta, Nhạc Khánh Ninh đã dự tính, nhất định phải tận lực bôi đen Hoắc Khải. Anh ta nhìn Cố Phi Dương và Nhạc Văn Văn bên cạnh, hai mẹ con có vẻ rất lo lắng, nhưng sự lo lắng đó lại không phải vì anh ta giữa hai bên còn ít nhất bốn nhân viên bảo vệ không cho nhạc khánh ninh có bất cứ cơ hội nào làm tổn thương người khác có vài phóng viên của mấy hãng truyền thông không nhịn được đi qua hỏi anh chính là anh nhạc đã tung tin nóng đó sao xin hỏi anh và cô cố thật sự là vợ chồng đương nhiên nếu không tin các anh chỉ có thể đến cục dân chính để kiểm tra hồ sơ nhạc khánh ninh nói nếu nói như vậy thì anh lý ông chủ của hy vọng mới thật sự đã chen chân vào hôn nhân của anh đương nhiên anh ta cướp vợ và con gái tôi còn tẩy não họ khiến bây giờ cả hai mẹ con đều không nhận tôi nhạc khánh ninh nói với vẻ mặt phẫn nộ tôi luôn ngưỡng mộ thành tích của công ty hy vọng mới công ty này chính là sự tự hào của quốc gia nhưng tôi không ngờ ông chủ của công ty lại là loại ác thú có lẽ anh cảm thấy gia đình tôi không quyền không thế có thể tùy ý bắt nạt nhưng tôi nói cho anh biết không thể nào làm như thế đâu chỉ cần tôi còn sống thì không cho phép bất cứ ai trả đạp lên người dân thường như vậy cho dù anh có thân phận cao đến đâu đạt được thành tựu lớn như thế nào cũng không được thái độ hùng hồn của nhạc khánh ninh nhận được sự đồng tình của đám đông phần lớn mọi người đều vô cùng phản đối với cái gọi là đặc quyền vì bản thân họ không có đặc quyền nên đương nhiên cũng không hy vọng người khác có được đây chính là cái gọi là công bằng thành tựu mà hoác khải đạt được quá lớn lớn đến mức khiến người khác không biết nên tìm ra tật xấu của anh từ đâu. Bây giờ, Nhạc Khánh Ninh tỏ ra bộ dạng hết lòng vì chính nghĩa thế này, đương nhiên là sẽ dễ dàng nhận được sự đồng tình của người khác. Anh nói bậy bạ gì thế, Cố Phi Dương tức giận hét lên với Nhạc Khánh Ninh. Nhạc Khánh Ninh bày ra vẻ như nạn nhân vô tội, nói, "Mọi người xem, tôi nói không sai chứ?" Một số phóng viên quay sang ngay hỏi Cố Phi Dương, "Cô Cố, xin hỏi cô thật sự sống cùng anh Lý sao?" chắc là cô biết anh ta là người đã có vợ chứ làm như thế lẽ nào không cảm thấy xấu hổ à cô làm như thế có cảm thấy có lỗi với chồng sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bình thường của con gái hay phải nói là đối với xã hội mang lại những ví dụ tiêu cực cố phi dương bị mấy phóng viên hỏi đến run rẩy không biết nên trả lời thế nào may mà hoác khải đã chú ý tới tình huống bên này kịp thời cho người giải tán những phóng viên kia Hoắc Khải cũng tự đi tới bên này, đưa tay ra trước mặt Cố Phi Dương. Hành động của anh khiến tất cả phóng viên không nhịn được đứng dậy, vội vã chụp lại cảnh tượng này. Thấy Hoắc Khải giơ tay qua, Nhạc Khánh Ninh gào lên, "Lý Phong, anh ức hiếp người quá đáng quá." Hoắc Khải không thèm quan tâm đến anh ta, chỉ nhìn Cố Phi Dương. Mà Cố Phi Dương thì đã rơi đầy nước mắt, lắc đầu nhìn Hoắc Khải. Cô ta không hy vọng có người khác nhìn thấy cảnh này, cô ta muốn trong ấn tượng của mọi người trên thế giới này, Hoắc Khải vĩnh viễn là người luôn sáng chói và vĩ đại. Nếu mình là một vết nhơ trong đời anh, vậy thì đoạn tình cảm này cũng xong rồi. Nhưng, Hoắc Khải cũng không cho cô ta cơ hội rời đi, thấy cố phi dương không đến, anh dứt khoát tiến lên phía trước, chủ động nắm lấy tay cô ta. Cố phi dương theo phản xạ giấy ruộng, Hoắc Khải nhẹ nhàng nói, đừng sợ, tất cả đã có anh. Lời nói dịu dàng, vẻ mặt kiên định khiến cố phi dương nhận ra điều gì đó. Mắt cô ta đỏ hoe, nói, không thể như thế, anh. Không sao, hoắc khải khẽ cười, sau đó nói với nhạc văn văn, đi thôi, chúng ta cùng đi. Nhạc văn văn không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo, nhưng đi được vài bước thì thỉnh thoảng lại quay về phía sau nhìn nhạc khánh ninh. Bởi vì, đây là bố đẻ của cô bé, cũng là người đàn ông duy nhất giúp cô bé không bị các bạn chê cười sát tay cố phi dương đến phía sân khấu hoác khải đứng trước micro cố phi dương nhìn ninh thần có chút hoảng hốt nói cô cô ninh tôi nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta ninh thần không thể nào tức giận nổi cô chỉ cảm thấy vô cùng thương cảm với cô ta cô đứng lên đi tới bên cô ta nắm lấy bàn tay còn lại nói đừng lo chúng ta cùng đối diện với mọi chuyện thấy vẻ dịu dàng và cách cầm tay của ninh thần khiến cố phi dương hiểu ra điều gì đó đúng lúc này Hoắc Khải lên tiếng: "Hôm nay, tôi mời các anh chị phóng viên trong giới truyền thông tới, lý do rất đơn giản. Anh Nhạc đã tung tin cho giới truyền thông, nói tôi và Cố Phi Dương có tình cảm nam nữ không chính đáng. Tại đây, tôi muốn nói rõ với các vị, anh ta nói không sai." Tôi thừa nhận chuyện này, Hoắc Khải nói. Trong lòng Cố Phi Dương nghẹn lại, cũng rõ ràng cảm thấy lực nắm tay của Ninh Thần cũng tăng mạnh một chút. Rõ ràng là tâm trạng của cô cũng không bình tĩnh như cô đang thể hiện. Các phóng viên của các hãng đều trở nên phân tích, tách tách chụp ảnh, hoặc Khải tự thừa nhận chuyện này nhất định sẽ là tin cực nóng. Nhưng rất nhiều người cũng như nhà Khánh Ninh đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hóc Khải lại thừa nhận. Dựa vào sức ảnh hưởng của Hy vọng mới chỉ cần bộ phận quan hệ công chúng mở miệng thì chuyện này nhất định có thể giải quyết, thậm chí không bị quá nhiều người biết. Nhưng cho đến nay, bộ phận quan hệ công chúng của Hy vọng mới cũng không can thiệp vào chuyện này, mà lại giữ thái độ im lặng giờ đây hoác khải tự mình thừa nhận khiến người ta cảm thấy khó hiểu tại sao anh phải làm như thế không thể nói đây thật ra là ông chủ lý sắp đặt để đối phó với đối thủ nào chứ các vị không cần nghĩ nhiều ý tôi nói ý đơn giản nhưng cần nói rõ một điều tôi và cố phi dương đều không phải là kẻ thứ ba tôi không phải là kẻ thứ ba và cô ấy cũng vậy hoác khải nói hai người chúng tôi yêu nhau chân thành hy vọng có thể cùng nhau xây dựng một gia đình mới đương nhiên điều này không phải có nghĩa là bỏ rơi ninh thần. tôi nghĩ mọi người hiểu tôi đang nói cái gì. hoắc khải nói vô liêm sỉ, cô ấy là vợ tôi, anh cùng với cô ấy bên nhau không phải là kẻ thứ ba thì là cái gì? lại còn thật lòng yêu thương, thật không biết xấu hổ. nhạc khánh ninh xông tới chỉ thẳng vào mặt hoắc khải. mấy nhân viên bảo vệ giữ anh ta lại, không để anh ta đi lên phía trước. hoắc khải xua tay, ra hiệu nhân viên bảo vệ không cần ngăn cản, sau đó nói sau khi nói rõ về sự việc này, tôi muốn nói một sự thật. Đó chính là, tôi và cô cố đã gặp nhau rất nhiều năm về trước, lúc đó hy vọng mới chỉ là một cửa hàng tao bao nhỏ ít người biết đến. Hoác Khải nói về quá trình quen biết cố Phi Dương, cả chuyện cố Phi Dương rời đi sau đó gặp nhau ở một thành phố khác, tiếp đó bị bắt cóc, sống chết trong gang tấc thì tình cảm của hai người mới bùng cháy. Những chuyện này, Hoác Khải đều nói rõ ràng một năm một người. Có lẽ có người sẽ cảm thấy đây là câu chuyện lừa người, nhưng tôi muốn nói cho mọi người, nếu tôi muốn viết chuyện vậy thì bộ phận quan hệ công chúng có thể làm được, không cần tôi đích thân nói về điều này. Hơn nữa, câu chuyện mà họ nói có thể dễ dàng được thấu hiểu và tiếp nhận hơn, Hoác Khải nói, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, để tiếp nhận cố phi dương thì đối với gia đình chúng tôi cũng là điều vô cùng khó khăn. Vì chúng tôi đều biết, đạo đức không cho phép làm như vậy, nhưng tôi vẫn làm. Không vì điều gì khác, chỉ vì cô ấy là một người phụ nữ tốt, không nên gặp phải nhiều gian khổ trong cuộc đời như vậy. Là một người đàn ông, tôi cũng không thể từ bỏ một người phụ nữ nguyện chết vì tôi, cứ thế rời khỏi thế giới này. Cho nên, tôi chọn lựa chấp nhận tình cảm này, cho dù sẽ bị chỉ trích của tất cả mọi người. Diễn, diễn tiếp đi, đừng nói như kiểu hai người đóng phim thần tượng như vậy chứ, có ý nghĩa sao? Cũng không thay đổi được sự thật bẩn thỉu này, Nhạc Khánh Ninh tiếp tục chửi mắng. Hoắc Khải nhìn anh ta, nói, tình cảm của tôi và Cố Phi Dương không thể nói bằng cái từ bẩn thỉu này. Thế còn anh, tôi muốn hỏi anh mấy câu, mấy năm nay anh đi đâu, tại sao anh lại bị xóa khẩu? Tôi, Nhà Khánh Ninh mở miệng, muốn giải thích vài câu, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Hoắc Khải không cần anh ta giải thích mà nói tiếp, để tôi nói thay anh nhé. Sau khi khởi nghiệp thất bại, anh chọn lựa trốn tránh, bỏ rơi người vợ vừa mới sinh con ném lại một đống nợ, bốc hơi trên thế giới. Trong mấy năm nay, anh chạy khắp đất nước, có tình cảm với người phụ nữ khác, thậm chí sinh con. Nhưng hai mẹ con đó cũng rất đáng thương, bệnh tật mà chết, sau đó anh mới trở lại. Nếu không thì bây giờ anh sẽ không còn gọi là Nhạc Khánh Ninh nữa mà là một cái tên khác. Bởi vì người tên là Nhạc Khánh Ninh này đã vì mất tích quá 3 năm mà bị tuyên bố là đã chết rồi. Chương 699, công khai trước công chúng vẻ mặt nhạc khánh ninh đỏ bừng không nói nên lời vì những gì hoác khải nói đều là sự thật nhưng anh ta nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình gân cổ lên nói chuyện tôi mất tích là có nguyên nhân tôi thừa nhận điều này nhưng điều đó không có những chuyện anh làm là đúng đừng quên anh là người đã có vợ đúng vậy cho nên tôi luôn cho rằng mình có lỗi với cố phi dương hoác khải nói không phải vì tôi đã có vợ là vì ngày thường tôi không quan tâm đến cô ấy đủ nhiều điều quan trọng nhất là tôi đã không công khai chuyện của tôi và cô ấy cô ấy chỉ có thể giấu mình thầm lặng sợ bị người khác biết cho dù tình cảm của chúng tôi là quang minh chính đại và đã trải qua đủ thách thức mà bây giờ tôi mở cuộc họp báo này không phải là để oán trách ai mà để nói cho mọi người biết tôi yêu cố phi dương cho dù thế giới này nhìn nhận như thế nào cô ấy cũng là người phụ nữ của tôi có lẽ theo quy định của pháp luật chúng tôi không thể nào trở thành vợ chồng chính thức nhưng tôi sẽ sống với cô ấy đến đầu bạc răng long, không rời không bỏ. Đồng thời, tôi muốn xin lỗi vợ của tôi. Tuy cô ấy đã biết từ lâu, cũng tiếp nhận cố phi dương, nhưng tôi biết đó không phải là suy nghĩ thật sự của cô ấy. Chỉ vì cô ấy yêu tôi, mới chấp nhận tất cả. Cho nên tôi tuyên bố, sẽ ký bản thỏa thuận hôn nhân, đem 90% cổ phần của hy vọng mới giao cho vợ của tôi, ninh thần. Mọi người đều ồ lên, quy mô của hy vọng mới hiện nay rất lớn. 90% cổ phần có giá trị mấy chục ngàn tỷ, thậm chí trong tương lai gần sẽ có giá trị tới hàng trăm ngàn tỷ. Khối tài sản lớn như vậy mà Hoắc Khải giao toàn bộ cho Ninh Thần. Đến cả Ninh Thần cũng không ngờ Hoắc Khải sẽ nói như vậy. Nhưng cô biết, hành động này là cách Hoắc Khải hóa giải nỗi lo trong lòng cô. Từ trước đến nay, Ninh Thần vẫn lo việc phân chia tài sản. Nếu sau này Hoắc Khải thật sự vì Cố Phi Dương mà gây gổ với cô, đường đường làm thế nào? những tài sản này vốn dĩ tất cả đều thuộc về đường đường, không ai có tư cách tranh giành với cô bé. Nhưng câu nói như vậy, ninh thần không nói ra được. Cô không nói không có nghĩa là hoác khải không biết. Vấn đề tài sản luôn là điều khiến người trong các dòng họ lớn đau đầu. Đến giờ hy vọng mới, đã có nền tảng của gia đình siêu giàu có, trong tương lai sẽ xảy ra những chuyện như vậy là bình thường. Cho nên Hoắc Khải nhân cơ hội này xóa bỏ sự lo lắng trong lòng Ninh Thần, khiến cô hiểu được, những thứ thuộc về cô và đường đường sẽ không bao giờ thay đổi mà sau đó hoác khải kéo nhạc văn văn đang đứng sửng sốt cầm lấy tay cô bé nói nhạc văn văn không phải con gái ruột của tôi nhưng địa vị thân phận của cô bé không khác gì với đường đường cho nên từ hôm nay trở đi tôi chính là bố đẻ của cô bé cho dù các vị thừa nhận hay không thì cô bé vẫn là con gái của tôi không ai có thể bắt nạt cô bé cũng không ai được bắt nạt cô bé ai đối xử không tốt với cô bé thì chính là kẻ thù của tôi đam mỹ hài giọng nói của hoác khải không phải lớn nhưng lời nói của anh này lại khiến nhạc văn văn bối rối cố phi dương luôn dặn dò cô bé cho dù là lúc nào thì cũng không được nói ra chuyện của bố lý nhưng bây giờ bố lý lại thông báo trước mặt nhiều người như thế xác nhận là bố của cô bé tầm mắt của nhạc văn văn bất giác liếc qua nhạc khánh ninh sắc mặt của người bố đẻ này giờ đây tái xanh tức tối không thôi ánh mắt cô bé lướt qua sau đó dán chặt lên người hoác khải hoác khải quỳ xuống nhìn cô bé dịu dàng hỏi văn văn con có đồng ý để bố mãi mãi là bố của con không nhạc văn văn hơi run rẩy cô bé có chút căng thẳng ánh mắt của phóng viên sự bao vây của ống kính khiến cô bé không thoải mái nhưng bàn tay của hoác khải ấm áp như thế khiến cô bé yên ổn trở lại con nhạc văn văn bất giác nhìn mẹ mình nước mắt tràn ngập trong đôi mắt cố phi dương đã rơi xuống cô ta đầy mong đợi nhìn con gái khẽ gật đầu được sự cho phép của mẹ nhạc văn văn mới quay lại nhìn hoác khải sau đó gật đầu nói con đồng ý hoác khải mỉm cười đứng dậy xoa đầu cô bé vẻ yêu thương tràn đầy trên khuôn mặt lúc này cố phi dương bỗng nhiên đi tới nói vào micro tất cả chuyện này đều do tôi chủ động không sai tôi yêu lý phong tôi đã yêu sâu sắc người đàn ông này anh ấy quá tài giỏi, tài giỏi đến mức tôi không có cách nào chống cự mà xa vào. Tôi cũng biết, sự xuất hiện của tôi đang mang đến những phiền phức cho gia đình này. Cho nên, tôi muốn nói cho tất cả mọi người, cho dù luật pháp cho phép thì tôi cũng tuyệt đối không kết hôn với anh ấy. Anh ấy chỉ có một người vợ duy nhất đó chính là cô Ninh. Còn tôi, sẽ ký thỏa thuận, cho dù bất cứ khi nào, trong hoàn cảnh nào, đều tự nguyện buông bỏ tất cả những tài sản thuộc về gia đình này lời nói của cố phi dương rõ ràng là để trả lời thỏa thuận vừa rồi hoác khải đã nói cô ta không hy vọng hoác khải vì mình mà phải từ bỏ quá nhiều điều đó khiến cô ta cảm thấy hổ thẹn đúng lúc này ninh thần cũng đi tới cô khẽ thở dài nói thật ra lúc đầu tôi quả thật cũng không tình nguyện nhưng thời gian trôi qua tôi mới hiểu tại sao lý phong lại yêu cô cố cô cố thật sự là người phụ nữ lương thiện thậm chí lúc đầu vì để bản thân không được dao động mà cô Cố đã lựa chọn rời xa quê hương, đem con đi lập nghiệp khiến tôi vô cùng khâm phục. Nếu là tôi, chắc cũng không làm được điều này. Tình cảm của cô Cố và Lý Phong cũng có vài yếu tố ngẫu nhiên. Tôi sẵn sàng tiếp nhận họ, còn chuyện ký thỏa thuận kết hôn thì tạm thời không cần nhắc đến, vì cô Cố đã dùng hành động để nói cho tôi biết, bản thỏa thuận này không có ý nghĩa gì cả. Ba người lần lượt nói khiến phóng viên của các hãng truyền thông đều im lặng họ có một cảm giác rất kỳ quái đây thật sự là cuộc họp báo để công bố người thứ ba sao tại sao mà xem ra lại giống như phát cơm chó cho họ vậy diễn kịch tất cả chỉ là diễn các người đừng lừa người ai biết trong lòng các người nghĩ gì nói thì có vẻ cay đắng khổ sở nhưng thật ra là để che giấu chuyện dơ bẩn của mình nhạc khánh ninh trượt gào lên khiến tất cả mọi người đều hoàn hồn họ nhìn người đàn ông cuồng loạn này bỗng nhiên cảm thấy anh ta quá đáng thương nói Hoác Khải là người thứ ba chen chân vào, kết quả là sân khấu tràn ngập niềm vui và sự hòa thuận trong gia đình. Nhưng lời nói của nhạc Khánh Ninh không phải không có lý, những lời của Hoác Khải có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Điều quan trọng là, loại chuyện này sẽ được mọi người công nhận sao? Một phóng viên nhìn Hoác Khải, nói anh là đại diện pháp luật của hy vọng mới cũng là nhân vật của công chúng có ảnh hưởng cực lớn. Anh có từng nghĩ nếu công khai chuyện này có thể sẽ tác động tiêu cực cho xã hội không? thậm chí có thể nói, chuyện này sẽ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực của rất nhiều người là người có tiền thì muốn làm gì tùy thích. Hoắc Khải nhìn phóng viên đó, nói ý của anh là, bởi vì tôi có tiền cho nên tự cho mình đặc quyền, thách thức các khái niệm của thế tục. Đúng vậy, tôi cho rằng. Tôi không cần anh cho rằng, Hoắc Khải lắc đầu, cắt ngang lời nói của đối phương nói, từ khi cùng với vợ của tôi thành lập hy vọng mới, tôi chưa từng quan tâm người khác nhìn nhận như thế nào. Đã có rất nhiều người chế giễu chúng tôi bao gồm cả những nhân vật kỳ cựu trong công ty chúng tôi đưa ra nhiều quyết định đều không được họ công nhận nhưng giờ đây hy vọng mới đã phát triển đến mức này thế giới này chưa bao giờ dựa vào sự công nhận của người khác mà đạt được thành công đây là chuyện gia đình tôi cho nên thông báo với công chúng là vì tôi là người đại diện pháp luật có trách nhiệm cho công chúng được biết sự thật nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người có thể tham dự vào chuyện cá nhân của tôi đây không phải là đặc quyền mà là quyền lợi cơ bản nhất của con người Phóng viên đó im lặng, anh ta không có cách nào phản bác lời nói của Hoắc Khải. Chuyện này nhìn có vẻ là đặc quyền, nhưng người ta cũng dựa trên tình yêu, chứ không phải vì có tiền nên làm loạn. Bao nuôi tình nhân, với tình yêu là một chuyện sao? Rõ ràng không phải, nếu đã không phải cùng một chuyện vậy thì có thể dùng hành vi đặc quyền để bình luận chuyện này sao? Mà Hoắc Khải đã khẳng định, đây là chuyện cá nhân, không cần người khác nhúng tay vào, cũng không ai có thể nhúng tay vào. Chỉ cần người nhà đều đồng ý thì người khác có quyền gì mà nói. Giỏi lắm thì mắng trên mạng vài câu, nhưng cũng không mắng được cả đời. Chu Du đánh hoàng cái, một người sẵn sàng chiến đấu, một người sẵn sàng chịu đựng, thái độ của Cố Phi Dương và Ninh Thần đã giết chết những lý do chửi mắng của họ. Điều quan trọng là cho dù có ai đó chửi mắng thì cũng vô ích. Chương 700, kết cục tốt. Địa vị của họ Khải thật sự quá cao, có lẽ danh tiếng của anh trên toàn thế giới này không ai có thể sánh được. Bởi vì những chuyện mà anh làm đang không ngừng thay đổi thế giới, mang đến cho toàn thế giới một lý tưởng tương lai khó có thể tưởng tượng. Chinh phục biển rộng trời cao. Một người đàn ông sở hữu địa vị cao như thế, vì tình yêu chọn lựa tiếp nhận thêm một người phụ nữ, mà còn là một người phụ nữ lẻ lo hiu quạch, nuôi một đứa con, là quá đáng lắm sao? Những phóng viên kia tự nghĩ lại, cảm thấy có vẻ cũng không quá đáng. Dù sao, Nhạc Khánh Ninh mất tích 3 năm cũng bị phán định là đã chết, xóa khẩu. Trên mặt pháp luật mà nói thì Cố Phi Dương đã là đơn thân. Ngay cả quan hệ hôn nhân của họ cũng đã bị xóa bỏ. Nếu đã không kết hôn thì Hoác Khải cũng không được coi là người thứ ba. Nếu coi là kẻ thứ ba thì người đó chính là Cố Phi Dương. Hoác Khải cũng chỉ được coi là lăng nhăng mà thôi, đối với người ở tầng lớp đó, lăng nhăng thì sao chứ? Cuống hồ, bao nhiêu năm nay, Hoắc khải cũng chỉ có một bê bối là cố phi dương mà thôi cũng coi như trong sạch những ông chủ lớn minh tinh có ai mà không có một mối quan hệ nam nữ hỗn độn lúc mới đầu các phóng viên đều đang nghĩ nên lợi dụng chuyện này để tạo chủ đề nóng thế nào nhưng bây giờ những gì họ nghĩ đến là dùng lý trí mà nghĩ thì cũng không có gì to tát cũng không thể đứng trên phương diện đạo đức để lên án hoắc khải đã không làm được thì không tạo được độ nóng của tin tức cho nên vắt óc nghĩ cách đắc tội với anh thì có đáng không ngộ nhỡ không kéo được lưu lượng mà lại đắc tội với hy vọng mới thì sau này bản thân sẽ khó mà được sống yên ổn chuyện trọng sinh nghĩ đến đây các phóng viên cũng dần bình tĩnh lại các người nói gì đi chứ mắng anh ta đi không phải đã nói rõ là chửi cho anh ta tan tác tơi bởi sao tại sao lại không hé mồm nói lời nào nhạc khánh ninh rõ ràng cảm thấy không khí đã thay đổi anh ta tức tối gào lên rất nhiều người nhìn qua, tỏ vẻ coi thường. Nếu Hoắc Khải vì lăng nhăng mà bị trách mắng thì anh ta vì sự nghiệp thất bại, bỏ rơi vợ con còn không đáng bị chửi rủa hơn sao? Huống hồ trước đây anh ta đã cùng với người phụ nữ khác sinh con, nhưng vì hai mẹ con không may qua đời nên anh ta mới quay lại. Nếu họ còn sống thì anh ta có quay lại không? Nhạc Khánh Ninh chỉ là một nhân vật nhỏ, bây giờ lại không có lý do để đấu với Hoắc Khải nên đương nhiên bị mọi người coi thường. Cuộc họp báo cứ như vậy mà kết thúc cho dù các hãng truyền thông ngầm hiểu, cũng không có quá nhiều lời nói xấu về Hoắc Khải, chỉ công bố toàn bộ nội dung cuộc họp báo. Nhưng chuyện liên quan đến hy vọng mới thì vẫn thu hút được không ít sự quan tâm. Đương nhiên sẽ có người lên án Hoắc Khải, cho rằng với bất kỳ lý do gì thì anh cũng không nên làm như vậy. Pháp luật không cho phép, đạo đức làm người không cho phép. Nhưng bất ngờ là có nhiều người công nhận chuyện này. Nguyên nhân của một số người là Hoắc Khải dẫn dắt nhân loại tiến hành sự thay đổi lớn của vận mệnh, công lao này, đừng nói là có thêm một phụ nữ đơn thân mang theo một đứa con, mà thêm 100 người cũng được. Còn có một số bộ phần thì có lý do là, tình cảm của Hoắc Khải và Cố Phi Dương nước chảy đá mòn, hai người trải qua bao nhiêu chuyện, giữa thời khắc sống chết tình cảm còn không dao động. Có kết quả như vậy thì cũng nên được chúc phúc. Người công nhận thì nhiều, phê phán thì ít, khiến không ít người cảm thấy khó hiểu. Đây không phải là điển hình cho tam quan lệch lạc hay sao? Nhưng ngay cả khi họ không hiểu thì đây cũng là sự thật. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, chuyện gì là đúng là sai thì người đó sẽ tự biết. Hơn nữa, người ta đã nói, đó là tình cảm cá nhân, có thể giải thích vài lời là vì có trách nhiệm để công chúng biết sự thật, mà không phải để ai đó tham gia vào. Ai không công nhận thì đi chỗ khác chơi, ở đây nhiều chuyện cái gì? Trái lại Mọi người đều quay sang mắng chửi Nhạc Khánh Ninh. Kinh doanh thất bại, còn vứt bỏ vợ con, mình phạm sai lầm lớn không nói, lại nói hoắc Khải là kẻ thứ ba, quả thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Trên mạng có rất ít những lời bình luận về hoắc Khải, trái lại thì khắp nơi đều là lời phê phán Nhạc Khánh Ninh. Điều này khiến Nhạc Khánh Ninh trở thành con chuột chui lủi trên phố. Ông chủ công ty lúc trước anh ta làm việc đã sa thải anh ta. Lý do rất đơn giản, người có nhân phẩm tồi tệ như anh làm lái xe cho con gái tôi cũng là một sự sỉ nhục, nhanh chóng cút đi. Cho dù nhạc Khánh Ninh đi tới đâu tìm việc thì cũng khó được chấp nhận. Cho dù là nhân phẩm của anh ta, hay là do ân oán của anh ta với Hoác Khải thì đều là lý do để người ta ngăn lại từ ngoài cửa. May mắn là lúc trước Cố Phi Dương đã cho anh ta 15 triệu, chỉ cần không tiêu xài hoang phí thì số tiền này đủ để anh ta sống hết đời không cần làm việc. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Cố Phi Dương khóc lóc, lệ rơi đầy mặt, kéo tay Ninh Thần không buông. Cô Ninh, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này, tôi. Không cần xin lỗi, Ninh Thần lắc đầu, nói, những năm qua cô đã khổ lắm rồi, đáng ra là nên công bố chuyện này từ lâu. Nhưng tôi với Lý Phong vẫn có điều kiêng rẻ, hy vọng cô có thể hiểu. Bây giờ mượn chuyện này để công khai cũng coi là chuyện tốt. Sau này cô và Văn Văn chuyển tới sống chung đi, không nên sống riêng bên ngoài, cũng không tiện. Không được, đó là nhà của cô và anh ấy. Tôi không thể tới, tới đó tôi không ngủ được, Cố Phi Dương lập tức từ chối. Nhìn thấy vẻ hổ thẹn ẩn giấu trong mắt cô ta, Ninh Thần biết cô ta rất khó chấp nhận chuyện này. Nếu thật sự tới nhà, thì có thể cô ta cho rằng đã thật sự trở thành người thứ ba. Vì căn nhà đó, vốn dĩ không nên có người phụ nữ khác xuất hiện. Cô cũng không ép buộc cô ta điều gì, Ninh Thần nhìn hoác Khải, chợt khiển trách nói, anh quá kích động. Chuyện thỏa thuận hôn nhân cũng không nói với em. Chuyện lớn như thế em không có quyền được biết sao? Hoắc Khải nhìn thấy cô có chút tức giận thì nói, xin lỗi, anh chỉ cảm thấy. Cảm thấy có lỗi với em, muốn an ủi em sao? Ninh Thần hừ một tiếng, nói anh cho rằng em tức giận vì anh không thương lượng với em sao? Em tức giận là vì anh quá xem thường em rồi. Hoắc Khải im lặng, Ninh Thần nói không sai, anh muốn ký thỏa thuận hôn nhân chỉ vì cảm thấy Ninh Thần sẽ nghĩ nhiều. Để đề phòng sau này cô lại gây ra chuyện gì nên mới chọn lựa công bố bản thỏa thuận vào lúc này. Nhưng hành vi này tuy có vẻ là an ủi Ninh Thần nhưng về mặt bản chất là xem thường cô. Biết mình phạm phải lỗi lớn, Hoắc Khải cũng không có gì giải thích. May mà Ninh Thần cũng không đi sâu vào vấn đề này, chỉ nói em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng không thích đồ xa xỉ. Đời này tiền có thể tiêu cũng có hạn, số tiền này là của Đường Đường, anh đưa tiền cho em không có ý nghĩa gì cả hoác khải hiểu ý của cô khẽ gật đầu không phản đối cố phi dương cũng hiểu ninh thần có vẻ là đang giải thích chuyện này thực ra là đang nhắc nhở cô ta cố phi dương nói ngay bản thỏa thuận tôi vừa nói đợi lát nữa tìm luật sư soạn xong thì ký sau đó mang tới văn phòng công chứng để công chứng ninh thần mở miệng nhưng lại không nói gì cô cũng có lòng riêng về mặt tài sản bất kỳ chuyện gì cũng có giới hạn không thể chia cho người khác không phải cô nhỏ mọn mà những tài sản này vốn dĩ thuộc về đường đường thừa kế. Bất kỳ quyết định nào của cô ở hiện tại, thì sẽ ảnh hưởng đến đường đường sau này. Đối với con gái mà nói, như vậy là không công bằng. Nếu sau này, đường đường sẵn sàng chia sẻ tài sản với cố Phi Dương, nhạc văn văn thậm chí là con đẻ của Hoác Khải và cố Phi Dương thì ninh thần cũng sẽ không phản đối. Điều cô muốn bảo đảm, chỉ có một mình cố Phi Dương mà thôi. Chuyện này cũng coi như có kết cục tốt, cho dù là đối với cá nhân hay đối với công ty. Giám đốc quan hệ công chúng thông qua điều tra trên mạng đã xác định không có tổn thất quá lớn đến hình tượng của công ty mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào quy mô của hy vọng mới như bây giờ, cho dù vì chuyện này mà mất đi một phần trăm tỷ lệ ủng hộ và thị trường thì cũng là một con số siêu lớn. Anh ta là giám đốc bộ phận, cũng không gánh được trách nhiệm lớn như thế. Trước đó, khi Hoác Khải nói chuyện, giám đốc bộ phận quan hệ công chúng suýt nữa thì bay tim ra ngoài ông chủ to gan thật, dám quang minh chính đại công nhận chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, hoắc khải gánh vác chuyện này, trái lại là cách giải quyết tốt nhất. Nếu không, những hãng truyền thông kia còn phải hỏi đến tận gốc gác, có khi còn mang lại kết quả xấu.